Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Liền gật đầu, không nghĩ tới thiên hạ lại có trùng hợp như vậy sự tình cố tâm nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm liền đem mới gặp mặt nhận thân cùng hẹn bà bà tới cửa sự tình cùng ngọc nương nói ra đợi ngọc nương chậm rãi tiêu hóa một hồi cố tâm nguyệt mới tiếp tục hỏi ngọc nương có câu nói làm vãn bối nguyên bản ta không nên hỏi chẳng qua ta vẫn là muốn biết thái độ của ngươi ngươi đối cha chồng hắn thấy cố tâm nguyệt hỏi được ngay thẳng như vậy ngọc nương nháy mắt ngơ ngẩn sau đó lại nghiêm túc trả lời nói thật ra vừa mới bắt đầu đi theo tống đại ca trốn về Bắc Việt quốc kia mấy năm, ta xác thực thích với hắn, lúc ấy ta nghĩ ta cùng với hắn một chỗ kia là chuyện sớm hay muộn, chương 259, thu chút lợi tức, về sau các ngươi đi vào thâm sơn, tìm tới chúng ta, sau đó lại đi tới Thanh Châu Phủ, khi đó ta mới chậm rãi biết, thế giới bên ngoài nguyên lai như thế lớn, ta mới ý thức tới cho tới nay ta đối với hắn tình cảm có lẽ cũng không phải là thích, mà là ỷ lại cùng ngưỡng mộ, nói đến đây, ngọc nương lại nhịn không được lắc đầu cười khổ nói nhất là ngươi cha chồng nhiều năm như vậy một mực đối ngươi bà bà nhớ mãi không quên cho dù ta muốn cùng hắn chịu đựng sinh hoạt hắn cũng sẽ không chịu đáp ứng a vậy ta làm sao khổ không phải hắn không thể đâu nghe thấy ngọc nương như vậy thẳng thắn cố tâm nguyệt cũng âm thầm thở vào nhẹ nhõm nguyên bản còn lo lắng tìm trở về bà bà ngọc nương có thể hay không cách bọn họ mà đi hiện tại nhìn nàng phản ứng chắc hẳn sớm đã buông xuống Cố Tâm Nguyệt liền hướng phía Ngọc Nương tiếp tục nói, ta lo lắng trở về cùng Tống Dập cha chồng bọn hắn nói về sau, bọn hắn sẽ nhịn không được chạy tới hầu phủ yếu nhân, cho nên sau khi trở về chúng ta tạm thời không nói, ta cùng bà bà nói, chờ đợi mấy ngày nàng bệnh tình hơi chuyển rất nhiều, để nàng tìm cơ hội sẽ tìm đến chúng ta, cũng miễn tại hầu phủ nhiều người phức tạp không tiện. Ngọc Nương tán đồng nhẹ gật đầu, dạng này cũng tốt, người bà bà nguyên bản tâm sự quá nặng, bệnh tình mới một mực nghiêm trọng, bây giờ biết được các ngươi đều ở kinh thành, chắc hẳn tinh thần cũng có thế rất nhiều, hai người một bên trò chuyện, một bên trực tiếp trở lại cửa hàng, đến ban đêm, nằm ở trên giường, tống dập giống như thường ngày cố tâm nguyệt làm nhào nặng buông lỏng, khoảng thời gian này, hắn mắt thấy cố tâm nguyệt bận biểu giống như con thoi, bất đắc dĩ muốn giúp nàng lại nhiều lần bị ghét bỏ, liền đành phải tại nàng khi về nhà, tận lực giúp nàng khoan khoái khoan khoái. Bưng trà đổ nước những cái này tự nhiên không cần phải nói, càng có rửa chân xoa bóp vò vai vân vân nghiễm nhiên thành hầu hạ người lão mụ tử cố tâm nguyệt tắm rửa xong liền nằm quịch xuống giường mặc cho tống dập giúp nàng lau khô ẩm ướt phát tống dập gặp nàng hôm nay đi theo ngọc nương đi một chuyến hầu phủ sau khi trở về liền một mực trên mặt mang ý cười còn thỉnh thoảng cười ngây ngô tống dập một bên xoa bắp chân của nàng một bên thừa dịp nàng không sẵn sàng tùy ý hỏi người hôm nay dường như thật cao hứng a bồi tiếp ngọc nương đi hầu phủ rất thuận lợi vẫn là gặp cái gì vui vẻ sự tình từng vẫn được rất thuận lợi cố tâm nguyệt tùy ý trả lời tống dập gặp nàng không có thuận lời đầu của mình nói tiếp lập tức cảm thấy rất không bình thường như tại bình thường không cần hắn hỏi nàng đã sớm không rõ chi tiết cùng chính mình nói ngày hôm nay nàng dường như có chuyện gì đang cố ý giấu giếm hắn gặp nàng không chủ động nói tống dập đành phải tiếp tục truy vấn nói có cái gì cao hứng sự tình nói ra để ta cũng cùng một chỗ cao hứng một chút cố tâm nguyệt lật người nghiêng đầu nhìn về phía nàng trong mắt còn đựng đầy ý cười bí mật chờ thêm mấy ngày ngươi liền biết nói xong hướng hắn nháy mắt ra hiệu một trận tống dập cảm thấy nàng nhí nha nhí nhảnh dáng vẻ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười liền cắn răng uy hiếp nói vì cái gì hiện tại không thể nói cho ta chúng ta trước đó không phải đã nói có chuyện gì nhất định phải nói cho lẫn nhau sao cố tâm nguyệt gặp hắn bắt đầu thượng cương thượng tuyến liền vội vàng đứng lên cánh tay trèo lên cổ của hắn, không phải muốn giấu giếm ngươi, là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, ngươi ngoan ngoãn chờ tầm vài ngày, ta liền nói cho ngươi được chứ, nói xong, còn không đợi hắn cự tuyệt, liền ngẩng đầu hôn lên, tống dập xem xét, liền biết nàng đây là nghĩ lừa dối qua ải, vốn là muốn ra tay đẩy ra nàng, nhưng vừa chạm đến nàng kia ống ánh nước kiều nộn đôi môi, liền khống chế không nổi đất sụp đi vào, lập tức nhiệt khí liền dâng lên tại nàng sau tai, thấp giọng nói, đã ngươi không chịu nói, vậy ta trước thu chút lợi tức được rồi đi. Chương 260, đến nhà bái phỏng, lại ước chừng qua 6-7 ngày. Từ khi từ thị phục dụng cố tâm nguyệt cho viên thuốc, mấy ngày nay nàng rõ ràng cảm giác mình hô hấp thoải mái nhiều. Tăng thêm biết được người một nhà đều đi vào kinh thành, càng là hận không thể lập tức liền có thể khỏi hẳn. Nguyên bản sớm đã không còn sinh tưởng niệm, mà nàng hiện tại chỉ muốn nhanh tốt, không riêng cố tâm nguyệt cho viên thuốc đang ăn. Liền Ngọc Nương kê đơn thuốc cũng thúc giục nha hoàng đi đúng hạn bưng tới nguyên bản mỗi ngày ăn không vô bao nhiêu đồ ăn này sẽ cũng không còn kén ăn không có khác con dâu nói vừa muốn đúng hạn uống thuốc hai muốn tâm tình thư sướng ba phải ăn nhiều ngủ nhiều từ uyển ngưng thấy cô mẫu đột nhiên tốt đẹp cũng cao hứng theo chủ động đề nghị cô mẫu ta gặp ngươi mấy ngày nay đã tốt đẹp không bằng ta lại đi mời ngọc nương tới cho ngươi xem một chút từ thị đang muốn tìm lý do đi ra ngoài liền đề nghị lần trước ngươi không phải nói các nàng nhà nồi lẩu ăn thật ngon sao không bằng chúng ta cùng đi nếm thử. Hiện tại ta cái này bệnh tốt đẹp, khẩu vị cũng đột nhiên đến, mặt khác chúng ta cũng hẳn là tự mình đến nhà nói lời cảm tạ. Từ Uyển Ngưng thấy nguyên bản không muốn đi ra ngoài cô mẫu vậy mà chủ động muốn ra cửa, không khỏi sảng khoái nói, tốt, ta hiện tại liền đi cùng tổ mẫu nói một tiếng, chúng ta nha một hồi liền đi. Uyển Ngưng vừa ra cửa, từ thị liền ngay cả bận biểu phân phó bọn nha hoàng một lần nữa chải đầu thay quần áo, lại thay đổi ngày xưa ngột ngạt, chọn một kiện mật hợp sắc váy áo, sẽ không giống trứng ngỗng sắc lộ ra như vậy non nớt, lại so màu đỏ tí nhiều một chút trẻ tuổi. Quan trọng hơn, trước đó Tống Chính quan có lần đi săn kiếm bạc mua cho nàng kiện thứ nhất thợ may chính là cái này nhan sắc. Hắn nói cái này nhan sắc rất sấn nàng, lúc ấy nàng còn mắng hắn không biết cách sống, kia một thân thợ may bạc có thế mua tốt mấy thân vải vóc. Tống Chính quan bị nàng mắng không dám lên tiếng, đằng sau nàng vẫn là mừng thấp khởi xuyên rất nhiều năm, lại cẩn thận chọn hai loại châu trâm hướng mặt tái nhợt bên trên nhẹ nhàng quét chút son phấn, khí sắc lập tức tốt lên rất nhiều, thu thập xong những cái này, từ thị lại vội vàng đi mình nhỏ khố phòng tự mình chọn rất nhiều lễ vật để bọn nha hoàng mang theo, chờ lấy uyển ngưng vừa đến, mấy người liền vội vàng ra phủ, ngựa không dừng vó hướng nồi lẩu cửa hàng đuổi, xe ngựa dừng lại, từ thị nguyên bản một mực dẫn theo tâm đột nhiên để xuống, nhưng hai tay lại ngăn không được trung nhẹ nhẹ, từ uyển ngưng không có quan sát tỉ mỉ, chỉ lo mình cao hứng, mình xuống xe ngựa về sau, lại vội vàng hướng nàng hô, cô mẫu, đến, mau một chút, một hồi đến giờ cơm rất nhiều người, từ thị ai một tiếng, vội vàng bị viện xuống xe ngựa, vì không thừa nhận mình rất sợ, từ viễn ngưng lần này đặc biệt không có đeo lên vi mũ, thoải mái dẫn cô mẫu đi vào cửa hàng, vừa vào cửa, liền hướng phía một bên cố tam thanh nói, trưởng quỷ, chúng ta tới tìm ngọc nương cùng cố nương tử, cố tam thanh ngẩng đầu một cái, vừa định xùy âm thanh hỏi nàng hôm nay vì sao không mang mạng che mặt rồi. Sau đó thoáng nhìn đằng sau mang theo vi mũ phu nhân, cùng sau lưng ôm lấy bao lớn bao nhỏ nha hoàng, liền thu hồi kém chút thốt ra, có chút câu lên khóe môi, chờ một lát, cố tâm nguyệt nguyên bản liền âm thầm cân nhắc, bà mẫu không sai biệt lắm cũng nên đến, lần này nghe phía bên ngoài động tĩnh liền ngay cả bận biệu từ phòng bếp ở giữa bước nhanh đi ra, vừa nhìn thấy bà mẫu, liền không khỏi mừng rỡ, vội vàng nhẹ giọng phân phó tiểu võ đi tìm tống dập cùng hai đứa bé tới sau đó liền dẫn bà mẫu cùng uyển ngưng cùng bọn nha hoàng lên lầu một đường đem người nên tiến bên trong an tỉnh nhất nhã giang ngọc nương cũng theo sát lấy tới cố tâm nguyệt liền hướng phía uyển ngưng đề nghị không bằng trước mở một bàn nồi lẩu từ tiểu thư ăn trước như thế nào hai trăm sáu mươi gặp nhau ngọc nương cũng phụ họa nói đúng vậy a à, từ tiểu thư không bằng ăn trước ta bên này trước giúp phu nhân lại cẩn thận kiểm tra dưới muốn hao chút thời gian từ uyển ngưng vừa định nói không vội chờ cô mẫu tốt cùng một chỗ lại ăn từ thị nhân tiện nói cũng tốt uyển ngưng a à cả ngày đọc lấy muốn tới cái này ăn lẩu ngươi liền mang theo bọn nha hoàng đi ta cùng ngọc nương tại cái này thật tốt nói sẽ thể mình lời nói ngươi cũng đừng hầu ở nơi này nhàm chán từ thị mới mở miệng uyển ngưng cũng không còn cự tuyệt vừa vặn buổi sáng ăn ít này sẽ nghe được lầu dưới mùi thơm quả thật có chút đói liền dẫn bọn nha hoàng đi mặt khác phòng. Bên kia cố tiểu võ một hơi chạy về nhà, liền hướng phía tống dập hô, dựng, cô cô để ngươi mang theo hoài cẩn tử du mau đi một chuyến cửa hàng. Tống dập nghe vậy, vội vàng đi tới, ngươi cô cô có nói gì hay không sự tình, không có, chỉ là có cái phu nhân mang theo nha hoàng, mang thật nhiều đồ vật đi cửa hàng, cô cô liền để ta tranh thủ thời gian tới gọi các ngươi. Tiểu võ đáp, tống dập không hiểu ra sao, Trực giác nói cho hắn hẳn là cùng lần trước đi hầu phủ sự tình có quan hệ, lập tức liền không lại trì hoãn, vội vàng mang theo hai đứa bé hướng cửa hàng đi vào trong. Ngọc Nương trước cho từ thị kiểm tra dưới, gặp nàng mạch đập hoàn toàn khác biệt trước đó như vậy suy yếu, trên mặt khí sắc cũng tốt lên rất nhiều, càng khiến người ta kinh ngạc là, cái này bệnh bất trị ho lao vậy mà cũng gần như khỏi hẳn rồi. Hẳn là trước đó thật là lầm xem bệnh, Ngọc Nương lại lần nữa thăm dò mạch, chấn kinh sau khi chỉ có thể giải thích là bởi vì giải tâm kết cho nên bệnh tình tốt đẹp liền hướng phía từ thị cùng cố tâm nguyệt cười nói ta cũng buồn bực quả thật là gần như khỏi hẳn phu nhân lại tiếp tục kiên trì nuốt vào một đoạn thời gian thuốc nhìn nhìn lại từ thị nghe vậy thật như mình cảm giác như vậy lập tức trong lòng cũng thống khoái rất nhiều nguyên bản còn tưởng rằng là mình ảo giác lần này cũng coi là thở một hơi dài nhẹ nhõm không cần lo lắng bệnh tình của mình qua cho bọn hắn liền hướng phía cố tâm nguyệt hỏi a à, nguyệt người cha chồng bọn hắn lời còn chưa nói hết liền nghe cổng truyền đến tiếng bước chân dày đặc từ thị vội vàng vén lên mạng che mặt hướng phía cổng nhìn lại chỉ thấy mình mong nhớ ngày đêm những người kia giờ phút này chính chỉnh chỉnh tề tề đứng tại cổng từng cái nhìn thấy nàng giống như là bị điểm ở ngơ ngác giật mình tại nguyên chỗ tống chính quan quả thực không dám tin vào hai mắt của mình mặc dù quá khứ mười mấy năm nhưng là người trước mắt cùng trong lòng mình người kia vậy mà không kém bao nhiêu chỉ là nguyên bản mượt mà mặt, thon gầy rất nhiều. Tống Thanh Hoang trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức chạy tới, ôm từ thị, khóc trống nói, nương, ngươi nhưng trở về. Tống chính quan nện bước hốt hoảng bước chân, cũng tới đến mẫu nữ hai người trước mặt, không thể tin nói, từ sáng trong, những người còn lại giống như là cũng không biết từ thị tên đầy đủ, bỗng nhiên nghe thấy tống chính quan gọi như vậy, đột nhiên có chút không hiểu vui cảm giác, không biết, còn tưởng rằng là đang gọi tiểu cô nương. Nguyên bản còn lệ rơi đầy mặt từ thị gặp hắn đột nhiên gọi như vậy mình, nhìn nhìn lại cố nén cười đám người, không khỏi trên mặt nổi lên một vòng ngượng ngùng, hung tận khoét hắn liếc mắt, tống chính quan nửa điểm cũng không muốn chuyển khai ánh mắt, đành phải vò đầu cười ngây ngô nói, nhất thời kích động cấp quên, cố tâm nguyệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua cổng tống dập, cũng giống cái kẻ ngu đồng dạng, thẳng tắp đứng ở nơi đó, nếu không phải hắn khóe mắt phím hồng, hai tay nắm chắc thành quyền, Cố Tâm Nguyệt thật đúng là cho là hắn là không có phản ứng đâu, liền ngay cả bận biệu cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, còn không nhanh chạy tới. Chương 262, thổ lộ hết, tống dập đỏ hồng mắt, đi đến từ thị trước mặt, thẳng tắp quỳ xuống, nói giọng khàn khàn, mẫu thân, lập tức, từ thị lại bắt đầu ôm lấy tống dập cùng thanh hoang khóc thành một đoàn. Một bên cố tâm nguyệt cùng Ngọc Nương nhất thời không biết nên an ủi ra sao, liền cho hoài cẩn cùng tử du đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấp giọng nói đi xem một chút tổ mẫu hai đứa bé tay cầm tay đi tới tại từ thị bên cạnh dừng lại tổ mẫu tốt từ thị nghe được hai đứa bé thanh âm vội vàng ngẩng đầu lên hai đứa bé này chính là tổ mẫu ta gọi hoài cẩn tổ mẫu tốt ta là tử du tổ mẫu không khóc khóc lâu con mắt sưng liền không dễ nhìn từ thị thấy hai cái nhu thuận hài tử giống phúc bé con đồng dạng đáng yêu lập tức trong lòng yêu thích cực kỳ nhịn không được nín khóc mỉm cười tốt ta không khóc Ngừng lại nước mắt về sau, người một nhà lại vây tại một chỗ, phản phất có nói không hết, Cố Tâm Nguyệt ghé mắt nhìn xuống Ngọc Nương, gặp nàng quay người đi ra bóng lưng có chút cô đơn, liền đứng dậy, "A à Dập, các ngươi bồi tiếp bà mẫu trước trò chuyện, ta đi trước làm ăn chút gì ăn đi lên." Nói, liền đuổi theo Ngọc Nương ra ngoài, thấy Ngọc Nương hốc mắt có chút phím hồng, Cố Tâm Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ngọc Nương, ngươi không sao chứ?" Ngọc Nương cười khẽ lắc đầu, "Ngươi đừng hiểu lầm." ngươi cha chồng chờ ngươi bà bà mười mấy năm, bây giờ rốt cục đạt được ước muốn, ta là thật tâm vì hắn cảm thấy cao hứng, ta là nhìn các ngươi người một nhà đoàn tụ, đột nhiên có chút muốn nhà. Ngọc Nương rời đi cố thổ lúc, người nhà sớm đã không tại nhân thế, cái gọi là nhớ nhà, cũng chỉ chỉ là nghĩ viễn vông mà thôi. Cố Tâm Nguyệt nghĩ đến mình tại hiện đại thời điểm, không phải là không đồng dạng, cho nên nàng mười phần có thể hiểu được Ngọc Nương kia phần cô đơn, liền nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ngọc Nương hiện tại ngươi có chúng ta, chúng ta về sau đều là người nhà của ngươi. Ngọc Nương ngẩng đầu, nhìn một chút cố tâm nguyệt tràn đầy chân thành con ngươi, mỉm cười nhẹ gật đầu, đi, ta cùng ngươi đi làm chút ăn uống bưng lên, để ngươi bà bà nếm thử chúng ta nồi lẩu như thế nào. Được, hai người vô cùng cao hứng đi phòng bếp, nghĩ đến từ thị vừa vặn chuyển, không thể ăn cây độc chi vật, cho nên cố tâm nguyệt liền cà chua nồi cùng khuẩn nấm nồi các làm đồng dạng, các loại tươi mới rau quả trái cây, Nồi lẩu bỏng đồ ăn cũng phân biệt đến một phần, trên lầu, Từ thị chính tinh tế cùng đám người nói đến đây mấy năm chuyện phát sinh, Từ thị vốn là Vũ An hầu gia yêu nữ, từ nhỏ cũng là bị ca ca cùng phụ mẫu nâng ở trong lòng bàn tay sủng ái, ai ngờ 18 tuổi năm đó, bởi vì phụ thân tại triều đình đắc tội cừu gia, mình thì là bị lừa gạt đến Thanh Châu, về sau mình may mắn bỏ trốn, trốn vào Đại Thanh Sơn, lâu dài kinh hải cùng khốn cùng, cuối cùng choáng tại trên núi về sau bị Tống Chính quan cứu núi. Sau khi tỉnh lại liền bị Tống Chính quan anh Tuấn Cao lớn bề ngoài động tâm, sau đó hai người liền kết làm phu thê, đầu tiên là nhặt về Tống Phú Quý, sau lục tục sinh hạ Tống Dập cùng Thanh Hoang, nghĩ đến nếu là trở lại Kinh Thành, y theo phụ mẫu cùng ca ca tính tình, quả quyết sẽ không thừa nhận Tống Chính quan từ thị liền nghĩ hồi kinh tìm thân suy nghĩ, huống hồ nàng từ lâu chán ghét Kinh Thành sinh hoạt, còn không bằng tại cái này sơn giả bên trong làm nông phụ vui vẻ, ngay từ đầu. Người một nhà sinh hoạt phải ngược lại tính viên mãn, nhưng ai biết tại Tống Dập 8 tuổi năm đó, Tống chính quan bị bắt lính xung quân, từ đây trong nhà sinh hoạt liền rớt xuống ngàn trượng, nam nhân trong nhà tung tích không rõ, Tống Phú Quý cưới về Lưu thị làm vợ về sau, trong nhà càng là không được an bình, về sau Tống Dập thi rớt, cưới trở về Thu Nguyệt lại gặp phải sinh non, lúc ấy nàng bốc lên tuyết lớn đi thôn bên cạnh mời bà đỡ, nhưng ai biết thời gian dài mệt nhọc, thân thể đã sớm không chịu nổi gánh nặng trực tiếp té xỉu ở trên nửa đường, chương 263, cùng một chỗ về hầu phủ, đợi nàng sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đã trở lại hầu phủ lúc, cũng đã là một tháng chuyện sau này, sau khi tỉnh lại, từ thị liền lập tức yêu cầu về Lê Hoa Thôn, nhưng ai biết ca ca lấy nàng thân thể yếu đuối phải tỉnh dưỡng làm lý do, một mực không chịu để nàng trở về, mà vì hầu phủ thanh danh suy xét, cả nhà trên dưới đều không đồng ý tiếp hài tử trở về hầu phủ, chỉ đáp ứng phái người đưa chút bạc trở về, bảo đảm bọn hắn áo cơm không lo, thấy sự tình không có quay về chỗ trống, từ thị liền bắt đầu một bệnh không dậy nổi, thẳng đến hơn hai năm trước, từ thị trong lúc vô tình nghe nói thanh châu phủ phát nạn đói, vừa khổ khổ cầu khẩn hơn phân nửa nguyệt, về sau náo mấy ngày tuyệt thực, ca ca lúc này mới đáp ứng phái người trở về tìm hai đứa bé, ai biết phái trở về người, nói lê hoa thôn sớm đã người đi vật không, đều chạy trốn tới phương nam chạy nạn đi. Để từ thị triệt để dẹp ý niệm này Thế là từ thị bệnh cũ tái phát, lại vô ý nhiễm lên ho lao, một mực Đức Quảng uống thuốc nuôi, sớm đã không có hy vọng sống sót, đang lúc nàng tuyệt vọng thời điểm, không nghĩ tới Thượng Thiên lại đem người một nhà đưa đến trước mặt nàng. Từ thị Đức Quảng nói xong, giống như là chợt nhớ tới cái gì, vội vàng hướng phía tống chính quan đề nghị, không bằng các ngươi theo ta cùng một chỗ về hầu phủ, bây giờ thật vất vả tìm tới các ngươi, ta là một ngày cũng không muốn cùng các ngươi tách ra. Kakata cùng mẫu thân đều đã đáp ứng đi tìm các ngươi, chắc hẳn cũng sẽ không làm khó chúng ta. Tống chính quan miếng môi, không có mở miệng, nếu là hầu phủ thật nguyện ý tiếp nhận bọn hắn, sẽ chờ nhiều năm như vậy sao? Huống hồ bọn hắn một nhà người ở đây ở tự tại lại dễ chịu, căn bản không nghĩ về kia cái gì hầu phủ. Tống dập thấy phụ thân khó xử, liền hướng phía mẫu thân đề nghị, mẫu thân, cái này sự tình không nóng nảy, không bằng chờ mẫu thân trở về thương lượng trước dưới bây giờ chúng ta ở Kinh Thành cũng có tòa nhà, địa phương cũng đủ ở, không bằng mẫu thân dời ra ngoài cùng chúng ta ở cùng nhau. Nguyên bản từ thị cho là bọn họ mới tới Kinh Thành, tòa nhà đoán chừng cũng không kịp tìm, huống chi nhà các nàng điều kiện gì, nàng vẫn là rất rõ ràng, chẳng qua nghĩ lại, bọn hắn vừa tới Kinh Thành, liền mở như thế lớn nồi lẩu cửa hàng, liền hiểu rõ ra, liên tục không ngừng gật đầu nói, là ta nhất thời nghĩ xóa, vẫn là ta dời ra ngoài cùng các ngươi ở cùng nhau, mà lại cái hầu phủ kia ta cũng đã sớm đợi đủ rồi chờ ta trở về liền cùng ca ca thương lượng một chút mấy ngày nữa các ngươi cũng tới bái kiến dưới dù sao cũng là trưởng bối tống dập gật đầu nói tốt đợi mẫu thân trở về thương lượng trước dưới qua hai ngày ta liền cùng phụ thân cùng một chỗ tới đón mẫu thân về nhà về nhà hai chữ thoáng chốc kích động đến từ thị chỉ gặp nàng liên tục trưng trưng gật đầu nói tốt tốt cố tâm nguyệt thấy thời gian cũng không còn sớm từ Uyển Ngưng bên kia cũng mau ăn tốt, vội vàng hướng phía Từ thị khuyên nhủ, "Bà mẫu, nói lâu như vậy, trước nhanh nếm thử chúng ta cái này nồi lẩu hương vị như thế nào." Trái phải hiện tại chúng ta đoàn tụ, về sau tự thoại thời gian dài đây." Từ thị liên tục gật đầu, "A Nguyệt nói rất đúng, ta hiện tại liền ăn, đến chúng ta cùng một chỗ ăn." Mặt khác trong phòng chung, Từ Uyển Ngưng đã ăn đến không sai biệt lắm, nghĩ đến cô mẫu bên kia vẫn không có động tĩnh, liền chuẩn bị đứng dậy đi xem một chút. Ai ngờ vừa mới đứng lên, mình phòng cửa liền bị vịt một tiếng để người từ bên ngoài mở ra, ngẩng đầu nhìn lên, chính là lầu đó hạ trưởng quỷ, nguyên bản định một hồi trước khi đi, nhất định phải chiếu cố hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà tự thân lên đến, từ uyển ngưng lần nữa ngồi xuống, nhếch miệng, trong giọng nói còn mang theo vài phần trào phúng, nha, trưởng quỷ làm lên chạy đường rồi, chương 264, ai muốn cùng ngươi nói xin lỗi, cố tam thanh không những không buồn, khóe mắt còn dính mấy phần lấy lòng tự mình đem trên khay đồ vật phóng tới trước mặt nàng, ôm nhu nói, cô nương cũng là chúng ta cửa hàng lão khách nhân, hôm nay lại mang nhiều như vậy lễ vật tới cửa, ta tự mình đưa chút hoa quả tới, nghe vậy, từ viễn ngưng không khỏi đáy lòng trong bụng nở hoa, không nghĩ tới nam nhân này vậy mà chủ động cầu hòa, vừa định muốn ghét bỏ sĩ diện, nhưng là ánh mắt lại trước liếc về trước mặt mâm đựng trái cây bên trên, chỉ thấy bên trong có mấy loại hoa quả, có chút đều không phải mùa này còn có kia đỏ rừng rực từng khỏa quả nhỏ, mặc dù chưa ăn qua, nhưng nhìn liền rất mê người, từ uyển ngưng ngừng lại lời muốn nói ra, sửa lời nói, khục, ngươi tặng đồ vật có thế ăn sao? Không có độc chứ, cố tam thanh hừ lạnh một tiếng, vừa định bưng lên mâm đựng trái cây, liền bị nàng một cái ngăn lại, ta chỉ là hỏi một chút, lại không nói không ăn, dù sao tại ngươi cửa hàng bên trong ăn, nếu là ăn xấu, cả nhà các ngươi đều chạy không được. Sau đó liền cầm lấy một viên hồng hồng quả, hướng trong mồm thả cắn một cái xuống dưới từ uyển ngưng đôi mắt đột nhiên bày ra không bao lâu liền đem nguyên một bàn hoa quả cho ăn sạch khoan hãy nói vừa ăn nhiều như vậy thức ăn cây lại ăn chút cái này sung mãn nhiều chất lỏng quả thật sự là dễ chịu từ uyển ngưng nhìn thấy trước mặt mâm đựng trái cây bị mình không cẩn thận ăn hết sạch liền có chút xấu hổ vừa nghĩ đến thân đi tìm cô mẫu liền lại bị đi tới cố tam thanh ngăn cản từ uyển ngưng trừng mắt liếc hắn một cái làm sao không nghĩ để ta đi, cố tam thanh nhịn xuống trào phúng, cười hì hì đem trong tay nhỏ bánh gato tô phóng tới trước mặt nàng, đây là ta tiểu muội vừa nướng xong bánh gato tô, người có muốn hay không nếm thử, từ viễn ngưng cúi đầu xem xét, chỉ thấy từng khối điểm tâm nhỏ giống như ăn uống, phía trên còn bôi lên một tầng thứ màu trắng, nhìn tiểu xảo tinh xảo, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm, vừa định cự tuyệt lại bị nuốt xuống, liền lại quay người trở lại trên chỗ ngồi, xem ở ngươi thành tâm phân thượng, ta liền nếm thử nhưng là đầu tiên nói trước, là ngươi cứng rắn để ta ăn, ta cũng không trả cho ngươi bạc. A, à, mời ngươi, tự nhiên sẽ không hẹp hòi hỏi ngươi thu ngân tử. Cố Tam Thanh hừ lạnh nói, từ uyển ngưng vốn là ăn đến đỉnh no bụng, vừa lại ăn nhiều như vậy hoa quả. Những cái này bánh ga tô thực sự có chút ăn không vô, nhưng là vẫn chịu đựng trướng ý ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn một cái. Một cái ăn xong chưa đủ nghiền, lại từ từ nếm xong một cái khác. Đợi hai cái bánh ga tô vào trong bụng, thực sự là ăn không vô liền hướng phía một bên gia hoàng phân phó nói còn lại đóng gói mang về sau đó lại nhăn đầu lông mày hướng phía cố tam thanh hỏi ngươi cái này người hôm nay là làm sao rồi làm sao lại hảo tâm như thế vậy mà lại đưa nhiều đồ như vậy tới miễn phí để ta ăn cố tam thanh trên mặt nổi lên nụ cười thản nhiên ta gặp ngươi hôm nay lại là tự mình đến nhà nói lời cảm tạ lại mang nhiều như vậy lễ vật tới cửa chắc hẳn chuyện lúc trước ngươi đã biết sai xem ở ngươi tặng nhiều đồ như vậy phân thượng, ta liền không cùng người so đo. Nghe vậy, từ viễn ngưng trên mặt nụ cười vậy mà bắt đầu từ từ rạn nứt, không thể tin chỉ vào cố tam thanh, ngươi, ngươi ai đến cùng ngươi nói xin lỗi, cố tam thanh giả vờ không biết tình hỏi, không phải đến nói xin lỗi, vậy ngươi vừa rồi ăn ta nhiều như vậy ăn ngon, ngươi tại sao không nói? Đây chính là ta tiểu muội đặc biệt kiếm cho ta, ngươi nói bao nhiêu bạc, bản tiểu thư trả cho ngươi chính là ngươi. Từ Uyển Ngưng thở phì phò nói: "Cái này ăn uống nhưng trân quý đâu, toàn kinh thành cũng mua không được, chúng ta cửa hàng cũng là không đối ngoại bán, không bằng ngươi cùng ta nói lời xin lỗi, ta liền không thu ngươi bạc." Chương 265: Duy trì cô mẫu về nhà. Hừ, dù sao bản tiểu thư đã ăn vào đi, ta liền không xin lỗi, ngươi lại có thể làm gì được ta?" Từ Uyển Ngưng tức giận nói, nguyên bản ra vẻ hung tướng cố tam thanh, này sẽ nhìn thấy khuôn mặt nàng giống như cái bánh bao nhìn không được cười bất đắc dĩ lắc đầu nói thôi được lần này liền không thu ngươi bạc chẳng qua ngươi nếu không xin lỗi về sau những vật này muốn ăn sợ là ăn không được đi từ uyển ngưng kéo ra khóe miệng vẫn như cũ không có ý định nhượng bộ ngược lại nói ngươi cùng ta ở đây hao tổn ta hơn nửa ngày thời gian làm sao coi trọng ta rồi cố tam thanh vẫn tai nghe ngóng động tỉnh bên ngoài biết không sai biệt lắm liền đứng dậy đi đi tới cửa lại quay người cười với nàng nói Ngươi suy nghĩ nhiều Ta không có trách đam mê Không thích điêu hoa nữ tử Từ uyển ngưng bị tức được khí không đỡ lấy khí Chỉ cảm thấy cái này nam nhân chính là thượng thiên phái tới ra tấn nàng Bình phục một chút Lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài tìm cô mẫu Lúc này từ thị đã ở nhà người cùng đi ăn xong nồi lẩu Đang chuẩn bị ra tới Lại bị hứa thị cho lưu lại Hai người nguyên bản ở trong thôn thời điểm quan hệ cũng không tệ Cho nên hứa thị vừa nghe nói nàng trở về đợi đến bọn hắn nhà mình đoàn tụ tốt về sau liền lập tức hưng phấn chạy tới hứa thị lôi kéo nàng tay các loại hỏi han ân cần đây thật là xảo lần trước ở ngoài thành ta nhìn thấy ngươi thời điểm đã cảm thấy thân ảnh quen thuộc lúc ấy ngọc nương còn trò cười ta hoa mắt đâu lần này tốt hai chúng ta nhà đều đoàn tụ ngươi không bằng đừng trở về liền lưu tại nơi này cùng chúng ta một khối từ thị mất mắt lắc đầu nói hiện tại vẫn chưa tới thời điểm chờ ta về trước đi rất nhanh liền có thế chuyển tới cùng các ngươi đoàn tụ từ uyển ngưng đi tới thời điểm đã nhìn thấy cổng vây nhiều như vậy người mọi người đem cô mẫu đều vây vào giữa các loại hi hi cười cười nói chuyện nguyên bản ốm đau bệnh tật cô mẫu giờ phút này cũng là mặt mày hớn hở thỉnh thoảng còn cười ha ha từ uyển ngưng lập tức cảm thấy không đúng cô mẫu làm sao cùng những người này quen như vậy rồi nhưng là thấy cô mẫu hướng nàng đi tới nói muốn cùng một chỗ trở về lúc nàng mới đè xuống tâm tư mang theo cô mẫu lên xe ngựa, Từ thị ở trên xe ngựa ngồi xuống, trông thấy muốn nói lại thôi Uyển Ngưng, liền hướng phía nàng chủ động giải thích nói, "Uyển Ngưng, ta hôm nay rất cao hứng, ta tìm tới chính mình người nhà, bọn hắn đều tại." Một cái không ít, Từ Uyển Ngưng không hiểu ra sao, Từ thị liền cùng nàng cẩn thận giải thích dưới, nghe xong, Từ Uyển Ngưng khó tránh khỏi chấn kinh, nhưng là thấy cô mẫu dáng vẻ cao hứng, liền biết đây là sự thật, đợi nàng tiêu hóa một lát, liền kéo cô mẫu tay Cô mẫu mấy năm này một mực nhớ người trong nhà, này sẽ tìm được, đích thật là cái thiên đại hỷ sự, không bằng một hồi đến phủ, ta bồi cô mẫu cùng đi tìm tổ phụ tổ mẫu, đem cô mẫu người nhà đều nhận lấy ở cùng nhau, cũng náo nhiệt một chút, thấy biển ngưng là thật tâm vì nàng cảm thấy cao hứng, từ thị cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần lòng tin, mở miệng nói, ta nghĩ chuyển ra hầu phủ, cùng bọn hắn ở cùng nhau, một hồi trở về ta liền đi cùng ngươi tổ mẫu tổ phụ nói một chút, Cô mẫu nghĩ dọn ra ngoài. Vậy ta làm sao bây giờ? Viễn Ngưng mân mê miệng nhỏ bất mãn nói. Từ Thị bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, ngươi a, à, ta nếu là dời ra ngoài, ngươi cũng có thể thường xuyên sang đây xem ta a. À. Từ Viễn Ngưng nghĩ lại, đúng a, à, nếu là thường xuyên tới, còn có thể không cần hẹn trước liền tới ăn lẩu, chẳng phải đẹp ư? Không chỉ là nồi lẩu, liền trưởng quỷ kia coi là trân bảo hoa quả cùng điểm tâm chẳng phải là mỗi lần tới đều có thể ăn vào. Nghĩ đến đây, từ viễn ngưng trên mặt nổi lên vẻ đắc ý, tốt, cô mẫu, đến lúc đó ngươi như rời ra ngoài, ta liền thường xuyên đến nhìn ngươi ha. Chương 266, coi ta chết đi, hai người trở lại hầu phủ, đơn giản nghỉ ngơi về sau, từ thị liền đứng dậy đi lão phu nhân lão hầu gia viện tử, vừa vào cửa, lão phu nhân liền cao hứng nói, sáng trong bệnh quả nhiên tốt đẹp sao. Hiện tại ký sắc nhìn tốt hơn nhiều, Hôm nay tâm tình không tệ. Vậy mà nhớ tới tới cùng chúng ta ăn cơm chiều, Từ thị đi theo ngồi xuống, cắt giọng, "Mẫu thân, trước đó ta không phải lo lắng thân thể không tốt, qua bệnh khí cho nhị lão, hiện tại ta cảm giác thân thể gần như khỏi hẳn, liền tới nhiều bồi bồi phụ thân mẫu thân, gặp nàng quả thật tốt lên rất nhiều." Hai vị lão nhân trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Sau bữa ăn, Từ thị liền đem tìm về người nhà sự tình êm tai nói lão hầu gia lão phu nhân lúc này mới kịp phản ứng nguyên lai nàng là bởi vì tìm được tướng công hài tử cái này bệnh mới tốt đẹp mặc dù khó có thể tin nhưng là cũng vì nàng cảm thấy cao hứng chí ít về sau cái này bệnh cũng coi là có trị đúng lúc này hầu gia cũng vừa từ bên ngoài làm xong tới cho hai vị thỉnh an thấy muội muội khí sắc đã tốt đẹp cũng không khỏi cao hứng sau đó nghe nói tìm về thân nhân thời điểm sắc mặt lại biến đổi đầy không đồng ý nói muội muội tìm về người nhà vốn là việc vui một kiện, nhưng là chúng ta từ gia hai năm này ở Kinh Thành vốn là bởi vì nhị phòng sự tình huyên náo xôn xao, nếu để cho người khác biết chúng ta đại phòng lại nhận nhiều như vậy nông thôn thân thích tới cửa, chẳng phải là để người khác chê cười, nguyên bản còn lòng tràn đầy yêu thích từ thị, không khỏi sửng sốt, lẩm bẩm nói, ca ca trước đó đã đáp ứng ta, đi giúp ta tìm bọn họ trở về, vì sao bọn hắn bây giờ đang ở trước mặt, ta lại không thể nhận nhau, hầu gia thở dài, nhiều năm như vậy chúng ta đối ngoại một mực công bố thân thể ngươi không tốt tại phủ thượng dưỡng bệnh nếu là bị người khác biết ngươi năm đó bị bắt cóc sự tình chẳng phải hủy hầu phủ danh dự nghe vậy từ thị không khỏi đáy lòng mát lạnh cái gọi là thân tình tại ca ca trong mắt vậy mà so ra kém hầu phủ thanh danh trọng yếu đây chính là nàng tâm tâm niệm niệm so với mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn người nhà a huống hồ nàng lúc ấy cũng là bị cừu gia làm hại thật vất vả chạy ra ma trảo lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới, nàng không ăn trộm không đoạt, một mực dựa vào mình cố gắng đem hài tử nuôi lớn, làm sao liền xấu hầu phủ thanh danh rồi, nghĩ kỹ lại, từ thị chợt cảm thấy nản lòng thoái chí, nói khẽ, nguyên bản ta cái này bệnh liền sống không được bao lâu, không bằng ca ca coi như ta chết đi, dứt khoát trước thả ta xuất phủ lại trực tiếp đối ngoại phát tan, cũng coi như thành toàn muội muội cả nhà đoàn tụ, hầu gia giống như là bị nàng cho kích động đến, không nghĩ tới nguyên bản nhu nhược muội muội sẽ nói ra dạng này lời nói, cấp trên lão phụ nhân cũng là tức giận đến dậm chân khóc trống. Từ thị biết nguyên bản lời này không phải làm lấy hai vị lão nhân mặt nói, nhưng là không dạng này bức ca ca một cái, hắn là sẽ không thỏa hiệp. Quả nhiên, hầu gia âm thầm trầm tư một lát, liền bất đắc dĩ nói, thôi được, trước lặng lẽ đem người tới phủ thượng nhìn kỹ hẳn nói. Từ thị trong lòng biết đây đã là hắn lớn nhất nhượng bộ, liền chậm chậm ngữ khí, cảm ơn ca ca qua hai ngày ta liền để bọn hắn tới cho phụ thân mẫu thân còn có ca ca nhìn một cái chẳng qua ta đã quyết định muốn chuyển ra phủ hai ngày này ta liền bắt đầu thu dọn đồ đạc mong rằng ca ca thành toàn nói từ thị liền cùng lão phu nhân lão hầu gia bái biệt trở lại viện tử của mình bên trong cho dù sắc trời đã tối từ thị vẫn là hưng phấn ngủ không được vậy mà tự mình động thủ bắt đầu chỉnh lý hành lý của mình cùng lúc đó Cố Tâm Nguyệt bên này một nhà cũng đang bận biểu chuẩn bị đi hầu phủ tiếp từ thị trở về sự tình. Chương 267, đến nhà, vì nên đón từ thị trở về, trong nhà từ trên xuống dưới đều một lần nữa bố trí một lần, lại lần nữa tại hậu viện thu thập hai gian phòng ở giữa, chuyên môn đưa ra đến cho Tống Chính quan cùng từ thị dùng. Cùng lúc đó, Tống Dập cùng Cố Tâm Nguyệt lại nhờ Tần Tranh đi âm thầm nghe được Vũ An hầu phủ tình huống, cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Một phen nghe ngóng về sau, để người ngoát mồm kinh ngạc chính là, Vũ An Hầu Phủ truyền đến thế hệ này không sai biệt lắm là cái cái thùng rỗng mà thôi, trong phủ sớm đã thâm hụt hồi lâu, chỉ dựa vào ở kinh thành dư nhìn miễn cưỡng duy trì, trách không được hầu gia một mực đem thanh danh thấy như vậy nặng, nguyên lai like cũng chỉ còn lại cái này mà thôi, như thế lớn hầu phủ, đã hai đời không có ra một cái có tác dụng người, còn tiếp tục như vậy, nói không chừng ngày nào liền triệt để suy bại, ngay tại tống gia cùng cố gia từ trên xuống dưới bận rộn đồng thời, cũng rốt cuộc đã đợi được từ thị truyền tin ngày thứ hai đám người dậy thật sớm đều thay đổi sớm chuẩn bị quần áo tống chính quan bình thường tại cửa hàng bên trong hỗ trợ hoặc là chính là phụ trách vận hàng thường là một thân vải thô áo xuyên quen thuộc cho dù cho hắn đã làm nhiều lần tốt y phục cũng luôn luôn khó được có cơ hội xuyên hôm nay không cần đám người nhắc nhở mình liền sớm đổi một thân mới tinh tím sắc áo bào vừa ra khỏi cửa liền để đám người cho nhìn ngốc đi Nguyên bản tống chính quan vóc dáng cao lớn thẳng tắp, mặc dù mười mấy năm qua một mực đang bên ngoài màn trời chiếu đất, trên mặt phơi có chút tuấn đen, nhưng ngược lại là cho hắn thêm một tia thành thục nam nhân mị lực. Tống dập càng bất tài nói, mái tóc đen nhánh cao buộc đỉnh đầu, tốt một cái mặt như ngọc, phong độ nhẹ nhàng. Cố Tâm Nguyệt ngày thường liền thích cho Hoài Cẩn cùng Tử Du cách ăn mặc, hôm nay chuyến này càng là bị hai đứa bé đổi một thân mới kẹp áo, một phấn một lam kêu gọi lẫn nhau, trông rất đẹp mắt mà cố tâm nguyệt cùng Tống Thanh Hoang làm toàn bộ đội ngũ nữ tính nhan giá trị đảm đương, càng là một điểm nghiêm túc, từ khi đi vào kinh thành về sau, cũng đặt mua không ít bộ đồ mới váy mới đồ trang sức, hôm nay tự nhiên là làm sao đẹp mắt làm sao mặt mang, người một nhà thu thập xong, còn không có đi ra ngoài, liền bị hứa thị Ngọc Nương bọn người vây quanh xoay quanh, Ngọc Nương che miệng treo gẹo nói, chật chật chật, các ngươi người một nhà này đi ra ngoài, đừng nói cái gì hầu phủ, toàn bộ kinh thành đều muốn ghé mắt. Hứa thị cũng thêm dầu thêm mở nói: "Đúng vậy a, à, đúng vậy a, à, thật là tốt nhìn, vừa nói vừa ở một bên dặn dò Cố Tâm Nguyệt, đi người ta phủ thượng nhất định phải chú ý cẩn thận." Cố Nhị Dũng con mắt rơi vào Tống Thanh Hoang trên người ánh mắt sớm đã thẳng, Cố Tâm Nguyệt lôi kéo Tống Thanh Hoang muốn đi, quay đầu hỏi hướng Cố Nhị Dũng: "Nhị Dũng, không nỡ." "Thật không theo chúng ta cùng đi sao?" Cố Nhị Dũng lấy lại tinh thần, liền vội vàng khoác tay nói: "Ta liền không đi cùng." ta lớn người thô kịch một cái, đi người ta hầu phủ khẳng định toàn thân không được tự nhiên, mà lại có tống thúc tại có thế che chở các ngươi, chính các ngươi cẩn thận, nói, liền tranh thủ thời gian giúp đỡ cùng một chỗ đem chuẩn bị lễ vật mang lên xe ngựa, lần đầu tới cửa, ra ngoài lễ tiết, cố tâm nguyệt sớm chọn lựa một chút không phải rất quý giá, lại lộ ra có thành ý tiểu lễ vật, nhà mình những rượu đỏ, không gian bên trong táo đỏ nấm tuyết, còn có cố tâm nguyệt trực tiếp làm một chút điểm tâm, đừng thiếu dầu thiếu lại xốp giòn, phi thường thích hợp lão nhân, đợi cho xe ngựa dừng ở hầu phủ cổng, từ thị cùng từ viễn ngưng đã sớm tại cửa ra vào chờ, chờ nhìn thấy người nhà chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện ở trước mặt mình, từ thị treo lấy một trái tim rốt cục để xuống, lần trước gặp một lần, từ thị luôn luôn cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ đồng dạng không chân thực, hai ngày này một mực không có cách nào đi ra ngoài, đành phải tại phủ thượng lo lắng chờ đợi. Hiện nay nhìn thấy bọn hắn quả thật tới đón nàng, không khỏi lại đỏ cả vành mắt, chương 268, lại kém cũng không bỏ ra nổi đến, một đường đi theo từ thị đi phòng khách, liền trông thấy lão hầu gia lão phu nhân đã ngồi ở vị trí đầu, cố tâm nguyệt bọn người đi lên một phen làm lễ, lão phu nhân lại lần lượt nhìn một phen, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, vốn cho là nữ nhi năm đó lưu lạc sơn giả, nhất định là bị sơn giả thợ săn cho nhặt đi, sinh ra hài tử chắc hẳn cũng là không coi là gì. Mà bây giờ tận mắt nhìn thấy trước mặt từng cái khí chất bất phàm, nhất là cái này ngoại tôn cùng ngoại tôn nàng dâu, hai người càng là một đôi bích nhân, phóng tầm mắt kinh thành mọi người, cũng khó tìm ra tới dạng này một đôi. Hai đứa bé tức thì bị nuôi phải vô cùng tốt, nơi nào nhìn ra là vừa chạy nạn tới, không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu, đều là cái tốt. Mấy người vừa ngồi xuống, ngoài cửa liền tới một cái ước chừng hơn 40 tuổi nam tử trung niên, xem ra cùng tống chính quan tuổi không sai biệt lắm, chỉ là rõ ràng phúc hậu. Bên cạnh đi theo cũng là cùng từ thị tuổi không sai biệt lắm phụ nhân, đầy người lăng la châu trâm, đám người nhìn nhau, hai vị này nhất định là hầu gia cùng hầu phu nhân, cũng chính là Từ Uyển Ngưng phụ mẫu, quả nhiên, hai người vừa bước vào cửa, Từ Uyển Ngưng liền chủ động hỗ trợ cho đám người giới thiệu, so sánh hầu gia nghiêm túc, hầu phu nhân trên mặt ngược lại là cười nhẹ nhàng, chỉ là nụ cười kia rõ ràng không đạt đáy mắt, chỉ gặp nàng dùng khăn tay che lại ý cười, mấy ngày trước đây nghe muội tử nói tìm được các ngươi ta cùng hầu gia đều cao hứng gấp liền nghĩ tranh thủ thời gian tiếp các ngươi tới đoàn tụ một phen chẳng qua các ngươi cái này vừa chạy nạn đến trong tay khẳng định cũng gấp cần gì phải tốn kém bạc mua những cái này không có tác dụng gì đồ vật nói xong con mắt cũng liếc qua mấy người mang tới đồ vật khóe miệng còn mang theo một tia như có như không trào phúng thanh âm nghe tinh tế nhu nhu chỉ là để người nghe vào trong tay mười phần không thoải mái cố tâm nguyệt lông mày nhíu lại âm thầm dưới đáy lòng liếc mắt hảo ý xem ở bà mẫu trên mặt mũi đặc biệt dụng tâm chuẩn bị đồ vật tới nhìn cũng chưa từng nhìn cứ như vậy chướng mắt chẳng qua bọn hắn đến mục đích cũng chỉ là tới đón bà mẫu về phần những người khác thấy thế nào không trọng yếu liền nhẹ nhàng trả lời không tốn cái gì bạc đều là nhà mình bình thường ăn uống một điểm tâm ý tình cảnh nhất thời yên lặng từ uyển ngưng cũng liền vội vàng đứng lên hòa giải cố nương tử chuẩn bị đều là đều là ăn ngon ta đến xem nói liền lên trước trước mở ra một cái hộp bên trong vậy mà tràn đầy đều là táo đỏ cùng nấm tuyết mã chỉnh chỉnh tề tề hai thứ đồ này tại hầu phủ cũng không thể coi là cỡ nào hiếm lạ chỉ là dựa theo bọn hắn hiện tại phủ thượng tiêu xài xác thực hưởng dụng không được tốt như vậy phẩm tướng táo đỏ cùng nấm tuyết từ uyển ngưng cầm ở trong tay sợ hải thang nói mẫu thân ngươi nhìn cái này táo đỏ viên viên sung mãn lại như thế lớn còn có cái này nấm tuyết cũng là coi như đặt ở kinh thành cũng là khó được ít nhất cũng phải mấy chục lượng bạc một viên đâu hậu phu nhân ngay tại uống trà nghe uyển ngưng nói như vậy kém chút sặc đến xoay mặt hướng uyển ngưng trong tay xem xét lập tức hô hấp trì trệ trời nàng xác thực thật, thật lâu chưa từng nhìn thấy như thế phẩm tướng cốt nấm tuyết cùng táo đỏ nhưng là vừa nghĩ tới lời của mình nói mới vừa rồi liền che đậy che mặt bên trên kinh ngạc lên tiếng nói như thế có tâm chẳng qua ngươi cũng không cần ngạc nhiên như vậy phủ thượng cũng không phải không có chí ít còn không thiếu điểm ấy ăn, đều là người một nhà, các ngươi thực sự không cần thiết cứng rắn mạo xưng mặt mũi, cố tâm nguyệt ngoắc ngoắc môi, đó cũng không phải, nhà chúng ta ngày thường ăn cũng là loại này, lại trên lệch, cũng tìm không ra đến, chương 269, so chiêu, hầu phu nhân mặc dù nhất thời nghĩ mãi mà không rõ nhà này người làm sao như thế đại khẩu khí, nhưng nhìn kia lễ vật ánh mắt sớm đã biến, lại nhìn về phía cái khắc hộp lúc sớm đã âm thầm mong đợi, chỉ là hộp này nấm tuyết cùng táo đỏ, liền đầy đủ nàng tại tỉ muội nơi đó thổi hơn nửa ngày, cũng để cho những người kia nhìn xem, ngày bình thường các loại khoe khoang, không phải liền là nhìn nàng hầu phủ mấy năm này keo kiệt lụi bại nha, nếu là có thể cầm lên những vật này, mời tiểu tỉ muội tới tụ lại, tăng thêm những cái kia cái gì rượu nho cùng các thức mới là điểm tâm nhỏ, chắc hẳn cũng có thể vì nàng vãn hồi không ít mặt mũi, hầu phu nhân ngay tại mừng thầm, ai ngờ tống dập lại đột nhiên đứng lên, chúng ta mới tới kinh thành, thực sự chỉ là là không lấy ra được một chút lễ mọn, hầu phủ gia đại nghiệp đại, chắc hẳn hầu phu nhân cũng chướng mắt, cho nên lần này cũng chỉ chuẩn bị một phần cho lão phu nhân, mong rằng lão phu nhân không muốn ghét bỏ, tạm thời coi là vãn bối một điểm tâm ý. Nghe vậy, lão phu nhân trên mặt nở rộ ý cười, đừng tưởng rằng nàng không nhìn ra con dâu tâm tư, miệng thảo luận lấy chướng mắt, trong mắt đã sớm tỏa ánh sáng. Ngay từ đầu người ta đến thời điểm liền nói là tặng cho nàng lão bà tử này một điểm ăn uống, nàng ngược lại tốt, vừa đến đã ghét bỏ bên trên, ghét bỏ xong thì thôi, còn đánh lấy điểm ấy ăn uống chủ ý, mà mới còn cao cao tại bên trên hầu phu nhân, nghe xong tống dập, không khỏi trên mặt lạnh lẽo, âm thầm cắn cắn sau răng rảnh, cố tâm nguyệt yên lặng dưới đáy lòng cho tống dập điểm cái tán, đã người ta chướng mắt, vậy liền không cho, thế là liền lại bổ túc một câu, cái này rượu nho cũng là chúng ta nhà mình nhưỡng, biện pháp cũng là tống dập tại hải ngoại trên sách xem ra, mặc dù nói không đáng bao nhiêu bạc, đều là nhà mình những yên tâm chút, mà lại cái này rượu đỏ lão phu nhân lão hầu gia có thể thiếu uống một chút, có thể giúp một tay lưu thông máu. Cái này điểm tâm cũng là chúng ta nhà mình nướng ra đến, xốp giòn xốp giòn giòn, bên trong thả đường cùng dầu cũng tương đối ít, đặc biệt thích hợp đã có tuổi người, bắt đầu ăn cũng khỏe mạnh yên tâm. Hai vị lão nhân nghe xong, trên mặt đều là lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó liền để bọn nha hoàng đem đồ vật thu vào hầu phu nhân thấy không có rơi xuống bất luận một món đồ gì không khỏi hừ lạnh nói quả nhiên là nông thôn đến tự mình làm ăn chút gì ăn đều làm cho trân quý như vậy coi chúng ta là chưa thấy qua việc đời sau đó giống như là nghĩ đến cái gì nhịn không được nhắc nhở chúng ta hầu phủ tuy nói là danh môn nhưng cũng là không nuôi người rảnh rỗi huống hồ muội muội nàng như là đã lấy chồng sinh con dưỡng cái nếu là nhất định phải lưu tại phủ thượng sợ là truyền ra cũng không dễ nghe Trước cái ta nghe nói các ngươi dự định tiếp nàng xuất phủ ở. Các ngươi tuy là mới tới kinh thành, ở keo kiệt cũng hợp tình hợp lý, chỉ là muội muội nàng dù sao cũng là hầu phủ đi ra cô nương, vạn nhất thật bị người ta biết nội tình, chúng ta mọi người trên mặt đều đi theo không qua được đúng hay không? Từ Viễn Ngưng thấy mẫu thân một mực đang tìm đối phương phiền phức, trong lòng sớm đã không đồng ý, nhưng là cũng không dễ làm chúng chống đối, đành phải tiếp tục hỗ trợ giảng hòa. Mẫu thân, mặc dù ta không có đi qua dưỡng nhà, nhưng là đi qua bọn hắn cửa hàng bọn hắn tuy nói là vừa tới kinh thành nhưng là đã mở lớn như vậy một gian cửa hàng mà lại bán ăn uống cũng là toàn kinh thành phần độc nhất sinh ý tốt không được xếp hàng đều muốn sắp xếp thật lâu đâu ồ hậu phu nhân nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói mấy ngày trước đây xác thực nghe uyển ngưng nói kinh thành mở nhà mới lạ nồi lẩu cửa hàng không nghĩ tới vậy mà là nhà các ngươi mở vừa nghĩ tới mới uyển ngưng miệng đầy tán dương Nhìn nhìn lại đối phương mấy người mặc trên người, trên đầu mang, không khỏi thuận mắt rất nhiều. Chương 270, nói dọa, hầu phu nhân cúi đầu uống vào trong tay trà, che đậy che đậy đáy mắt tính toán, một lát sau, lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, hiện nay ở kinh thành giang ăn uống cửa hàng cũng không dễ dàng, quan sẽ làm sinh ý cũng không được, còn muốn có chỗ dựa mới được, các ngươi cái này cửa hàng tiền thu khẳng định không sai a, à? Cố Tâm Nguyệt miếng môi một cái. Nhàn Nhạc đáp lại nói: "Vẫn được, dù sao chúng ta cũng không chỉ dựa vào cửa hàng sống qua." Nói, Cố Tâm Nguyệt còn hướng Tống Dập Trừng mắt nhìn, Tống Dập gặp nàng một bộ giáo hoạt dáng vẻ, mắt mắt môi, còn mời lão phu nhân cùng lão hầu gia yên tâm, bây giờ chúng ta ở kinh thành tòa nhà cũng đủ lớn, đem mẫu thân tiếp nhận đi cũng đủ ở, sẽ không để cho mẫu thân bị ủy khuất." Từ thị nhẹ gật đầu, đáp lại nói: "Đúng vậy a, à, dù sao đều ở kinh thành, cách cũng không phải rất xa." nếu là phụ thân mẫu thân nhớ thương có thể sai người mang tin ta tùy thời trở về nhìn các ngươi từ uyển ngưng cũng theo sát lấy phụ họa đúng vậy a à, đúng vậy a à. về sau ta cũng có thể thường xuyên đi xem cô mẫu lão phu nhân thấy thế dương cả giận nói ngươi cái nha đầu ta nhìn ngươi muốn đi nhìn cô mẫu là giả muốn đi ăn kia cái gì nồi lẩu mới là thật đi tổ mẫu trước mặt nhiều người như vậy ngươi cũng đừng vạch trần ta rồi sao từ uyển ngưng gắt giọng tổ tôn hai người kẻ sướng người họa, bầu không khí rõ ràng dịu đi một chút, mà lại hầu phu nhân cũng hoàn toàn không có mới đủ kiểu ghét bỏ, không những không chê, còn ngầm đâm đâm nghĩ đến, cô em chồng tại hầu phủ cũng đợi không ít thời gian, chỉ là cho nàng bốc thuốc xem bệnh cũng tốn không ít bạc, đợi cho nàng trở về, ngày sau nếu là phát đạt, bao nhiêu cũng có thể giúp đỡ hạ hầu phủ không phải, cho dù không đề cập tới bạc, chí ít về sau mang theo tỉ muội đi cửa hàng bên trong ăn cơm tóm lại có thể miễn đi. Cố Tâm Nguyệt bọn người làm sao biết hầu phu nhân tâm tư, chớ nói chi là lớn như vậy một cái hầu phủ vậy mà lại thiếu bạc thiếu phải lợi hại như vậy, chỉ cảm thấy nàng không còn tiếp tục làm khó dễ, cũng coi là ngầm thừa nhận có thể tiếp từ thị trở về đi. Ngược lại là hầu gia, từ mới vào cửa bắt đầu, liền một mực trên mặt nghiêm túc nhìn xem đám người, không có chút nào nhả ra, gặp hắn phu nhân nhanh như vậy thua trận, đều là cùng giường chung gối người, nơi nào không rõ ràng nàng đang đánh tính toán gì nhưng là nhiều năm như vậy, hắn làm hầu phủ trưởng tử từ nhỏ bị nâng ở trong lòng bàn tay, nơi nào vừa ý những cái này ơn huệ nhỏ, có chút trừng phu nhân liếc mắt, hầu gia lúc này mới không mặn không nhạt mở miệng nói, phụ thân, mẫu thân, ta cảm thấy tiểu muội dọn ra ngoài chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn, tuy nói các ngươi ăn ở không lo, nhưng là cái này làm xuất đầu lộ diện làm ăn tóm lại là không tốt lắm, dù sao tiểu muội là cao quý hầu phủ thiên kim không bằng chờ tống dập sang năm tham gia kỳ thi mùa xuân sau đón thêm trở về. Nếu là có thể cao trung, chẳng phải là song hỷ lâm môn, nghe vậy, mọi người sắc mặt đều biến đổi, trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ, cũng không chính là đang nói, vạn nhất ở bên ngoài suốt đầu lộ diện, rất còn không phải hầu phủ người, nếu là tống dập có thế cao trung, vạn sự dễ thương lượng, vạn nhất bên trong không được, ha ha, từ thị sắc mặt cũng lập tức lạnh xuống, trước đó rõ ràng cùng ca ca nói qua, Mặc kệ tình huống như thế nào, lần này nàng là muốn đi định, vì sao còn muốn đủ kiểu cản trở? Chỉ gặp nàng chịu đựng tức giận, trong mắt tràn đầy thất vọng, "Ca ca, không nói đến Tống Dập đã trung cử, coi như hắn chẳng phải là cái gì, cũng là con của ta, liền xem như lại muốn trở lại nông thôn, ta cũng cam tâm tình nguyện cùng bọn hắn đi, ca ca yên tâm, đợi ta ra cái cửa này, quyết định sẽ không nói cho người khác ta là hầu phủ người, để tránh liên lụy ca ca." Chương 271 cùng nhau về nhà, thấy hai huynh muội dương cung bạc kiếm dáng vẻ, bầu không khí đã sớm thấp đến điểm đóng băng, hầu phu nhân vội vàng lên tiếng thay hầu gia giải vây, muội muội chớ có tức giận, hầu gia chỉ là lo lắng, dù sao trước đó nghe ngươi nói tống dập chậm trễ rất nhiều năm không có đọc sách, cái này đột nhiên một chút tham khảo khoa khảo, khó nói nha thân thể ngươi không tốt, giờ đi qua cũng là sợ hài tử phân tâm, cố tâm nguyệt thấy bà mẫu đã bị tức phải có chút phát trung, liền không có lo lắng, cười nhạt nói, phu nhân có chỗ không biết từ khi bà mẫu sau khi đi tống dập liền bệnh nặng một trận còn muốn mang theo hai cái vừa xuống đất hài tử tự nhiên là lực bất tòng tâm sau khi khỏi bệnh còn muốn chép sách kiếm bạc nuôi sống hai đứa bé lúc này mới tạm thời nghỉ việc học gặp nàng có ý riêng nhìn về phía mình nhất là chép sách kiếm bạc mấy chữ càng là sinh sôi từ trong hàm răng gạt ra hầu phu nhân không khỏi nhịp tim trì trệ hẳn là nàng đã biết trước đó hầu gia phái người đi đưa bạc sự tình bị cắt xén xuống tới rồi bây giờ cũng không lo được rất nhiều chỉ gặp nàng liền vội vàng đứng lên che đậy che mặt bên trên chột dạ hướng phía hầu gia nói thầm một hồi tống dập trên mặt cũng là mang theo lãnh sắt hiển nhiên không nghĩ lại như thế dông dài dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi nói nếu là hầu gia không nở dứt khoát chúng ta cả nhà đều chuyển vào đến bồi lấy mẫu thân tốt cố tâm nguyệt còn lại mấy người cũng nhao nhao gật đầu đúng vậy a à, bằng không vẫn là chúng ta chuyển vào đến nhìn viện này như thế lớn chen một chút hẳn là đầy đủ chúng ta ở, dù sao đều là người một nhà cả. Hầu gia vừa nghe xong phu nhân thuyết phục, sắc mặt đen sắp chảy ra nước, này sẽ lại nghe thấy mấy người dự định lưu lại, không khỏi dọa đến mi tâm cuồng loạn, nào có đạo lý như vậy. Hắn chỉ là tạm thời không nghĩ nhận môn thân này thích mà thôi, bọn hắn ngược lại tốt, còn muốn y ở chỗ này không đi rồi, nhưng là vừa nghĩ tới mới phu nhân nói lời, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết vì một chút bạc vụn thậm chí ngay cả thân muội muội đều lừa gạt chỉ gặp hắn bất đắc dĩ khua tay nói được thôi đã phụ thân mẫu thân đều không có ý kiến ta cũng không tốt làm nhiều ngăn cản muội muội liền theo bọn hắn dọn ra ngoài đi thấy ca ca rốt cục lỏng miệng từ thị vội vàng đứng dậy sợ đi được muộn lại bị cản lại sáng trong ở đây cảm ơn phụ thân mẫu thân cùng ca ca tại ta làm mất sau nhiều năm như vậy còn hao tâm tổn trí đem ta tìm về đến Mấy năm này cũng một mực vì thân thể của ta không ít hao tâm tổn trí, phần này đại ân sáng trong vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, hầu gia mắt sắc sâu sâu, cuối cùng không có lại nói những lời khác, hai vị lão nhân thì là các loại không bỏ, ba người lưu luyến chia tay chỉ chốc lát, Từ thị lúc này mới trở lại hậu viện thu dọn đồ đạc, đồ vật vừa lấy ra, chỉ có đơn giản mấy thứ, mấy người thần sắc không khỏi im lặng, Từ thị vội vàng giải thích nói, mấy ngày nay ta đã bị bệnh liệt giường, rất ít đi ra ngoài cũng là không cần cái gì quần áo đồ trang sức, mà lại chị dâu cũng một mực có hỏi ta, là chính ta không muốn. Cố Tâm Nguyệt cùng Tống Thanh Hoang hai người một bên một cái kéo lại cánh tay của nàng, nương, bà mẫu, không quan hệ, trở về chúng ta mỗi ngày mang ngươi ra ngoài dạo phố, từ thị cười ha ha nói, được, đám người lên xe ngựa, liền lập tức hướng nhà đuổi, thẳng đến xuống xe ngựa, tiếng gia môn, từ thị còn chóng mặt, cứ như vậy trở về rồi, Tống Thanh Hoang trước mang theo từ thị đi gian phòng của nàng, mẹ, ngươi mau cùng ta đến xem, đây đều là chị dâu trước đó vài ngày thay ngươi thu thập ra tới, mặc dù chúng ta cả một nhà nhiều người, nhưng là ngươi cùng cha hai gian phòng cũng đủ lớn, hơn nữa cách ta cùng ca ca đều rất gần, về sau có chuyện gì trực tiếp kêu chúng ta thuận tiện, chương 272, mở ra cuộc sống mới, tại mọi người trợ giúp dưới, từ thị rất nhanh liền thích ứng cuộc sống mới. Đem so với trước tự mình một người tại hầu phủ trông coi như vậy cái cá sân trống rỗng cô độc chịu đựng, từ thị hiển nhiên càng thích như bây giờ vô cùng náo nhiệt sinh hoạt. Mỗi ngày mở to mắt chính là như vậy một đại gia người cùng một chỗ ăn điểm tâm. Thanh hoang không làm gì liền bồi tiếp nàng, thay nàng thu xếp cuộc sống thoải mái bên trong các mặt. Rõ ràng nàng thân thể cốt cách đã tốt không sai biệt lắm. Hết lần này tới lần khác còn xem nàng như thành bệnh nhân đồng dạng cẩn thận chăm sóc. Hai đứa bé trong nhà thời gian tương đối nhiều, thường thường đem nàng chọc cho hết sức vui mừng, cũng rốt cục để nàng thể nghiệm một cái niềm vui gia đình con cháu quấn đầu gối chuyện vui hứa thị cùng trương thị nguyên bản trước đó ở trong thôn liền cùng nàng tương đối quen hai người cũng thường xuyên cùng nàng nói những năm nay trong làng phát sinh chuyện lý thú cũng coi như đền bù nàng một đoạn trống không cố tâm nguyệt lúc trước cho chất kháng sinh đã gần như không còn muốn ăn ngọc nương lại căn cứ nàng khôi phục tình huống một lần nữa điều chỉnh phương thuốc còn lại chỉ cần chậm rãi điều trị liền có thể lại thêm cố tâm nguyệt khoảng thời gian này cũng một mực cuồng cuộn nước ruộng nước cho nàng nuôi từ thị cảm thấy mình thân thể thậm chí so trước đó lúc ở trong thôn còn tốt hơn chút. Tống chính quan mấy ngày nay nhìn ở trong mắt, trong lòng vui vẻ. Ngày xưa nghiêm túc thận trọng hắn, mấy ngày nay cao hứng gọi là một cái rạng rỡ. Lúc ban ngày, lại muốn vội vàng đưa hàng, lại muốn vội vàng cửa hàng sự tình, còn muốn nghĩ biện pháp trong thành tìm hiểu tiểu lục tin tức. Chỉ có đến ban đêm khả năng thật tốt bồi bồi từ thị. Trước khi ngủ, từ thị đặc biệt bưng tới nước nóng, để tống chính quan ngâm chân phiêu bạc mười mấy năm tống chính Quang, trong lòng ấm áp vội vàng ngồi xổm xuống sáng trong vẫn là ngươi trước đi ba ta cái này bên ngoài chạy một ngày bẩn chết rồi từ thị không đồng ý ngươi một ngày này vất vả chạy nhiều như vậy địa phương khẳng định mệt đi ngươi trước tẩy ta một hồi lại nói tống chính quan hốc mắt đỏ hồng trực tiếp đem từ thị bích tất cởi xuống bỏ vào nước nóng trong chậu ta không sao thân thể ngươi trọng yếu nhiều năm như vậy màn trời chiếu đất sớm đã quên đi có nàng dâu nhiệt kháng đầu là tư vị gì, càng đừng đề cập có người như thế cẩn thận chiếu cố mình sinh hoạt thường ngày, từ thị cúi đầu nhìn một chút hắn, cũng không khỏi phải đau lòng lên, cùng nhau tắm, tống chính quan vừa định cự tuyệt, nhưng ngẩng đầu nhìn đến từ thị không có chút nào ghét bỏ dáng vẻ, liền gật đầu, tốt, cùng một chỗ, ngâm xong chân, hai người nằm ở trên giường, từ thị lúc này mới tinh tế hỏi hắn mười mấy năm qua là thế nào tới, tống chính quan không dám không nói, lại không dám như nói thật đành phải nói một cách đơn giản hạ hắn bị bắt tòng quân về sau là như thế nào tại trong quân đội từ một cái tiểu tốt biến thành ngũ trưởng lại đến đội xuất như thế nào quản lý thủ hạ binh lính gần trăm người về phần đằng sau như thế nào bị bắt như thế nào trốn về đến lại như thế nào tại trong núi lớn cầu sinh thì là lựa chọn sơ lược lại cường điệu giảng rất nhiều gặp được hài tử về sau sinh hoạt đám người như thế nào lên núi đi săn đất cày như thế nào đi thanh châu phủ khai sơn trang vào thành, từ thị lặng lặng nghe, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một đoạn hắn quá khứ, chỉ gặp nàng một hồi khóc, một hồi lại cười, nghe được hắn trôi qua không tốt, liền đau lòng phải chỉ rơi nước mắt, nghe được bọn hắn trong núi trôi qua giống như thần tiên tự tại, lại mười phần hướng tới, đến phiên từ thị, nàng cũng chỉ nói đến đến kinh thành sau ăn mặc không lo, mỗi ngày còn có người hầu hạ, không nhắc tới một lời bình thường là một khỏi bệnh mấy tháng nằm không thể đứng dậy, hai người, ngươi một câu, ta một câu, Phản phất có nói không hết, cho đến đêm dài mới ôm nhau thiếp đi. Chương 273: Đóng gói nghiệp vụ. Đến mùa đông khắc nghiệt, thời tiết càng thêm lạnh, trên đường cái người rõ ràng ít đi không ít, mặc dù cố gia nồi lẩu cửa hàng trước cửa vẫn như cũ náo nhiệt không ngừng, nhưng cũng nhiều bao nhiêu thiếu cũng thụ chút ảnh hưởng. Nghĩ đến không ít công tử tiểu thư nhất định là sợ lạnh không muốn ra ngoài, Cố Tâm Nguyệt vỗ đầu một cái, trực tiếp mở ra đóng gói nghiệp vụ. Nồi lẩu đáy liệu ngưng kết sau thành khối hình chỉ cần dùng sạch sẽ giấy dầu một bao liền có thể cửa hàng có các loại nồi lẩu phối đồ ăn cũng đều có thể chọn món sử dụng sau này hộp cơm đóng gói mang đi về phần nấu nồi lẩu nồi đồng chỉ cần đăng ký tốt kịp thời trả về liền có thể trả lại tiền thế chấp có chút ngại vừa đi vừa về còn phiền phức trực tiếp mua lại cũng là có chân chạy gã sai vặt trực tiếp dễ dàng sách trở về dùng nước nóng một nấu liền có thể ăn trừ có thể châm lửa nồi cửa hàng trên kệ còn bày đầy trứng muối chao đậu biện tương tương ớt chờ một chút đều có thể theo bình bán trong lúc nhất thời cố gia cửa hàng bên trong đến đây chân chạy đóng gói gã sai vặt nối liền không dứt cũng đại đại làm dịu cửa hàng bên trong xếp hàng tình huống kinh thành đa vị lâu diêu trưởng quỷ lúc này đang cùng tầng tam thiếu hồi báo cố gia nồi lẩu cửa hàng làm đóng gói sinh ý mới điểm tầng thiếu gia ngươi coi chừng nhà bên kia dạng này đóng gói sinh ý càng phát ra tốt chúng ta muốn hay không cũng đi theo học tầng tranh mấy ngày nay bởi vì trời lạnh đã trốn ở trong nhà vài ngày không có đi ra ngoài, hôm nay vừa ra cửa liền nghe diêu trưởng quỷ hồi báo tin tức, không khỏi tán thưởng lên, cái này cố nương tử thật đúng là người thông minh, vậy mà có thế nghĩ ra như thế cái biện pháp tốt, chẳng qua các nàng nồi lẩu là có thể lấy về nấu, chúng ta cái này món ăn nóng đóng gói trở về hương vị coi như kém, đuổi minh ta đi hỏi một chút nàng, nhưng có biện pháp khác, diêu trưởng quỷ nghe nói tần tam thiếu muốn đích thân đến nhà lĩnh giáo, liên tục không ngừng gật đầu, tần thiếu gia xuất mã kia chuẩn thành, chẳng qua chúng ta đa vị lâu gần đây sinh ý cũng không tệ, có cố gia bán kho liệu bao, lại thêm cố nương tử tự, tự mình dạy dỗ đến kho đồ ăn phương pháp cùng thực đơn, chúng ta đa vị lâu nóng kho đồ ăn cũng coi là ở kinh thành khai hỏa thanh danh, mà lại cố nương tử nói, mùa đông bán nóng kho, đến mùa hè, liền có thể bán rau trộn, cố gia cái này kho liệu bao cùng tăng tươi phấn xác thực giúp chúng ta đại ân, không chỉ có như thế bọn hắn bán cho chúng ta cái khác tương liệu cũng có phát huy đại tác dụng chỉ là bọn hắn hiện tại người một nhà đều đi vào kinh thành không biết về sau con hàng này còn có thể hay không tiếp tục cung ứng dù sao các nàng sơn trang ở xa thanh châu phủ đâu như thế cái vấn đề ta gặp bọn họ nhà một mực không có sách liền cũng không có chủ động hỏi cũng không biết bọn hắn là như thế nào giải quyết vấn đề này tần tranh lẩm bẩm nói chỉ nghe hắn vừa dứt lời ngoài cửa liền vang lên thanh âm quen thuộc ai ở bên trong nói xấu ta đâu cửa phòng bị kẹt kẹt mở ra ngoài cửa lộ ra một tấm gương mặt thanh tú chỉ gặp nàng người xuyên màu đỏ áo khoác ngoài càng thêm nổi bật lên màu da trắng nõn tầng tranh đáy mắt nổi lên vẻ vui sướng hướng nàng cười nói trời lạnh như vậy các ngươi làm sao có rảnh đến rồi cố tam thanh từ phía sau lấy ra đóng gói nồi lẩu đặt lên bàn hôm nay cửa hàng bận bịu không sai biệt lắm ta cùng muội tử tới mời ngươi nếm thử chúng ta đóng gói nồi lẩu như thế nào Tần tranh thấy cố tam thanh từ trong hộp đựng thức ăn đồng dạng đồng dạng ra bên ngoài lấy ra nguyên liệu nấu ăn, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hôm nay thời tiết lạnh, đang nghỉ ngợi ăn nóng hổi nồi lẩu, các ngươi liền đến, mới ta còn tại nghe diêu trưởng quỷ nói các ngươi cửa hàng bắt đầu đóng gói bán nồi lẩu, ta đây cũng là đi theo hưởng thụ đêm, đợi cố tam thanh cùng diêu trưởng quỷ hai người đem nồi lẩu điểm lên, phòng nhiệt khí liền lượng lờ dâng lên, chỉ chốc lát, đỏ rừng rực dê bọ cạp nồi lẩu liền bắt đầu sôi trào lên. Chương 274, bán thịt vịt nướng, Tần Tranh liên tục ăn không ít, lúc này mới dần dần thả chậm tốc độ, hướng phía Cố Tâm Nguyệt hỏi: "Bằng vào ta hiểu rõ, ngươi vô sự không đăng Tam Bảo Điện, hôm nay lại mang nhiều như vậy ăn ngon đến tới cửa mời ta, chỉ sợ hôm nay cái này sự tình có chút khó làm." Cố Tâm Nguyệt gặp hắn một câu nói đúng trọng tâm, ngượng ngùng phản bác: "Cũng không hoàn toàn là chuyện của ta, việc này liên quan các ngươi đa vị lâu sinh ý đại sự, ta không tìm ngươi thương lượng tìm ai thương lượng." tần tranh lông mày nhíu lại, ngươi nói trước đi nói nhìn, cố tam thanh thấy muội tử hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền mở miệng giải thích nói, tần đại ca, ngươi cũng biết, sơn trang của chúng ta ở xa thanh châu phủ, mặc dù chúng ta bây giờ mang tới nguyên liệu nấu ăn còn đủ một đoạn thời gian, nhưng là cũng phải sớm tính toán không phải, ngươi thương đội ngày thường vừa đi vừa về thanh châu phủ cùng kinh thành hai nơi, ngươi nhìn có thể hay không cũng tiện thể hạ chúng ta người. Cố Tâm Nguyệt cũng liền gật đầu liên tục, Ngươi cái này kho đồ ăn, tăng tươi phấn, còn có tương liệu cái gì bên nào không muốn từ Thanh Châu Phủ chở tới đây. Kỳ thật cố tâm nguyệt không gian bên trong cất giữ nguyên liệu nấu ăn cùng tương liệu còn đầy đủ các nàng dùng tới một năm nửa năm. Nhưng là các nàng bây giờ ở kinh thành bên ngoài còn không có đặt mua sơn trang. Nếu là liên tục không ngừng từ không gian bên trong cầm, khó tránh khỏi không để người khác đem lòng sinh nghi. Cho nên Thanh Châu Phủ đến kinh thành con đường này vẫn là muốn sớm cho kịp đánh thông. Tần tranh suy tư một lát, nhẹ gật đầu, mới ta cùng diêu trưởng quỷ cũng đang nói chuyện này, chúng ta kho liệu bao cùng tăng tươi phấn tuyệt đối không thể đoạn hàng, dạng này, ta nhìn cũng đừng đợi đến năm sau, ngày mai ta liền phái người đi bắt đầu thu xếp lên, sau đó lại nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, ta cái này bận biệu sẽ không giúp không a à? Không bằng ngươi giúp ta nhìn xem ta tử lâu này nhưng có khác tiền thu biện pháp, kia là tự nhiên, quy củ cũ Cố tâm nguyệt sản khoái nói, Ta chỗ này chuẩn bị một món ăn gọi là thịt vịt nướng, một hồi ngươi trước hết để cho người dựa theo yêu cầu của ta đem lò nướng kiến tạo ra được, hai ngày nữa ta tới dạy các ngươi sư phó, thịt vịt nướng. Tần Tranh hai mắt tỏa sáng, thế nhưng là ta trước đó tại nhà các ngươi nếm qua cái kia đạo thịt vịt nướng, từng, không sai. Cố Tâm Nguyệt gật đầu nói, chỉ có điều đây chẳng qua là sơ cấp bản, bây giờ phải đặt ở tửu lâu bán, đương nhiên phải giảng cứu chút, không chỉ có thịt vịt nướng đến lúc đó còn muốn làm một chút khác phối hợp ăn, dạng này giá tiền khả năng đi lên, chỉ có điều, chỉ có điều cái gì? Tần tranh vội vàng truy vấn, chỉ có điều, món ăn này ta nhưng là muốn nhập cổ phần, ta cũng không nhiều muốn, đến lúc đó món ăn này bán ít lợi chúng ta chia đều là được. Cố tâm nguyệt khoác lác mà không biết ngượng nói, một bên dư trưởng quỷ, nguyên bản đến đầy cõi lòng lòng tin, này sẽ nghe được cố nương tử vừa lên đến liền phải chia đều, không khỏi lông mày nhíu chặt, cố nương tử, ngươi cái này giáo một chút phương tử, liền phải thu một nửa đi, có phải là có chút nhiều rồi, không sao, chờ ta lần sau tới trước làm cho các ngươi nếm thử, nếu như các ngươi cảm thấy giá trị chúng ta bàn lại tốt. Cố tâm nguyệt không có bởi vì diêu trưởng quỷ chất vẫn cảm thấy không vui, ngược lại mười phần không quan trọng dáng vẻ, phản phất là tặng không đi lên tiện nghi để bọn hắn chiếm, tần tranh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, một nửa thì một nửa, ta tin tưởng ngươi, đã ngươi muốn nhiều như vậy, khẳng định là có đạo lý của ngươi chắc hẳn món ăn này giá trị cũng không thể so kho đồ ăn nhỏ khi là tự nhiên nguyên bản ta dự định nhà mình bán nhưng là chúng ta tiểu môn tiểu hộ so ra kém các ngươi đa vị lâu ở kinh thành địa vị có bạc đương nhiên muốn mọi người cùng một chỗ kiếm cố tâm nguyệt trừng mắt nhìn không có hảo ý cười nói nguyên bản một cái nồi lẩu cửa hàng liền đã bị người khác đỏ mắt nếu là lại bán thịt vịt nướng không chừng còn muốn đụng tới cái gì hiếm thấy sự tình Bây giờ Tống Dập đang muốn khoa khảo, vẫn là hơi khiêm tốn một chút tốt, mà đa vị lâu liền khác biệt, tầng tranh sự nghiệp ở Kinh Thành từng bước mở rộng, từ hắn ra mặt ra bán mới là thật đôi bên cùng có lợi, chương 275, giao thừa, tại cố tâm nguyệt trợ giúp dưới, đa vị lâu thịt vịt nướng sinh ý thuận lợi làm, dựa theo nàng giáo biện pháp, đa vị lâu lại chuyên môn thu xếp làm thịt vịt nướng sư phó, cùng phiến thịt vịt nướng sư phó, nướng đến thơm nước thịt vịt nướng dựa theo khác biệt bộ vị cắt miếng, dính vào gia vị tương hành tây tia lại phối hợp thật mỏng bánh xuân còn lại vịt khung xương còn có thể ngao thành canh loãng cuối cùng uống một bát quả nhiên là để người từ trong ra ngoài đều thoải mái dễ chịu không nói đến hương vị chỉ vì cái này mới là phương pháp ăn liền để không ít người chạy đến xếp hàng ăn đương nhiên cái này thịt vịt nướng bôi lên nước tương cùng dính thịt vịt nướng phiến tương liệu cũng đều là cố gia bán ngay tại cố tâm nguyệt vô cùng cao hứng nằm số bạc thời điểm giao thừa cũng không nhanh không chậm đến đây là hai nhà người ở kinh thành qua cái thứ nhất giao thừa cũng là tìm tới từ thị sau cái thứ nhất giao thừa nghiêm chỉnh mà nói đây mới là lâu như vậy đến nay cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa cả nhà đoàn tụ cố tâm nguyệt bọn người tự nhiên mười phần coi trọng ăn dùng sớm liền bắt đầu mua lên liền cho bọn nhỏ pháo ăn tết muốn dán câu đối xuân người cả nhà quần áo mới cũng đều sớm mà chuẩn bị tốt đến giao thừa ngày này buổi sáng tất cả mọi người không kịp chờ đợi thay đổi vui mừng y phục chia ra đi làm việc mình đủ khả năng sự tình. Cố Tâm Nguyệt mang theo trong nhà các nữ nhân cùng nhau ra trận, bắt đầu chuẩn bị lên năm mới tiệc, đợi cho sắc trời dần tối, tiền viện trong phòng ăn liền bắt đầu thu xếp lấy mang thức ăn lên, nóng hổi thịt dê cái nồi đặt ở ở giữa nhất, bắt đầu sôi trào lên, nồng đậm mùi thơm hỗn tạp tại trong hơi nóng chậm rãi chui ra, thịt bò kho, làm thập cẩm, dưa chuột trộn, thịt vịt nướng, gà quay, trứng muối trộn lẫn đậu hũ, chân cá mè, tứ hỷ viên thuốc, phỉ thúy tôm bóc vỏ, sườn xào chua ngọt, thịt heo xào chua ngọt, thịt kho tàu chân giò lợn, đậu hũ ma bà, tam tiên, hồ sen rau xào, nấm hương cải ngọt, thịt vụn quả cà, dầu muộn măng, lục đạo rau trộn, lục đạo món ăn mặn, lục đạo thức ăn chay, lại thêm thịt dê nồi lẩu, xôi ngọt thập cẩm cùng áp trục sủi cảo. Một bàn này khắp kinh thành cũng tìm không được mấy nhà như vậy phong phú. May mắn cố lão đa cùng cố đại sơn trước đó đặc biệt là một cái cực kỳ lớn bàn tròn lớn bàn tròn lớn phía trên còn bộ cái vòng tròn nhỏ, cứ như vậy, cho dù cái bàn rất lớn, chỉ cần đi một vòng, liền có thể dễ như trở bàn tay để mỗi người đều có thể ăn vào mình muốn ăn, đợi đồ ăn toàn bộ dân đủ, đám người vừa mới ngồi xuống, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, cố tam thanh vừa mở cửa, liền thấy người tới là Tần Tranh cùng A Tùng, liền ngay cả bận biểu đem người đón vào, vừa vào cửa, trong phòng mùi thơm thẳng tắp tiến vào mũi của hắn, ấm áp lập tức tập đầy toàn thân, cùng phía ngoài hàng phong thấu xương hoàn toàn khác biệt. Cố Tam Thanh vội vàng để hai người ngồi xuống, còn tưởng rằng các ngươi không tới chứ. Tần tranh thật có lỗi cười nói, trên đường kết băng chậm trễ một chút thời gian, nguyên bản ngượng ngùng tới, nhưng là nghĩ nghĩ chỉ có một mình ta ăn tết xác thực rất thê thảm, ta vẫn là mặt dạng mày dày mang A à tùng tới cửa ăn trực, không có việc gì, chỉ là thêm hai cặp đổ sự tình, ăn tết vốn chính là yếu nhân đa tài náo nhiệt. Tần tranh nhìn một chút đầy bàn đồ ăn, không khỏi trong lòng thầm than, vẫn là da mặt dày mới có thịt ăn, đến đúng rồi, đám người nâng chén về sau, liền nhau nhau bắt đầu kẹp lên đồ ăn tới, trong lúc nhất thời, tiếng than thở không dứt bên tai, vài chén rượu hạ đổ, cố lão đa mơ hồ có mấy phần men say, bắt đầu cảm thán lên, nếu là tiểu lục đứa bé kia tại liền tốt, cố đại sơn cũng đi theo thổn thức lên, đúng vậy a, à, tiểu lục không tại đúng là cái tiếc núi. Các ngươi nói chúng ta cái này khắp kinh thành đều nghe ngóng, làm sao liền một điểm động tĩnh cũng không có đâu." Tống Dập thấy hai người uống nhiều mấy chén, Trấn An nói, "Nhạc phụ, đại ca, không nóng nảy, không có tin tức chính là tin tức tốt, chúng ta năm sau tiếp tục tìm." Chương 276, Kinh Hỷ, "Đúng vậy a, à, năm sau ta cũng sai người lại hỏi thăm một chút." Tần Tranh cũng mở miệng nói, "Mọi người đừng quá mức lo lắng, Tiểu Lục hắn người hiền tự có thiên tướng, nghe vậy Cố Tâm Nguyệt đáy mắt cũng xẹt qua một tia ảm đạm, nhớ tới năm ngoái cái kia giao thừa, nhớ tới lúc ấy Cố Tiểu Lục cả ngày tiên nữ cô 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 xông nàng hô hào, nhớ tới nàng cái kia không phải thân đệ đệ nhưng hơn hẳn thân đệ đệ Ngô Phi Vũ, trước đó thích ăn nhất nàng làm đồ ăn, cũng không biết hôm nay giao thừa hắn cùng Ngô đại nhân hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, có thể ăn được hay không tốt, từ biệt mấy tháng, thật đúng là hơi nhớ nhung, Tống Dập gặp nàng đáy mắt chợt lóe lên thất lạc, vừa định muốn nghiêng người an ủi liền lại nghe thấy trước cửa truyền đến gõ cửa tiếng vang, Cố Tam Thanh liền vội vàng đứng lên lại một lần nữa đi mở cửa, lần này lại hoàn toàn vượt quá hắn dự kiến, "Là ngươi?" "Ngươi làm sao từ Thanh Châu phủ chạy đến rồi, ta tới tìm ta a tỷ, làm sao?" "Không chào đón ta, hai người trước đó tại Thanh Châu phủ thời điểm không ít đấu võ mồm, lâu như vậy không gặp, nhưng như cũ sữa không được cái thói quen này, Cố Tam Thanh thấy mặt ngoài tuyết rơi chính đại, ngượng ngùng tiếp tục cùng hắn ba hoa vội vàng đem người nên tiếng nhà ăn. Người còn chưa vào nhà, thanh âm trước truyền vào đi, a tỷ, ta đến ăn trực. Cố tâm nguyệt nghe vậy giật mình, thân thể bản năng đứng lên, ra bên ngoài xem xét, khóe miệng không khỏi toét ra. Hoài cẩn, tử du, mau nhìn xem ai đến rồi. Hai đứa bé từ trong chén ngẩng đầu lên, cùng nhau hoảng sợ nói, cửu cửu. Là cửu cửu đến rồi, thấy người tới là phi vũ, những người còn lại cũng nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Hứa thị nhất là yêu thích vội vàng đem phi vũ an bài tốt ngồi tại hai đứa bé bên cạnh vừa rồi ta còn tại nói thầm không biết ngươi đứa nhỏ này tại thanh châu phủ qua thế nào không nghĩ tới ngươi liền đến ta là theo chân phụ thân đến vừa vặn hắn muốn về kinh báo cáo ta liền cứng rắn cùng theo đến mấy ngày trước đây liền đến chỉ là một mực bị phụ thân ngăn chặn không tìm được cơ hội đi ra ngoài hôm nay hắn bị gọi đi tham gia cung yến ta mới lấy thoát thân đến tìm các ngươi ngô phi vũ giải thích nói trách không được thật tốt, đến liền tốt, nhanh ngồi xuống dùng bữa, rất lâu chưa từng ăn qua ngươi A tỷ làm đồ ăn, nên nghỉ đi, đúng thế, từ khi các ngươi đi về sau, ta ngày hôm đó ngày nghỉ, hàng đêm nghỉ, liền nghỉ ăn cái này miệng, Ngô Phi Vũ nói, vội vàng kẹp lên một khối thịt vịt nướng để vào trong miệng, từng ăn ngon, mấy ngày trước đây ta tại phủ thượng cũng ăn vào người khác đưa tới thịt vịt nướng cùng nồi lẩu, lúc ấy ta liền đoán được, nhất định là A tỷ bán. Cố tâm nguyệt trong mắt đựng đầy ý cười, ăn ngon người liền ăn nhiều một chút, đúng, ăn nhiều một chút, ban đêm quá muộn cũng đừng trở về, đều phía trước viện ở lại, tốt, đám người lại lần nữa nâng chén, trong phòng ăn tiếng cười nói vui vẻ một mực thật lâu không ngừng, đêm dài, tuyết ngừng, nguy nga hoàng cung thoáng chốc phủ thêm một tầng thật dày tuyết trắng, lớn như vậy trong đông cung, đơn bạc thiếu niên đang đứng tại phía trước cửa sổ hướng ngoài cung nhìn ra xa, trong điện mặc dù bị đốt ấm áp hòa thuận vui vẻ, nhưng dù sao về thiếu một tia khói lửa. Hôm nay đi theo phụ hoàng khoản đại chúng đại thần, hắn sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi, cũng là uống không ít rượu trái cây. Nhưng lúc này hắn lại tỉnh cả ngủ, ánh mắt chỉ là trống rỗng hướng thành nam nhìn ra xa, phản phất muốn nhìn được đến cái gì. Dần dần, suy nghĩ của hắn bắt đầu bay xa, không khỏi nhớ tới năm ngoái giao thừa. Khi đó hắn đi theo người một nhà vừa tới Thanh Châu Phủ qua cái thứ nhất giao thừa, cô cô chuẩn bị rất thật tốt ăn, hắn cũng giống cái không có lớn lên hài tử, đi theo cố tiểu võ cùng một chỗ ồn ào cùng một chỗ cười, mới hơn một năm mà thôi, hết thảy liền đều biến, hắn cũng lập tức trưởng thành đại nhân, chương 277, kỳ thi mùa xuân, tết thoáng qua một cái xong, đảo mắt liền đến tháng 2, kỳ thi mùa xuân thời gian cũng gần ngay trước mắt, có mấy lần trước cuộc thi kinh nghiệm, mọi người chuẩn bị lên cũng càng thuận buồn xuôi gió, chỉ là lần này không như bình thường, lần này thế nhưng là ở kinh thành cuộc thi, huống hồ lại là trọng yếu nhất một trận. Kỳ thi mùa xuân là tại lễ bộ cử hành, cũng là chia làm ba trận, mỗi trận kiểm tra ba ngày, không riêng muốn tự chuẩn bị cơm canh cùng ngọn đèn. Mỗi cái thí sinh cái này ba trận cuộc thi cũng chỉ có thể đợi tại chỉ có một cái bàn lều thi bên trong. Nguyên bản cố tâm nguyệt nghĩ đến, đến Kinh Thành, trường thi điều kiện nói thế nào đều muốn so thanh châu phủ tốt hơn nhiều đi. Không nghĩ tới lại còn là gian khổ như vậy. Cố tâm nguyệt hoàng mỹ phàn nàng, mấy ngày nay một mực đang vội vàng giúp hắn chuẩn bị ăn dùng nướng tốt thịt bò khô thịt heo mứt mì tôm hạt vừng dáng bánh nướng bánh mì bánh ngọt hoa quả chờ một chút đều bị đồng dạng đồng dạng phân loại đóng gói tốt tống dập gặp nàng đồng dạng một vật đóng gói tiếng trong lòng mí mắt không khỏi nhảy càng ngày càng lợi hại nhưng là lại không tốt đã thương nàng một mảnh hảo tâm liền thăm dò khuyên nhủ a à, nguyệt trước đó thi viện thời điểm cũng là đợi nhiều ngày như vậy chỉ cần chuẩn bị chút lương khô liền tốt Lần trước dẫn đi đều không có ăn xong, Cố Tâm Nguyệt nháy mắt một cái không nháy mắt tiếp tục đóng gói, đem đồ vật đều đặt vào về sau, lại đánh cái xinh đẹp nơ con bướm, ta nơi này thả đều là lương khô nha, ngươi còn không biết xấu hổ nâng lên lần, lần trước thi xong trở về ngươi đều gầy thành cái dạng gì, trận này thi xong tháng sau ngay sau đó là thi đình, vạn nhất ngươi gánh không được nhưng làm sao bây giờ? Tống Dập gặp nàng một bộ lễ thẳng khí hùng dáng vẻ, giật giật bờ môi, lại nén trở về, thấp giọng cười nói: nương tử nói rất đúng, rất nhanh đến kỳ thi mùa xuân một ngày này, tống chính quan mang theo người một nhà, cùng một chỗ đem tống dập đưa đến trường thi ngoài cửa, từ thị một mực bởi vì không có tham dự người nhà trước đó đủ loại mà cảm thấy thương cảm, bây giờ có thế tự mình đưa nhi tử tiến trường thi, tự nhiên hết sức kích động, dài dằn giặc cửu thiên rốt cục đi qua, cố tâm nguyệt bởi vì tống dập thi xong sau cũng không có gầy quá nhiều mà cảm thấy vui mừng. Người cố gia thì là bởi vì lần này không có người đến tìm phiền phức mà thở một hơi dài nhẹ nhõm, coi như mọi người lòng tràn đầy yêu thích chờ đợi phát hành bản thời điểm, nồi lẩu cửa hàng đột nhiên lại đến mấy cái đến gây chuyện, không giống như trên lần tiểu thủ đoạn, lần này tới người trực tiếp tới gây sự, mang theo mấy người đại hán không nói hai lời liền muốn nện cửa hàng, cố gia cùng tống gia nam nhân không nhường chút nào bước, thu xếp cốt thực khách sau liền cùng nhau xông tới, mấy cái kia đến gây chuyện không nghĩ tới nhà này nam nhân như thế vừa nhất là cố nhị dũng cùng tống chính quan thân thủ nhất là mới tốt mấy người thấy không có chiếm được tiện nghi còn có mấy cái huynh đệ đã thương lập tức đánh đỏ mắt thấy cửa hàng bên trong nữ quyến đều trốn ở lầu hai xem chiến liền thừa dịp bất ngờ xông tới nói thì chậm khi đó thì nhanh đang lúc cố tâm nguyệt cùng thanh hoang chuẩn bị quay người chạy thời điểm cửa hàng bên trong đột nhiên tràn vào rất nhiều quan binh từng cái trong tay đều mang đao nháy mắt đem người gây chuyện toàn bộ bao bọc vây quanh trói ném đến cửa hàng bên ngoài. Tống dập vội vàng ngăn lại cầm đầu quan sai, chắp tay nói, đa tạ quan gia kịp thời giúp đỡ, không biết là ai mời các ngươi đến. Khi quan sai vội vàng khoát tay, không cần khách khí, chúng ta chỉ là vừa lúc tuần tra đi ngang qua, nhìn thấy có người gây sự liền đến nhìn xem, chúng ta bây giờ liền phải dẫn người trở về thẩm tra xử lý, chờ có kết quả thông báo tiếp các ngươi. Cố tâm nguyệt vội vàng để cố tam thanh cầm một chút bạc, quan gia đã sốt ruột đi, chúng ta liền không ở thêm, những bạc này còn xin ngươi cầm mời các vị quan gia nhóm uống chén trà, tạm thời coi là cảm tạ, chương 278, cửa hàng lại bị nện, người kia lại ngay cả liền khoát tay, phản phất bạc phỏng tay, không cần không cần, tiện tay mà thôi, đây đều là chúng ta phải làm, nói xong, cũng không đợi đám người giữ lại, liền ngay cả bận biệu mang theo người gây chuyện đi, lưu lại người cố gia hai mặt nhìn nhau, hôm nay cái này sự tình cũng quá ma huyễn đi, nếu là không có những người này đột nhiên tràn vào đến giúp đỡ, hôm nay cái này sự tình thật đúng là không biết nên kết thúc như thế nào cho dù cửa hàng có thế bảo vệ đến nhưng là vạn nhất làm bị thương ai hậu quả khó mà lường được mà bình thường trên đường cũng rất khó coi đến nhiều như vậy quan binh cùng một chỗ tuần tra nếu là không ai hỗ trợ làm sao lại nhanh như vậy liền chạy đến đây lại vị kia quan gia liền chút tiền trà nước cũng không nguyện ý thu liền càng là kỳ quái bất kể như thế nào hôm nay không có việc gì chính là tốt đám người cũng liền đè xuống nghi hoặc hứa thị nhìn qua tràn đầy bừa bộn cửa hàng không khỏi buồn bực nói bọn này trời đánh đem cửa hàng làm cho như thế loạn cũng không nên tùy tiện thả ra mới tốt cũng không biết chúng ta là đắc tội người nào quan phủ đã mang về khẳng định hội thẩm tốt cho chúng ta một câu trả lời chẳng qua chúng ta đến kinh thành sau cũng không có đắc tội người nào chẳng lẽ có người trông thấy chúng ta làm ăn chạy cố ý đỏ mắt có khả năng đi ban đêm đông cung một thân mang màu đen y phục dạ hành nam tử ngay tại cuối đầu hồi báo hôm nay trên đường chuyện phát sinh ngồi tại sau án thư thiếu niên nghe xong không khỏi vỗ án cả giận nói lẽ nào lại như vậy nhưng có ra được phía sau là ai chỉ điểm thuộc hạ đem những người kia gây sự đều thẩm một lần bọn hắn là cầm hương mãn lâu bạc thay bọn hắn đi gây chuyện nói là muốn ồn ào đến bọn hắn quan cửa hàng mới thôi hương mãn lâu thiếu niên lông mày nhíu lại qua cái mấy ngày chờ cái này sự tình lật bản ngươi liền phái mấy cái người có thể tin được đi đem bọn hắn cửa hàng cho nện điện hạ cái này hương mãn lâu phía sau thế nhưng là cho nhà nếu là bị dung quý phi biết không biết nàng có thể hay không nhúng tay việc này không sao nàng hiện tại không rảnh bận tâm ngươi lại làm kín đáo chút họa thủy đông dẫn chớ có để người khác biết cùng cố gia có liên quan gì thiếu niên dừng một chút lại nói ngươi lại nhiều phái hai tên ám vệ đi bảo hộ cố gia tuyệt đối đừng gây nên các nàng hoài nghi nếu là lại có người dám can đảm nghĩ cách đánh tới bọn hắn cửa hàng bên trên, các ngươi trực tiếp vụn trộn giải quyết, không cần trưng cầu ý kiến của ta. Vâng, thiếu niên một lần nữa trở lại sau án thư phương, lại đột nhiên không có đọc sách tâm tư, đứng dậy hướng nơi xa nhìn ra xa, thiếu niên không khỏi lẩm bẩm nói, cũng không biết bọn hắn hôm nay có hay không bị hù dọa, nếu là cửa hàng bị nện nát, nãy nãy đoán chừng đau lòng hơn chết rồi, đã sớm vào tháng trước, hắn liền phái người âm thầm tìm hiểu tin tức, biết được bọn hắn sớm tại tháng 10 liền đã đến Kinh Thành, vốn cho là dưỡng muốn tới chính nguyệt mới có thể đến Kinh đi thi, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại sớm như vậy đến. Hơn nữa còn toàn bộ đều đến, không phải là đến tìm hắn, không biết lúc ấy hắn đột nhiên biến mất thời điểm, bọn họ có phải hay không giật mình kêu lên, khi biết được bọn hắn ở Kinh Thành ở lại, lại mở cửa hàng, hắn đã sớm kìm nén không được xúc động muốn đi tìm bọn hắn, chỉ là, hắn còn không dám bây giờ vừa mới vào ở Đông Cung, còn không có chính thức xác lập, mình đang ở tại nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi ngày đều như dày mũi đau. Huống chi dưỡng mới vừa vặn tham gia xong kỳ thi mùa xuân, lại lập tức phải tham gia thi đình, tuyệt đối không thể để cho hắn ở thời điểm này cuốn vào, bị gian nịnh người lợi dụng, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể là lục viên, mà cái kia cố tiểu lục cũng chỉ có thể tạm thời từ trên thế giới này biến mất, chương 279, kiếm, ngày thứ hai mọi người đem nồi lẩu cửa hàng ngừng kinh doanh nghỉ một ngày, một lần nữa đem bị nện xấu cái bàn ghế đổi một lần, cũng may quan binh đến kịp thời, cửa hàng tổn thất cũng không lớn. Dù vậy, hứa thị vẫn là hùng hùng hổ hổ chào hỏi nửa ngày đám người kia tổ tông, đợi cho buổi chiều, hôm qua kia dẫn tiếng đến bắt người quan binh đầu lĩnh vậy mà tự mình đến nhà, đến cùng bọn hắn nói ra ngày hôm qua giúp người lai lịch, quả nhiên như bọn hắn suy đoán, đám người kia nghe nói là vùng này tiểu lưu manh, chuyên môn đến sinh ý tốt cửa hàng gây sự, đến thu lấy phí bảo hộ. Bây giờ những người này đều đã bị bắt giam giam giữ, về sau không cần lại lo lắng. Đám người nghe xong, âm thầm thở vào nhẹ nhõm, về sau sẽ không ra tới nhảy nhót liền tốt. Chỉ là cái này kinh thành quan binh phục vụ cũng quá tốt sao? Không cần báo án liền đem người cho bắt, thẩm ra tới kết quả lại còn chủ động tới cửa đến báo cho. Cố Tâm Nguyệt cùng Tống dập hai người nhìn nhau, đáy mắt đều là ý tứ sâu xa nhưng cũng không tiện hỏi nhiều tống dập móc ra túi tiền lấy ra 10 lượng bạc đưa tới đa tạ vị này quan gia đến đây bẩm báo những cái này xem như vất vả phí vất vả ngươi tự mình đến đi một chuyến mong rằng quan gia chớ có cự tuyệt cố tâm nguyệt khẽ gật đầu cái này quan sai nhìn xem không sai về sau nếu là có thể quen thuộc lên ở kinh thành làm việc cũng dễ dàng một chút liền cũng thách khí nói quan gia nếu không chê không bằng liền lưu tại cửa hàng bên trong ăn cơm đi thời gian cũng không còn sớm ai ngờ hắn quan sai vội vàng đứng lên từ trên thân móc một túi bạc ra tới những này là từ chỗ nào chút lưu manh trên thân lục soát đến bạc tạm thời cho là đập hư các ngươi cửa hàng bồi thường ta trong nha môn còn có việc không tiện lưu thêm cáo từ nói xong còn không đợi đám người giữ lại liền vội vàng rời khỏi đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều phát giác trong đó không thích hợp nhưng là lại thực sự nghĩ mãi mà không rõ đành phải tạm thời coi như là kinh thành quan nha làm việc thanh liêm lại hiệu suất cao nguyên bản còn đau lòng đến lá gan đau hứa thị thấy đột nhiên trước đó bồi thường nhiều bạc như vậy cũng không khó thụ mừng thấp khởi đếm bạc lại có một trăm lượng đều đủ một lần nữa đem cửa hàng vừa đi vừa về trang trí hai lần mấy ngày sau cùng con phố bên trên mảng hương lâu cũng bị nện mà lại là nhảo nhẹt cái chủng loại kia đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí không phải nói mảnh này lưu manh đều bị tóm lên tới rồi sao làm sao còn có người nện cửa hàng A, nếu như là thu phí bảo hộ, không đến mức đem cửa hàng nện đến nhảo nhoẹt A. Tống chính quan cùng cố nhị dũng hai người vội vàng đi nghe ngóng, lúc này mới nghe nói đã phá án, hóa ra là hương mãn lâu trưởng quỷ ở bên ngoài tìm cái thân mật, khi thân mật tướng công phát hiện mình bị đội nón xanh, lúc này mới tìm người đi giận nện cửa hàng, đám người lúc này mới yên lòng lại, an tâm bổn phận làm tốt chính mình sinh ý. Đến kinh báo cáo ngô đại nhân rốt cuộc khởi hành về Thanh Châu. Ngô Phi Vũ cũng rốt cục có thể thoát thân, liền ngay cả bận biệu chạy tới cửa hàng tìm đám người. Vừa vào cửa, liền trông thấy Cố Tam Thanh ngay tại tủ trước khoái động lấy bàn tính. Ngô Phi Vũ hôm nay trọng được tự do, tâm tình tự nhiên tốt đẹp. Liền hướng phía Cố Tam Thanh trêu ghẹo nói, Cố trưởng quỷ, đến căn phòng nhỏ, tiểu gia ta hôm nay muốn mời khách, chúc mừng lần nữa lấy được tự do, có đặt trước sao? Cố Tam Thanh ngẩng đầu cười gian nói, Ngô Phi Vũ mặt sạm lại, lẩm bẩm một tiếng trực tiếp quay đầu tiếng phòng bếp, "A tỷ, ta thật vất vả tìm tới cơ hội tới cổ động, vốn định hôm nay trọng kim mời các ngươi một lần cho anh rễ chúc mừng, Tam Thanh hắn lại nói ta không có đặt trước không cho gian phòng." Ngô Phi Vũ tức giận nói, Cố Tâm Nguyệt ngay tại trong phòng bếp xem xét hôm nay thịt dê, nghe thấy Ngô Phi Vũ thanh âm truyền đến, không khỏi kinh hỉ nói, "Ngươi không có về Thanh Châu, chương 280, Tiểu Lục ở nơi nào?" "Đúng vậy a." À thật vất vả mới nói phục cha ta, để ta ở lại kinh thành lịch luyện một phen, về sau ta cần phải nhiều hơn tới cửa ăn trực. Ngô Phi Vũ thoải mái cười nói, hứa thị cũng ngạc nhiên vây quanh, thật không đi rồi. Vậy thì tốt quá, về sau mỗi ngày đều tới này ăn, tốt, đại nương, vậy ta hôm nay muốn ăn dê bọ cạp nồi. Ngô Phi Vũ khéo léo nhẹ gật đầu, thành, ngươi đi trước trên lầu ngồi, ta để tiểu võ trở về gọi ngươi anh rể, mang theo hai đứa bé cùng một chỗ tới hoài cẩn tử du hồi lâu không gặp ngươi biết ngươi nếu là không đi chỉ định thật cao hứng cố tâm nguyệt một bên vội vàng trong tay mình sống một bên lại gọi tới tiểu võ chờ tống dập mang theo hai đứa bé tới cố tâm nguyệt bên này cũng thu xếp không sai biệt lắm trực tiếp để tiểu nhị đem đồ vật đều bày ở trên lầu phòng ngô phi vũ khoảng thời gian này một mực đi theo ngô đại nhân ở kinh thành bái phỏng bằng hữu cũ mỗi lần ăn mặc dù đều rất phong phú nhưng là đám người trọng điểm đều không tại cơm canh bên trên cho nên bắt đầu ăn hơi có chút ăn vào vô vị hoàn toàn không có bây giờ như vậy tự tại liền không khỏi ăn nhiều chút chờ hắn ăn no hướng trên ghế khẽ nghiêng lúc này mới nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu anh rể các ngươi còn không có thăm dò được tiểu lục tin tức sao tống dập chỉ coi hắn là quan tâm liền không có suy nghĩ nhiều khẽ lắc đầu có thể nghe ngóng đều nghe ngóng đến nay không có tin tức gì ngô phi vũ một lần nữa ngồi thẳng người thấp giọng nói, anh rể, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ hắn đi một cái chúng ta đều không có cách nào đủ đến địa phương đâu. Tống dập nhăn đầu lông mày, nghi ngờ nói, ý của ngươi là, ta cũng không biết đúng hay không, ngươi còn nhớ rõ lần trước đêm trừ tịch, cha ta không phải đi tham gia cung yến sao, đêm qua hắn đột nhiên hỏi ta, có biết hay không tiểu lục thân thế. Lại dặn dò ta một đống kỳ kỳ quái quái vấn đề, để ta an tâm ở lại kinh thành tập võ, không muốn tham dự trên triều đình sự tình, cho nên ta mới phỏng đoán, có thể hay không tiểu lục là ở trong đó. Tống dập cùng cố tâm nguyệt nguyên bản trong lòng liền loáng thoáng có cái suy đoán này, lần này nghe Ngô Phi Vũ kiểu nói này, càng thấy mười phần có khả năng, ban đầu ở bờ sông nhặt được hắn thời điểm, liền cảm giác hắn quần áo bất phàm, mặc dù hắn một mực biểu hiện được cùng cố tiểu võ không sai biệt lắm, nhưng là tâm trí trên thực tế lại sao cố tiểu võ thành thục rất nhiều. Tống dập im lặng, chỉ thấp giọng nói, cái này trước đó chớ nói ra ngoài chờ ta tháng sau đi tham gia thi đình nhìn xem sẽ có hay không có cơ hội dò thăm tin tức ngô phi vũ nhẹ gật đầu lập tức cười nói đúng anh rể ngươi cái này kỳ thi mùa xuân thế nhưng là thứ nhất hội nguyên a à, làm sao các ngươi đều bình tĩnh như vậy tiếp xuống lại trúng thế nhưng là trúng liền tam nguyên ta sẽ không thật sự có cái trạng nguyên anh rể a à, vậy ta đây về sau ở kinh thành cũng không phải muốn đi ngang lạc cố tâm nguyệt bọn người biểu thị đã đối tống dập ưu tú cảm thấy chết lặng cho nên mấy ngày trước đây biết được hạnh bản cao trung sau cũng chỉ là gia nhân ở cùng nhau ăn cơm đơn giản chúc mừng dưới mà lại thi đình đảo mắt tức đến mọi người tự hồ cũng tại kìm nén một hơi cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi chờ lấy thi đình sau kết quả nếu là thật sự có thế tam giác tiến sĩ cập đệ vậy dĩ nhiên là tốt nhất nhưng tại trước đó tất cả mọi người không nghĩ cho tống dập quá nhiều áp lực Tống dập ngược lại là bình tĩnh nhất cái kia, không có gì tốt chúc mừng, đợi cho thi đình sau khi ra ngoài sẽ cùng nhau chúc mừng cũng không muộn. Ngô Phi Vũ gặp hắn không có chút nào áp lực, cười ha ha nói, vậy ta liền đợi đến anh rể tin tức tốt rồi. Chương 281, chuyên vì nữ nhân mở cửa hàng, nồi lẩu cửa hàng chính đối diện nguyên bản cũng là một nhà ăn uống cửa hàng, chính là trước đó ngầm đâm đâm muốn tìm người tới gây sự, kết quả bị Ngọc Nương cùng Cố Tâm Nguyệt hai người cho nhìn thấu, từ đó về sau, đối diện cửa hàng sinh ý liền càng thêm kém. Trước đó không lâu tận mắt nhìn thấy đi cái khác trừ hỏa nồi cửa hàng người gây chuyện trực tiếp bị nhiều như vậy binh sĩ cho mang đi, về sau kia quan sai còn tự thân đến nhà đưa bạc, càng là rất phá trưởng quỷ kia con mắt, lại về sau lại nghe nói hương mãn lâu bị nện cái nhảo nhuệt, vốn là một mực nơm nớp lo sợ trưởng quỷ, đem hai chuyện một góp, cảm thấy sự tình càng thêm kỳ quặc, dứt khoát trong đêm đóng cửa hàng trở lại quê quán, cố tâm nguyệt trông thấy đối diện cửa hàng không xuống dưới, không khỏi treo lên ngọc nương chủ ý khoảng thời gian này từ thị thân thể đã triệt để dưỡng tốt ngọc nương liền có vẻ hơi không biết làm thế nào mặc dù nói sớm đã dung nhập đại gia đình sinh hoạt nhưng là dù sao nàng cũng coi là một thân một mình tại kinh đưa mắt không quen tăng thêm bản lãnh của nàng tại chữa bệnh lưu tại nồi lẩu cửa hàng hoặc nhiều hoặc ít có chút nhân tài không được trọng dụng cố tâm nguyệt hơi suy nghĩ một chút liền lôi kéo ngọc nương hứng thú bừng bừng trên mặt đất lầu hai bao phòng chỉ vào đối diện không xuống tới cửa hàng hỏi ngọc nương ngươi mau nhìn đối diện cửa hàng dọn đi ngươi nói chúng ta tại đối diện mở tiệm thuốc như thế nào chẳng qua chúng ta không đối ngoại làm nghề y bán thuốc ngọc nương đưa đầu nhìn xuống đối diện cửa hàng lúc này mới phát hiện đối phương đã sớm chuyển không hiếu kỳ nói a làm sao đột nhiên liền quan cửa hàng chẳng qua ngươi nói không bán thuốc tiệm thuốc là cái gì chính là chuyên môn làm nữ nhân sinh ý chủ bảo đảm kiện bảo dưỡng mỹ dung ngươi cảm thấy thế nào từ khi xuyên qua tới cố tâm nguyệt đã kiến thức đến thời đại này nữ nhân xem bệnh khó khăn vấn đề nữ đại phu thiếu là cái nguyên nhân chủ yếu mặt khác tất cả mọi người không quá đem phụ khoa bệnh coi là chuyện đáng kể hoặc là xấu hổ mở miệng có thể nhịn được thì nhịn coi như không thoải mái cũng nhiều là từ một đời trước nơi đó lấy thiên phương trị trị nếu là trực tiếp đánh lấy cho nữ nhân xem bệnh cửa hàng nói không chừng mọi người vẫn là ngượng ngùng tiến đến cho nên cố tâm nguyệt mới nghĩ đến mở một gian đã có thế xem bệnh, lại có thể giúp nữ đồng bào từ trong ra ngoài bảo dưỡng điều lý cửa hàng, đến lúc đó lại nương tựa theo ngọc nương tay nghề, cùng nàng kia chưa ăn qua thịt heo gặp qua heo chạy kinh nghiệm, cùng nhau nghiên cứu mấy khoản thuốc trang cùng dược thiện ra tới, cái này kinh thành không lo có tiền lại có nhàn nữ nhân. Ngọc Nương nghe xong cố tâm nguyệt giải thích, cũng không khỏi phải đi theo mặt sức tưởng tượng lên. Nếu là thật sự có thế cùng cố tâm nguyệt nói như vậy, mở một gian chuyên môn vì nữ nhân xem bệnh bảo dưỡng cửa hàng, nàng ngẫm lại đều cảm thấy huyết dịch đang sôi trào, hai người nhìn nhau, tại lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy hưng phấn, đang lúc Ngọc Nương còn muốn cùng cố tâm nguyệt kể một ít mình cái nhìn thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói nam, chỉ gặp hắn một bên vỗ tay một bên đẩy cửa đi lên, hai vị nương tử chủ ý thực sự là cao A. Dạng này cửa hàng phóng tầm mắt toàn kinh thành cũng còn không có. Nếu là thật sự có thế mở thành, tất nhiên sẽ ở kinh thành gây nên một phen oanh động. Ngọc Nương nhíu mày nhìn thoáng qua đối phương, là ngươi. Ngươi sao có thể nghe lén người khác nói chuyện, đây cũng không phải là hành vi quân tử. Cố tâm nguyệt nguyên bản cũng vụt vừa đưa ra tính tình, cái này người cũng quá vô sĩ, vậy mà quang minh chính đại nghe lén người khác thương nghiệp cơ mật, nhưng dương mắt nhìn đi qua, không nghĩ tới vậy mà là lần trước đánh Ngọc Nương chủ ý cái kia đại phu, gặp hắn quang minh lỗi lạc dáng vẻ, liền tạm thời đè xuống cãi nhau tâm tư, lại nhìn hắn bước kế tiếp nói thế nào. Giang tu tề đi đến trước mặt hai người, chắp tay nói, thực sự thật có lỗi, Giang mổ mới chỉ là ra tới thuận tiện, không nghĩ tới trong lúc vô tình nghe được hai vị nương tử nói chuyện, thực sự là nội dung quá mức đặc sắc, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, còn quên hai vị sẽ không chú ý. Chương 282, số đào hoa, nếu như hai vị không chê, Giang mổ cũng có chút ý nghĩ, có thể giúp hai vị một chút sức lực. Giang tu tề nói đến chân thành rõ ràng, Ngọc Nương không chút nghĩ ngợi liền từ chối nói, không cần, đây là nữ nhân cửa hàng, người một cái đại nam tử muốn làm sao lẫn vào. Giang Tu Tề nhếch miệng lên một vòng như có như không ý cười, thấp giọng cười nói, vị này nương tử có chỗ không biết, kỳ thật ta bình thường cho nữ tử xem bệnh nhìn đến mức quá nhiều, cũng coi là hơi có chút giải thích của mình. Nói nói, Giang Tu Tề liền phát hiện đối diện hai nữ nhân vậy mà nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt đều là một bộ ý tứ sâu xa, chẳng lẽ là hiểu lầm cái gì? Ta không phải ý tứ kia, ta nói là ta chỗ này có một ít thượng hạng dược hoàng, đều là ta cùng sư phụ ta dốc lòng sở nghiên cứu chế thành, các loại công hiệu đều có, hiệu quả kỳ hảo, nếu là có thể hợp tác, chắc hẳn sẽ cho hai vị nương tử cửa hàng dệt hoa trên gấm, Ngọc nương nguyên bản đến kinh thành trước, liền nghe nói nơi này lương y rất nhiều, thiện chế các loại dược hoàng, mà nàng cũng đối các loại dược hoàng hết sức cảm thấy hứng thú, thấy nên nam tử nói như vậy, nàng liền thoáng buông lỏng cảnh giác, lên tiếng nói, không biết trên người ngươi có hay không mang ngươi nói những thuốc kia hoàng, có thể hay không để ta xem trước một chút, tự nhiên. Nói, Giang Tu Tề liền cởi xuống trên người túi tiền, từ bên trong cầm mấy cái tinh xảo bình nhỏ, nâng ở trong lòng bàn tay, lông mày nhíu lại, tự hồ muốn nói, chính ngươi đến chọn, Ngọc Nương giật mình một cái chớp mắt, ngừng thở nhanh chóng từ trong lòng bàn tay hắn cầm lấy một con bình nhỏ ra tới, mở ra nắp bình, một cổ nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập ra, Ngọc Nương liền cúi đầu đi ngửi, Giang Tu Tề gặp nàng một bộ đối với mình tránh không kịp dáng vẻ, chẳng những không buồn, ngược lại cảm thấy mười phần đáng yêu, liền cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng. Ngọc Nương quan sát chỉ chốc lát, khiếp sợ ngẩng đầu lên nói, đây là, đây là trú nhan đan, Mỹ Dung dưỡng nhan, có thể trì hoãn già yếu. Ngọc Nương không để ý tới ngượng ngùng vội vàng kiểm tra một hồi mặt khác mấy bình, cẩn thận ngửi xuống tới, Ngọc Nương đáy lòng chấn kinh đã tột đỉnh, âm thầm suy nghĩ nam nhân là lai lịch ra sao những đan dược này nàng chỉ có lúc còn trẻ nghe nàng sư phó đề cập tới đây đều là trong hoàng cung bí chế dược hoàng bình thường người ở ngoài cung rất khó gặp qua hẳn là hắn là ngự y âm thầm đè xuống đáy lòng tâm tư ngọc nương trấn định nói những cái này hoàn toàn chính xác đều là hảo dược chỉ là chúng ta vốn nhỏ mua bán sợ là dùng không nổi tốt như vậy thuốc không sao ta cũng chỉ là cho ngươi xem dưới hướng ngươi chứng minh ta không có lừa ngươi mà thôi nếu như tin tưởng tại hạ, ta nhất định có thể vì các ngươi cửa hàng chế tạo riêng mới dược hoàng, công hiệu tự nhiên có bảo hộ, giá tiền tự nhiên cũng dễ nói, không biết ngươi muốn như thế nào hợp tác. Giang Tu Tề vốn muốn cùng nàng đàm nhập bọn, nhưng là thấy nàng đối với mình chỉ sợ tránh không kịp dáng vẻ, không khỏi cười khổ nói, không biết ta có thể hay không đem dược hoàng đặt ở các ngươi cửa hàng bên trong gửi bán. Ngọc Nương thấy Cố Tâm Nguyệt sáng lóng lánh mà nhìn mình, không chỗ ở hướng về phía mình gật đầu liền vuốt cầm nói, được, đến lúc đó ngươi trước làm hai bình tới, chúng ta thử qua về sau, nếu là công hiệu giá tốt phù hợp, tự nhiên có thể tại chúng ta cái này gửi bán, vậy thì tốt, ta liền không nhiều quấy rầy, cáo từ. Giang tu tề thấy tốt thì lấy, đang định quay người rời đi, chỉ nghe thấy sau lưng tiếng hô hoáng, ngươi đang dược, giang tu tề có chút quay người cười nói, tặng cho ngươi, liền xem như là hợp tác lễ gặp mặt, nói xong, liền chỉ lưu lại cái cao thâm bóng lưng. Ngọc Nương nhìn thoáng qua trong tay cái bình, lập tức mắt trợn tròn, cái này, cố tâm nguyệt che miệng cười nói, Ngọc Nương, ta nhìn hoa đào không sai, chương 283, mới cửa hàng gầy dựng, Ngọc Nương lập tức đỏ hồng mặt, sống hơn 30 năm, đột nhiên bị một cái so với mình tiểu thập nhiều tuổi nha đầu cho trêu ghẹo, vội vàng phủ nhận nói, cái gì hoa đào không hoa đào, còn không phải ngươi nhất định phải mở cửa hàng, ầy, đều cho ngươi đi, nói xong liền đem mới kia mấy bình dược hoàng ném cho cố tâm nguyệt. Cố tâm nguyệt nơi nào sẽ muốn, vội vàng hướng trong ngực nàng vừa để xuống, những cái này thế nhưng là người nào đó chuyên môn đưa cho ngươi, ngươi giữ lại chậm rãi hưởng dụng đi, nói, liền cười hì hì chạy mất, Ngọc Nương nhìn xem cái này mấy bình dược hoàng, ném cũng không phải, ở lại cũng không xong, nghĩ lại, còn có thể giữ lại vụn trộn nghiên cứu một chút, liền lặng lẽ thu vào, đợi điều chỉnh tốt cảm xúc, lúc này mới đi xuống lầu, người cố gia làm việc đến đều là hùng hùng hổ hổ quen chờ cố tâm nguyệt cùng ngọc nương hai người đem cửa hàng ra mua lại đem mở cửa hàng sự tình cẩn thận thảo luận tốt cùng mọi người nói chuyện đám người liền lập tức hành động cửa hàng nguyên bản là hai tầng lầu một trực tiếp toàn bộ hủy đi trọng trang bỏ đi lúc đầu đồ nội thất đổi thành từng dãy cao thấp khác biệt kệ hàng ngăn tủ đến lúc đó dùng để thả mặt màn chờ thuốc trang các loại dược thiện bao mà giang tu tề gửi bán dược hoàng tương đối trân quý chỉ thả chút hàng mẫu ở bên ngoài còn lại thì là thu sạch tại lầu 2 khố phòng. Lầu 2 nguyên bản gian phòng bất động, nhưng là toàn bộ đổi thành từng gian có thể cung cấp người chẩn bệnh, mát xa châm cứu cùng nghỉ ngơi gian phòng, cũng thuận tiện bảo hộ khách nhân tư ẩn, thừa dịp cửa hàng trang trí, cố tâm nguyệt lại vội vàng nhận người huấn luyện vào cương vị. Ngọc Nương bên kia càng là loay hoay ngựa không dừng vó, cũng may từ ngày đó về sau, gian tu tề cũng là rảnh rỗi liền chạy tới, thật cung cấp không ít trợ giúp. Khoảng thời gian này, Cố Tâm Nguyệt không ít tại nồi lẩu cửa hàng bên trong khách quen bên trong làm tuyên truyền. Lúc đầu trong phòng đại đa số thực khách đều là bình thường. Trong lúc rảnh rỗi, hẹn lấy cùng đi ăn lẩu quý gia tiểu thư cùng các phu nhân. Cố Tâm Nguyệt liền thừa cơ đem mới làm được mặt màn chia nhỏ bình đưa cho mọi người dùng thử. Cũng không ít người đã sớm nghe nói Ngọc Nương y thuật, thậm chí có không ít người cũng vụng trộn mời qua Ngọc Nương hỗ trợ nhìn qua. Cho nên vừa nghe nói đối diện muốn mở như thế một nhà cửa hàng, đã sớm chờ không nổi muốn thấy vì nhanh đợi cho một tháng sau, cửa hàng rốt cục gầy dựng, cùng nồi lẩu cửa hàng khác biệt, ngày này cửa hàng trước cửa không có đốt pháo, càng không có trắng trợn tuyên truyền, nguyên bản cố tâm nguyệt cùng Ngọc Nương còn muốn giữ lại mấy phần cảm giác thần bí, ai biết giờ tị còn chưa tới, liền đã có không ít cô gái trẻ tuổi vây quanh ở cửa hàng cổng, ríu ra ríu rít hỏi mặt màn sự tình, đợi cho giờ lành đã đến, đám người chuẩn bị mở cửa đón khách, liền gặp một đám tiểu thư bọn nha hoàng nhao nhao tuôn ra đi vào. Ngọc Nương cùng cố tâm nguyệt thấy thế, đáy mắt đều là sáng lóng lánh, bởi vì cửa hàng chỉ đối với nữ nhân mở ra, cửa hàng bên trong thuê cũng đều là trẻ tuổi nữ tử hoặc là phụ nhân, nam nhân là tiếng cũng vào không được, cho nên mới nơi này mua đồ tiểu thư bọn nha hoàng đều cảm thấy rất tự tại, hướng dẫn mua nhóm đều là cố tâm nguyệt sớm học bổ túc qua, đối nhân xử thế, giới thiệu sản phẩm cũng đều mọi thứ tinh thông, gây dựng ngày đầu tiên, từ thị cùng Tống Thanh Hoang cũng đều tới hỗ trợ. Cố Tâm Nguyệt đợi chút nữa phải chịu trách nhiệm giúp hộ khách tính tiền, Tống Thanh Hoang cùng Từ Thị thì là ở một bên hỗ trợ lấy hàng, đóng gói. Hôm nay đến không ít tiểu thư đều là trước đó thường xuyên trừ hỏa nồi cửa hàng bên trong thách quen. Cố Tâm Nguyệt mỉm cười cùng mọi người chào hỏi, rất nhanh, đã có người trước chọn tốt chuẩn bị tính tiền. Cố Tâm Nguyệt nhìn thấy mặt trước mua sắm giỏ bên trong tràn đầy mặt màng cùng thoải mái da nước, không khỏi cảm thán nói, nữ nhân mua sắm năng lực thật quá cường hãn, tính một cái, Cố Tâm Nguyệt ngẩng đầu cười nói, sẽ có hay không có chút nhiều rồi. Ngươi cầm những cái này mặt màng rất nhiều đều là thích hợp khác biệt gia chất, kỳ thật trước tiên có thể mua hai bình trở về dùng thử nhìn một chút, cốt lại tới mua cũng giống như vậy. Chương 284, ưu đại phiếu, ai ngờ khách nhân kia lại là cười khúc khích, cố nương tử, nào có người ngại sinh ý nhiều. Thực không dám giấu giếm, những vật này ta xác thực mua dự định đưa cho người khác nhau, mới nha hoàng của các ngươi đã giới thiệu nhiều kỹ càng, yên tâm, ta trước đó cũng dùng các ngươi tặng dùng thử trang, ta tin tưởng các ngươi cửa hàng, cố tâm nguyệt tán đồng nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, hết thảy 120 lượng, những cái này gia hộ phẩm nhào bột mì màng dùng đều là ngọc nương từ Điền Quốc mang tới phương tử, lại thêm dùng dược liệu cũng đều là thượng đẳng, thiên nhiên lại chân tài thực học, một bình bình thường bổ mặt nước màng giá bán 10 lượng bạc cũng không tính quá cao, gặp gỡ chặt chẽ chống nhíu giá tiền còn phải lại cao chút đối phương hoàn toàn chính xác cũng là lông mày không hề nhíu một lần, trực tiếp sản khoái để nha hoàng giao bạc, cố tâm nguyệt thu bạc, lại từ một bên cầm tấm thẻ đưa tới, mỗi lần mua đầy 100 lượng chúng ta là tặng kèm một tấm ưu đãi phiếu, đi đối diện nồi lẩu cửa hàng dùng cơm có thể đánh tám gãy, khách nhân kia tiếp nhận cố tâm nguyệt đưa tới tấm thẻ, hết sức tò mò lật qua lật lại nhìn một hồi, kinh hỉ nói, vừa vặn ta hôm nay muốn mua xong đồ vật đi đối diện nồi lẩu cửa hàng dùng cơm đâu, không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn thu hoạch, vậy liền tạ, nói xong, liền vô cùng cao hứng hướng đối diện cửa hàng đi, cái khác còn tại xoắn suýt chọn mua các cô nương nghe xong, đầy 100 lượng có thể đổi ưu đãi phiếu, không khỏi bắt đầu tính lên mình mua sắm giỏ bên trong giá tiền, nhìn xem có đủ hay không, không đủ liền lại nhiều mua mấy bình, dù sao mua về tặng người cũng là tốt, nhưng không phải mỗi người đều có thể như thế sản khoái, dù sao 100 lượng cũng không tính là nhỏ số lượng nhất là có ít người ngày thường đi ra ngoài cũng sẽ không mang nhiều bạc như vậy hoặc là ngân phiếu ở trên người, Cố Tâm Nguyệt thấy thế, lại nói, không sao, chúng ta ưu đãi phiếu có hai ngăn, đầy 50 lượng bạc là đưa một tấm chín gãy ưu đãi phiếu, mỗi đầy 100 lượng là đưa một tấm tám gãy ưu đãi phiếu, nếu như có tỉ muội là cùng đi, cũng có thể cùng một chỗ lẫn nhau liều đơn, đến lúc đó có thể cùng đi ăn lẩu nha. Nghe Cố Tâm Nguyệt như vậy giải thích, không ít người trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Nguyên bản còn muốn lấy mua không được 100 lượng cảm thấy đáng tiếc, những cái này lập tức cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, cho dù có cái chính gãy ưu đãi phiếu, cũng không tệ a. À. Hôm nay hẹn nhau cùng đi dạo phố ăn cơm bọn tỉ muội càng là cao hứng xấu, không nghĩ tới nơi này trưởng quỷ tốt như vậy nói chuyện, vậy mà chủ động để mọi người cùng nhau liều đơn nhất lên đi ăn lẩu, còn có thể đánh tám gãy, mặc dù dừng lại nồi lẩu cũng ăn không có bao nhiêu bạc, tám gãy đánh xuống cũng tỉnh không có bao nhiêu nhào bột mì màng giá tiền so ra kia thật là tiểu vu gặp đại vu, nhưng là thịt mũi cũng là thịt A, tặng không thật sự rất thơm. Tống Thanh Hoang cùng từ thị nhìn xem cố tâm nguyệt dâm ba câu liền đem một đám các tiểu thư dỗ đến vô cùng cao hứng, chẳng những sản khoái móc bạc mua nào như thế nhiều mỹ phẩm dưỡng da, còn thật vui vẻ đi đem đối diện nhà mình cửa hàng lại kéo một cuộc làm ăn, mặt này màng một mua liền hơi một tí 50 lượng, 100 lượng, kia ăn một bữa nồi lẩu mới mấy lượng bạc A, chẳng qua cùng là nữ nhân, từ thị cùng Tống Thanh Hoang cũng rất nhanh liền minh bạch trong này công công quấn quấn, đúng vậy a, à, nữ nhân vì đẹp kia là bao nhiêu bạc đều bỏ được hoa, đừng nói cái này mới lượng một bình mặt màng. nhìn xem kinh thành những cái này tiểu thư xuyên được mang phải, bên nào không phải đều muốn bó bạc lớn, huống hồ những vật này là thật dùng tốt, tất cả mọi người là dùng thử qua có hiệu quả mới hướng về phía đến, mặc dù ăn lẩu sức hấp dẫn cũng rất lớn, nhưng là cùng biến đẹp so ra, vẫn là muốn dựa vào sau đứng. Ngẫu nhiên vì dáng người, vì túi tiền, là có thể cắn răng không ăn, nhưng là bây giờ đều có đưa lên ưu đãi, không ăn không phải ngốc a. À. Chương 285, khách không mời mà đến, Tống Thanh Hoa nhìn xem chị dâu ở trước đám người chiếu lấp lánh dáng vẻ, lập tức cảm thấy hình tượng của nàng lại tại trong lòng mình bên trên một bậc thang, nhất là nhìn nàng tính lên sổ sách đến 10 phần lưu loát, nhớ lại sổ sách đến cũng là 10 phần đơn giản, chỉ ở sách bên trên vòng vòng vẽ tranh hai lần thuận tiện, không khỏi 10 phần ao ước. Cố Tâm Nguyệt gặp nàng nhìn chầm chầm vào mình sổ sách, không khỏi nghiêng đầu cười nói, nhỏ thanh hoang, có muốn hay không cùng chị dâu học ký sổ, dạng này về sau ngươi đến giúp chị dâu quản cửa hàng có được hay không? Tống thanh hoang sững sờ một cái chớp mắt, thấp giọng kinh ngạc nói, ta, ta có thể, đương nhiên rồi. Cái này rất đơn giản, ngươi nếu là muốn học, bao tại chị dâu trên thân. Cố Tâm Nguyệt sảng khoái nói, từ thị là biết chữ, Tống dập lại càng không cần phải nói, Tống Thanh Hoang khi còn bé liền đi theo bên cạnh bọn họ, chữ là có thế nhận bên trên không ít, nhưng là chị dâu vòng vòng vẽ tranh những cái này dường như quá mức thâm ảo, Tống Thanh Hoang lập tức cũng không dám khẳng định mình có thể hay không học được, mà lại như thế lớn cửa hàng, mỗi ngày doanh thu so nồi lẩu cửa hàng phải nhiều hơn, nàng cũng lo lắng vạn nhất mình làm không cẩn thận còn muốn cho cửa hàng mang đến đại phiền toái, không khỏi do dự lên, cố tâm nguyệt thấy thế, khích lệ nói, ta tin tưởng ngươi có thể, ngươi nhìn, Tam Thanh làm tốt như vậy tạm thời không nói, liền hoài cẩn cùng tử du đều sẽ cái này ký sổ biện pháp, chỉ cần nhớ kỹ chút số lượng ký hiệu liền có thể, đợi buổi tối ngươi tìm đến ta, ta dạy cho ngươi. Tống Thanh Hoa nghe xong, liền hoài cẩn cùng tử du đều sẽ những ký hiệu này, nàng như thế nào học không được, liền ngay cả bận biểu nhẹ gật đầu, tốt, ta hiện tại trước tiên ở một bên nhìn xem, đợi buổi tối trở về chị dâu sẽ dạy ta, tốt, mấy người một bên vội vàng, một bên chào hỏi khách khứa một chuyện lục buổi sáng cứ như vậy đi qua lầu hai mặc dù tương đối quản cô ẻ chút nhưng là ngọc nương cho tới trưa cũng không có nhàn rỗi vì không để hộ khách đợi uổng công quá lâu cố tâm nguyệt buổi sáng chỉ giúp nàng hẹn năm cái bệnh nhân phân biệt tại khác biệt trong phòng chờ lấy ngọc nương lần lượt xem hết bệnh từng cái kỹ càng cùng các bệnh nhân nói bệnh tình cùng biện pháp trị liệu đã có sẵn đối chứng dược hoàng cùng dược thiện liền chỉ cần ăn những cái này thuận tiện không có cũng không quan hệ ngọc nương vừa cẩn thận đối chứng một lần nữa hốt thuốc cần châm cứu châm cứu ngải cứu ngải cứu mát xa xoa bóp cũng may trừ châm cứu cần nàng tự mình động thủ còn lại chỉ cần huấn luyện bọn nha hoàng bên trên liền có thể đang lúc lầu trên lầu dưới đều đâu vào đấy tiếp đãi khách nhân cửa hàng đột nhiên đến một vị khách không mời mà đến từ thị nhìn thấy mới vừa vào cửa từ uyển ngưng không khỏi trên mặt cười nở hoa vừa định đi qua liền trông thấy đằng sau theo vào đến hầu phu nhân không nghĩ tới lần trước huyên náo như vậy không thoải mái, nàng lại còn sẽ cùng theo tới, không phải nói lo lắng cho mình bên ngoài xuất đầu lộ diện phá hư sẽ hầu phủ thanh danh sao. Bây giờ mình tại cái này làm lấy sinh ý, nàng làm sao còn đặc biệt chạy tới, không phải tự tìm phiền phức sao, từ thị không khỏi có chút nhăn đầu lông mày, thực sự không biết nàng hôm nay tới là muốn làm gì, từ uyển ngưng thấy cô mẫu không quá vui lòng bộ dáng, có chút lúng túng đi lên trước, thấp giọng nói, cô mẫu, Mẫu thân nghe nói các ngươi mở mới cửa hàng, liền dẫn ta tới xem một chút. Nguyên bản Từ Viễn Ngưng hôm nay dự định đi ra ngoài tới xem một chút cô mẫu, ai biết nàng Mẫu thân cũng đột nhiên tâm huyết dân trào muốn theo tới nhìn xem. Nói là nhìn xem, Từ Viễn Ngưng trong lòng rõ ràng kỳ thật còn không phải bởi vì tống dập trước đó vài ngày cao trung hội nguyên tin tức truyền ra rồi, chỉ cần trúng thi hội tiếp xuống thi đình bất luận thành tích như thế nào đều sẽ trở thành tiến sĩ, huống chi tống dập phải thứ nhất kia thi đình là rất có thể tiến sĩ cập đệ, chương 286, không chào đón, mấy ngày nay, phụ thân cùng mẫu thân tại phủ thượng thời điểm, nói gần nói xa không ít nâng lên chuyện này, nguyên bản trước đó không để cho mình chạy loạn tới, bây giờ ngược lại là trái lại khuyên nàng không bận rộn đi bồi bồi cô mẫu, từ viễn ngưng vừa nghĩ tới bọn hắn thái độ chuyển biến nhanh như vậy, không khỏi thay bọn hắn cảm thấy e lệ, vì không muốn làm hai người công cụ, nàng gần đây một mực đóng cửa không ra vốn cho là phụ thân mẫu thân biết thái độ của nàng về sau sẽ hơi có chút thu liễm ai biết hôm nay vừa nghe nói mình muốn ra cửa liền thẳng tắp cùng theo đến từ uyển ngưng không tiện cự tuyệt liền đành phải mang theo mẫu thân đi nồi lẩu cửa hàng ai biết vừa đi tới cửa mới nghe chúng nhân nói cố gia tại đối diện mở một gian cửa hàng chuyên môn bán nữ nhân dùng bảo dưỡng đồ vật từ phu nhân nghe xong lập tức cũng động tâm tư âm thầm sợ hải thang nói hôm nay chuyến này xem như không uổng công cho dù không gặp được tống dập, cũng có thể đi đối diện cửa hàng cũng có thể thu lấy được một phen, mà lại đã sớm nghe bọn tỉ muội nói nồi lẩu cửa hàng món ăn khẩu vị quả thật không tệ, hôm nay cũng coi là có có lộc ăn, từ thị thấy từ viễn ngưng tiến lên tìm mình, biết nha đầu này cũng là bị ép buộc, liền vội vàng kéo nàng tay, ôm nhu cười nói, rất lâu không gặp, viễn ngưng lại xinh đẹp, ngươi hôm nay tới trùng hợp, một hồi để ngươi thanh hoang biểu tỷ mang theo ngươi bốn phía đi dạo, nhìn xem có hay không thích liền lấy chút trở về dùng. Từ phu nhân thấy từ thị chủ động mở miệng, liền đi theo cười nói, vậy làm sao có ý tốt đâu. Nguyên bản chúng ta cũng là nghĩ ra tới tùy tiện ngao du, ai biết vừa rồi tại cổng nghe nói các ngươi hôm nay mới cửa hàng gầy dựng, liền nghĩ lấy tới xem một chút, chưa kịp chuẩn bị hạ lễ, muội muội đừng nên trách, từ thị kéo ra khóe miệng, cười nhạt nói, sẽ không, hầu phu nhân suy nghĩ nhiều. Từ phu nhân trang không nghe thấy trong miệng nàng xa lánh, chủ động tiến lên lôi kéo từ thị tay, muội muội thân thể này ta nhìn thật là tốt đẹp, quả nhiên người gặp việc vui tinh thần thoải mái, xem ra muội phu cùng hài tử môn với ngươi chăm sóc nhiều tốt, dạng này ta cũng yên lòng, lão hầu gia lão phu nhân gần đây thường xuyên nhắc tới ngươi đây, muội muội cũng nên tìm thời gian thường trở về nhìn xem mới là, từ thị gặp nàng mở miệng một tiếng muội muội, làm cho mười phần thân thiết nơi nào vẫn là trước đó bộ kia ra cửa liền không còn nhận nhau dáng vẻ. Sau đó liên tưởng đến tống dập bên trong hội nguyên sự tình, không khỏi ý cười lạnh mấy phần, mấy ngày nay rất bận, chờ cửa hàng hơi ổn định lại, ta sẽ dành thời gian trở về. Từ phu nhân gặp nàng không muốn cùng mình nhiều lời, liền cười xấu hổ nói, vậy thì tốt, muội muội ngươi trước bận biệu, ta mang theo uyển ngưng trước bốn phía nhìn xem. Tống Thanh Hoang chỉ đem lấy hai người ở phía dưới giới thiệu sơ lược dưới, liền lấy cớ muốn trở về giúp cố tâm nguyệt liền lưu lại cái hướng dẫn mua bồi tiếp các nàng từ phu nhân đông nhìn xem tay nhìn sang nhìn thấy hướng dẫn mua giới thiệu mặt màng từng cái đều mười phần hiếm có liền để hướng dẫn mua mỗi dạng đều cầm mấy bình ra tới từ viễn ngưng gặp nàng cầm nhiều như vậy không khỏi bắt đầu nôn nóng thấp giọng nói mẫu thân ngươi cầm nhiều như vậy mặt màng làm gì từ thị đắc ý nói ta cảm thấy đều rất tốt liền lấy thêm chút dù sao đều là chút tiện nghi đồ chơi nhỏ lấy về đưa cho ta những tỷ muội kia cũng là không sai, tiện nghi. Từ Uyển ngưng nhăn đầu lông mày nói, mẫu thân, ngươi nhìn tấm bản này bên trên, mỗi cái đều viết giá tiền, ngươi cầm nhiều như vậy cộng lại đoán chừng cũng phải hơn 200 lượng bạc, từ thị có chút giật mình, giống như là không nghĩ tới những cái này bình bình lọ lọ lại muốn nhiều bạc như vậy, chẳng qua nghĩ đến đây là nhà mình muội muội mở cửa hàng, liền nhiều hơn mấy phần lực lượng, thấp giọng cười nói, mới ngươi cô mẫu không phải đã nói rồi sao? để ngươi xem một chút thích lấy thêm mấy thứ, cũng sẽ không quản ngươi muốn bạc, cầm mấy bình sợ cái gì, chương 287, mẫu nữ cãi lộn, nghe vậy, từ uyển ngưng không khỏi khiếp sợ nhìn về phía mẫu thân, phản phất trước mặt là một cái người hoàn toàn xa lạ, mặc dù nàng biết mình mẫu thân ngày bình thường kêu căng quen, nhưng là tối thiểu nhất tự tôn cùng ngạo khí vẫn phải có, vừa kéo qua hầu phủ quyền lực tài chính không mấy năm, vậy mà trở nên không chịu được như thế. Từ Uyển Ngưng lông mày nhíu chặt, từ trong hàm răng gạt ra cuối cùng một tia lý trí, mẫu thân, loại sự tình này ta làm không được, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi từ phu nhân không nghĩ tới mình nữ như vậy mà lại trước mặt mọi người cùng mình bày lên sắc mặt, không khỏi trên mặt lạnh lẽo, mấy năm này ngươi cô mẫu tại phủ thượng ăn uống chùa nhiều năm như vậy, ta lấy chút đồ vật làm một chút nhân tình làm sao rồi, mẫu thân, ngươi đừng quên, cô mẫu nàng cũng họ từ, đó cũng là nhà của nàng, ngươi càng đừng quên cô mẫu thế nhưng là một phân tiền đồ cưới cũng chưa từng từ hầu phủ cầm từ uyển ngưng đè nén lửa giận trong lòng nói đến lời nói lòng ngực trung dữ dội hơn từ phu nhân hừ lạnh một tiếng ai bảo nàng năm đó bị người ta lừa gạt đến thâm sơn trong khe đi lại mình lén lút gả cho người không có đồ cưới cũng là tự tìm nếu là năm đó nàng ở lại kinh thành lấy chồng nói không chính xác hầu phủ thật muốn móc sạch vốn liếng cho nàng đặt mua đồ cưới bây giờ lâu như vậy mới trở về Hầu phủ lại không cam lòng nhận tống chính quan, tự nhiên không nhắc lại đồ cưới sự tình, cho dù là sách, dù sao Hầu phủ bây giờ cứ như vậy, cũng không có khả năng lấy thêm ra cái gì đồ cưới ra tới, từ phu nhân không muốn làm chúng cùng nữ nhi nhau nhau, liền thấp giọng hừ cười nói: "Ngươi không quan tâm ta muốn, chính ta đi cùng ngươi cô mẫu nói, ta liền không tin, nàng sẽ mở miệng hỏi ta muốn bạc." Nói, liền sải bước đi quá khứ, Cố Tâm Nguyệt thấy xa xa từ phu nhân đi tới, liền thấp giọng hướng phía Tống Thanh Hoang nói câu gì. Tống Thanh Hoang lôi kéo từ thị nói, nương, này sẽ người không nhiều, chúng ta đi trước đối diện cửa hàng nhìn xem, cha ta cũng nên trở về, chúng ta về trước đi chuẩn bị cơm trưa, một hồi lại hô chị dâu cùng Ngọc Nương các nàng trở về ăn, từ thị nhẹ gật đầu, tốt, chẳng qua một hồi uyển ngưng các nàng, yên tâm, chị dâu tự có an bài, chúng ta trước đi qua chuẩn bị thuận tiện, cũng tốt, chờ từ phu nhân đi đến trước quầy lúc, nhìn chung quanh một lần, cũng không tìm được từ thị thân ảnh, không khỏi nhăn đầu lông mày, sau đó nhìn thấy trước mặt quen thuộc khuôn mặt, liền cười nói: "Tâm Nguyệt, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt." Cố Tâm Nguyệt nhàn nhạt gật đầu cười nói: "Đúng nha, không nghĩ tới hầu phu nhân hôm nay cũng tới chiếu cố chúng ta sinh ý, chọn nhiều như vậy a, à, đa tạ đa tạ." Từ phu nhân trên mặt thần sắc đen đen, qua loa cười nói: "Mới ngươi bà bà nói, để Uyển Ngưng tăng cường thích chọn, nha đầu này chính là thích vật mới mẻ." thấy như vậy cũng tốt vậy cũng tốt liền không cẩn thận chọn nhiều như vậy cái này nên như thế nào có ý tốt từ phu nhân vừa dứt lời từ uyển ngưng liền từ sau lưng đi tới mẫu thân ta đột nhiên nhớ tới ta trước đó mua thật nhiều son phấn bột nước cũng còn vô dụng đây những cái này ta đều không nghĩ muốn ngươi liền lấy một bình chính ngươi giữ lại dùng cái khác ta đến trả về đi từ phu nhân dùng ánh mắt còn lại khoét nàng liếc mắt ngươi đứa nhỏ này nghĩ như thế nào mới ra là mới ra được rồi ngươi không nghĩ muốn, ta liền giữ lại tặng người đi. Tâm Nguyệt a, à, ngươi không biết, cái này nếu là muốn lại kinh thành lập được chân, cái này từ trên xuống dưới quan hệ cũng không phải phải được thường chuẩn bị nha. Cố Tâm Nguyệt 10 phần tán đồng nhẹ gật đầu, là cái này lý, cái này nhân tình thế sự là nên cẩn thận chuẩn bị, ta cảm thấy đưa những vật này cũng 10 phần phù hợp, mặc dù không phải rất quý giá, nhưng là tâm ý 10 phần a. Chương 288, tính toán thất bại, từ phu nhân gặp nàng mặt mũi tràn đầy đồng ý không khỏi đắc ý cười nói tâm nguyệt quả nhiên là cái quan tâm hài tử quan tâm cố tâm nguyệt lập tức phụ họa nói hầu phu nhân quá khen đã chúng ta đều là thân thích như vậy đi hai bình này tính là ta đưa cho phu nhân chỉ dùng chỉ cần đem còn lại kết bạc cho ta thuận tiện nghe vậy từ phu nhân nụ cười trên mặt thoáng chốc liền lạnh xuống một bộ không thể tin nhìn xem cố tâm nguyệt nhưng ai ngờ nàng lại một bộ cho bao lớn tiện nghi cho mình giống như còn thân hơn thích liền cái này liền đưa hai bình từ uyển ngưng vội vàng lên tiếng hỏi chị dâu cái này hai bình cũng cùng một chỗ tính các ngươi vừa gầy dựng chúng ta nơi nào có ý tốt đến chiếm tiện nghi ngươi giúp nhìn xem hết thảy bao nhiêu bạc cố tâm nguyệt tán thưởng nhìn nàng một cái ba ba treo lên bàn tính sau đó ngẩng đầu cười nói biểu muội không cần khách khí kia hai bình là ta tấm lòng thành các ngươi giữ lại dùng đi còn lại tổng cộng là hai trăm linh năm hai bỏ đi số lẻ cho ta hai trăm lượng tốt từ uyển ngưng vội vàng đẩy sững sờ từ phu nhân mẫu thân từ phu nhân âm thầm nắm chặt lại gấp nắm đấm cắn răng nói xuân đỏ cho bạc nói liền phải tức giận quay người đi ra ngoài cố tâm nguyệt vội vàng lên tiếng ngăn đón hầu phu nhân chờ một lát chúng ta cửa hàng mỗi tiêu phí đầy 100 lượng có thể đưa một tấm đối diện nồi lẩu cửa hàng tám gãy ưu đãi phiếu người bên này tổng cộng là hai tấm ưu đãi phiếu ngươi nhìn nghe vậy từ phu nhân vừa khiếp sợ nhìn lại một bộ muốn đem cố tâm nguyệt ăn sống nuốt tươi dáng vẻ nàng cứ như vậy ngắn ngủi một hồi ngay tại nàng cửa hàng bên trong hoa 200 lượng mua một đống đồ vật lung tung ngổn ngang vốn là nghĩ đến không muốn bạc liền tùy tiện cầm sớm biết phải tốn như vậy bạc nàng cũng không phải phải thật tốt nghiên cứu một phen bây giờ cũng chỉ có đánh nát răng hướng trong bụng nuốt cứ như vậy nàng đi ăn bữa nồi lẩu còn muốn thu ngân tử gặp nàng một bộ bị sét đánh thần sắc cố tâm nguyệt sờ lấy nóng hổi 200 lượng quyết định thấy tốt thì lấy, cười hắc hắc nói, chúng ta là thân thích, ăn nồi lẩu làm sao có thể còn không biết xấu hổ tìm ngươi thu ngân tử đâu, chỉ đùa một chút a, à, viễn ngưng, ngươi địa phương quen, trực tiếp mang phu nhân đi lầu hai liền tốt, thanh hoang đoán chừng đã đang chờ ngươi nhóm, từ phu nhân lẩm bẩm một tiếng, vất tay áo đi ra ngoài. Từ Uyển Ngưng cũng nện bước bước chân nặng nề đi tới, đáy lòng một trăm cái hối hận hôm nay mang mẫu thân tới, hai người vừa tới nồi lẩu cửa hàng, hầu phu nhân sắc mặt vẫn là xanh xám, cố tam thanh vừa nghĩ đến thân hỏi thăm, liền trông thấy ngay sau đó đi tới từ uyển ngưng, gặp nàng một bộ không hăng hái lắm dáng vẻ, dường như tại cùng phía trước phu nhân hờn dỗi, liền không nói thêm lời, chỉ là để gã sai vặt dẫn hai người đi trên lầu trước đó chuẩn bị kỹ càng nhã gian, nguyên bản từ uyển ngưng sớm đã không có ăn hào hứng, coi là nhìn thấy cố tam thanh sẽ nhiều ít bị hắn quở trách một phen. Vốn nghĩ hôm nay không tâm tư cùng hắn đấu võ mồm, nếu là hắn muốn chế nhạo mình, liền do hắn chế nhạo tốt, không nghĩ tới nam nhân này hôm nay cũng chỉ là nhìn mình liếc mắt, vậy mà không nói gì, chờ Cố Tâm Nguyệt đi vào cửa hàng, Cố Tam Thanh vội vàng đứng dậy, chỉ chỉ trên lầu, hôm nay là tình huống như thế nào? Cố Tâm Nguyệt liền thấp giọng cùng hắn nói cái mới phát sinh đại khái, Cố Tam Thanh cười hắc hắc nói, đáng đời. Lại có người dám đem chủ ý đánh tới muội tử ta trên thân, muội tử ta là ai? Bạc của nàng có thể là dễ bị lừa đây không phải tự tìm nha, chật chật, không nghĩ tới một cái đường đường hầu phu nhân, vậy mà cũng sẽ học người nghèo tới cửa làm tiền. Cố Tâm Nguyệt cười lườm hắn một cái, thấp giọng nói, lời này ngươi cũng không nên ngay trước biển ngưng mặt nhất lên, nàng cũng là bị buộc lấy cùng đi, mới may mắn sự kiên trì của nàng, ta khả năng thống khoái như vậy thu ngân tử. Cô nương kia hôm nay đoán chừng bị mẹ nàng bức điên, ngươi thiếu xính miệng lưỡi nhanh chóng đi chế nhạo nàng. Chương 289, Cố Tam Thanh Dị Thường Cố Tam Thanh giật mình một cái chớp mắt, sau đó xùy tiếng nói, ta nào có ngươi nói nông cạn như vậy. Biết, hôm nay chắc chắn sẽ không tìm nàng không thoải mái, Cố Tâm Nguyệt gặp hắn sắc mặt thản nhiên, không như có giả, liền yên lòng đi trên lầu nhã gian. Trên lầu, Từ Thị mang theo Tống Thanh Hoang cùng Cố Tâm Nguyệt bồi tiếp hai người ăn một hồi. Từ Thị liền kiếm cớ nói đối diện cửa hàng bận không qua nổi, liền để Cố Tâm Nguyệt mang theo Tống Thanh Hoang đi trước bận biệu, tự mình một người lưu lại bồi tiếp hai người. Cố Tâm Nguyệt cùng Tống Thanh Hoang ra cửa, đều là thở dài ra một hơi. Tống Thanh Hoang vỗ nhẹ bộ ngực, thấp giọng nói, còn tốt nương nàng biết hai chúng ta không nguyện ý trên lầu đợi, là cố ý thay hai ta kiếm cớ ra tới đâu, ngươi xem một chút kia hầu phu nhân sắc mặt, làm cho giống như là ai đoạt bạc của nàng giống như. Cố Tâm Nguyệt nghe xong Tống Thanh Hoang bực tức, phúc thử bật cười, sau đó liền đem sau khi hai người đi, cửa hàng bên trong chuyện phát sinh cùng Tống Thanh Hoang nói ra. Tống Thanh Hoang nghe xong cũng lạc lạc cười trộn lên, trách không được, ta nói nàng làm sao sắc mặt khó coi như vậy, hóa ra là tiện nghi không có chiếm được, còn hoa 200 lượng bạc, cũng không phải, vất vả bà mẫu một người ứng phó nàng. Cố Tâm Nguyệt lôi kéo Tống Thanh Hoang đi xuống lầu, xoay người đi bếp sau, Thanh Hoang, ngươi vừa rồi cũng chưa ăn no đi, đi, chúng ta về phía sau trù lại làm quả ướp lạnh cùng bánh gato ăn một chút, một hồi lại đóng gói chút cho Ngọc Nương các nàng đưa đi. Hai người ở phía sau trù trong phòng kế nhanh nhẹn tẩy chút hoa quả, Cố Tâm Nguyệt lại từ không gian cầm khối lớn bánh gato đang chuẩn bị chia mấy khối nhỏ. Hai người chính vui cười ở giữa, Cố Tam Thanh sải bước đi vào, "Muội tử, ngươi cái này tại làm bánh gato a?" À? "Đúng vậy a, à? hai chúng ta chưa ăn no, ăn thêm chút nữa hoa quả bánh gato." "Đúng, Ngọc Nương bên kia đồ ăn đều đưa qua sao?" "Đưa, đã sớm đưa qua, đoán chừng này sẽ đều muốn ăn xong, vậy thì tốt." Một hồi vừa vặn đưa chút hoa quả bánh gato để các nàng cũng nếm thử, hôm nay tất cả mọi người quá mệt mỏi. Đúng đúng, muội tử, ngươi khối này bánh gato không đủ đi, ngươi nơi đó còn có khác khẩu vị sao? Còn có ô mai cái gì, lấy thêm điểm ra đến chứ sao? Cố Tâm Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cố Tam Thanh, Tam ca, phía trước không có khách nhân rồi, cái này người làm sao hôm nay kỳ quái như thế, đến bếp sau cùng nàng nói chuyện phím nửa ngày bình thường cái này người đối với mấy cái này bánh ga tô hoa quả cái gì hoàn toàn không có hứng thú làm sao hôm nay vẫn đang ngó chừng nàng làm cố tâm nguyệt không nghĩ nhiều thuận miệng hỏi một câu làm sao ngươi bây giờ cũng muốn nếm thử cố tam thanh bị hỏi khẽ giật mình sau đó sờ sờ cái ót ngượng ngùng nói đúng vậy a à, bây giờ trời nóng ăn không ngon muốn ăn điểm lạnh cố tâm nguyệt nhìn một chút khí trời bên ngoài mùa xuân ba tháng chính là thoải mái mùa làm sao liền nóng rồi ta còn tưởng rằng ngươi không thích ăn, liền không chuẩn bị ngươi kia phần, đã tam ca muốn ăn, liền đến cùng một chỗ ăn chứ sao, không cần, ta tùy tiện cầm mấy thứ đến phía trước ăn, một hồi khách tới người nên, nói, cố tam thanh vội vàng cầm hai cái đĩa, chia nhau tiến lên trang một bàn hoa quả, một bàn bánh gato, tô, liền vội vàng đi ra ngoài, cố tâm nguyệt cùng tống thanh hoang đều là không hiểu ra sao địa tướng xem liếc mắt, tống thanh hoang một mặt cười xấu xa nói, chị dâu, Ngươi có hay không cảm thấy tam ca hắn hôm nay là lạ, cố tâm nguyệt nghĩ một cái chớp mắt, liền gật đầu, là rất kỳ quái, bình thường nhất không thích ăn đồ ngọt, buộc hắn ăn cùng đòi mạng hắn đồng dạng, còn nói chỉ có nữ nhân mới thích ăn những thứ này. Tống Thanh Hoang cũng hung tợn nhẹ gật đầu, cho nên, hắn sẽ không là vì đưa cho khác cô nương A, chương 290, vây xem, cố tâm nguyệt đáy mắt xẹt qua vẻ hưng phấn, thấp giọng cười nói, vậy chúng ta đợi một hồi lại đi qua, nhìn xem tam ca cái này đến cùng là đưa cho cô nương nào, từng ân, trên lầu từ thị cũng không có bị tội quá lâu, từ uyển ngưng vốn là mười phần thích ăn nồi lẩu, nhưng là mới vừa rồi bị mẫu thân tức giận đến không nhẹ, này sẽ là một điểm muốn ăn cũng không có, chờ cố tâm nguyệt cùng tống thanh hoang hai người vừa đi, nàng liền cũng buông đũa xuống, từ thị cũng không tâm tình cùng nàng chị dâu cùng một chỗ dùng cơm, cho nên cũng gần như đồng thời liền ngừng đũa. Hậu phu nhân lần thứ nhất ăn lẩu, ngược lại là cảm thấy mọi thứ đều rất mới lạ, nguyên bản mới tại đối diện bị tức phải không nhẹ, nghĩ đến thừa dịp lúc ăn cơm, thật tốt lựa chọn mau bệnh, xuất ngụm ác khí, ai biết khẽ động đũa, mỗi dạng hương vị đều rất không tệ, ăn đến nàng là căn bản không dừng được, nhưng ngày bình thường ăn cơm chậm rãi quen thuộc, bên ngoài càng là muốn duy trì đại gia khuê tú phong độ, cho nên nàng ăn đến cực chậm, chờ cố tâm nguyệt cùng Tống Thanh Hoang hai người đều thời điểm ra đi, nàng vừa mới dần vào giai cảnh. Đã nhìn thấy đối diện muội tử cùng nữ nhi đều ngừng lại, chỉ nhàn nhạt nhìn xem nàng một người ăn, hầu phu nhân nơi nào có ý tốt tự mình một người tiếp tục ăn xuống dưới, truyền đi đoán chừng đều muốn nói nàng một cái đường đường hầu phu nhân tướng ăn khó coi. Thế là, mặc dù không bỏ được, không thể không ngừng lại trong tay đũa, Từ Uyển Ngưng đã sớm muốn trở về, gặp nàng không còn ăn, liền ngay cả vội vàng đứng dậy, mẫu thân, chúng ta ra tới đã rất lâu, vẫn là sớm đi trở về đi vạn nhất phụ thân tìm ngươi có việc đâu từ phu nhân nhìn thoáng qua đầy bàn đồ ăn kéo ra cứng đờ khóe miệng đứng dậy thở phì phò đi xuống lầu từ uyển ngưng chậm một bước kéo từ thị đi ở phía sau cô mẫu hôm nay cho các ngươi thêm phiền phức mẫu thân của ta nàng nàng từ khi nghe nói biểu ca trúng thi hội thái độ trở nên rất không giống ngươi tâm lý có cái chuẩn bị vạn nhất nếu là ta phụ thân đến tìm ngươi cái này từ thị vỗ nhẹ nàng tay ra hiệu nàng không cần lo lắng coi như phụ thân ngươi tới tìm ta, ta vẫn là câu nói kia, có thể giúp ta giúp, không thể làm sự tình ta cũng tuyệt đối sẽ không làm, huống chi tống dập sự tình ta quyết định sẽ không nhúng tay, được rồi, đây đều là đại nhân sự việc, ngươi chớ cùng lấy nhọc lòng, từ uyển ngưng nhẹ gật đầu, khi cô mẫu ta liền đi về trước, ngươi dừng bước đi, tốt, vậy ta sẽ không tiễn. Từ thị nhìn xem hầu phu nhân giận đùng đùng lên xe ngựa, cũng lười đi đưa nàng, liền dứt khoát về phòng bếp, vừa vào cửa, liền trông thấy cố tâm nguyệt cùng tống thanh hoang hai người lén lén lúc lúc ghé vào cạnh cửa đang trộn nhìn cái gì nàng chưa kịp mở miệng tống thanh hoang vội vàng kéo qua nàng mẹ ngươi trước đừng lên tiếng ngươi mau nhìn từ thị thuận tống thanh hoang chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy từ uyển ngưng đi ngang qua quầy hàng thời điểm thoáng thả chậm bước chân vốn là muốn cùng cố tam thanh chào hỏi nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là như vậy được rồi cố tam thanh gặp nàng nguyên bản ngừng lại lại đột nhiên đi ra Liền ngay cả vội mở miệng nói, chờ một chút, Từ Uyển Ngưng kinh ngạc quay đầu, liền gặp hắn chỉ chỉ trên quầy đặt vào một cái tiểu xảo hộp cơm, không ngẩn đầu một chút, cái này ngươi mang đi. Từ Uyển Ngưng giật mình một cái chớp mắt, khó mà tin nổi nói, cho ta, hôm nay nam nhân này là thế nào rồi, chẳng những không có lên tiếng chế nhạo mình, còn đặc biệt chuẩn bị hộp cơm để cho mình mang đi, có hảo tâm như vậy, ừm, muội tử ta không phải buộc ta ăn, ta không muốn ăn, dứt khoát ngươi đem đi đi lần trước gặp ngươi không phải thật thích ăn sao. Cố Tam Thanh tiếp tục khuấy động lấy trong tay bàn tính, trầm giọng nói, chương 291, thi đình, từ uyển ngưng về hoàng hồn, rủ xuống lông mi thật dài, cực nhanh mang theo hộp cơm đi, vừa lên xe ngựa, hậu phu nhân liền thở phì phò liếc nàng một cái, sau đó xe ngựa liền bắt đầu chuyển động, từ uyển ngưng đem hộp cơm lặng lẽ đặt ở sau lưng, dùng thủy tụ che một cái, trong lòng lại là ngọc liệm, trốn ở phòng bếp vây xem ba người, gặp người đi, Cố Tam Thanh mới ôm lấy đầu, ra bên ngoài thất thần nhìn quanh một hồi, lại mất mắt thu hồi ánh mắt, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, không nghĩ tới ngày bình thường vừa thấy mặt liền dương cung bạc kiếm hai người, vậy mà cũng có như thế hài hòa một màn. Cố Tâm Nguyệt ba người lấy được trong tay hộp cơm, liền chuẩn bị trở về đối diện cửa hàng, đi ngang qua quầy hàng thời điểm, ba người trên mặt đều là ý tứ sâu xa nhìn một chút Cố Tam Thanh. Cố Tam Thanh bị ba người ánh mắt nhìn đến giật mình, vội vàng nói, từ đại nương, tiểu muội các ngươi phải đi về rồi. Cố Tâm Nguyệt giảo hoạt hướng hắn nhẹ gật đầu, ừm, trở về. Tam ca, hôm nay bánh ga tô cùng hoa quả ăn ngon à? à. Cố Tâm Thanh bị hỏi đến không hiểu ra sao, sau đó giống như là ý thức được cái gì, có chút ngượng ngùng gãi gãi cái óc. Ăn ngon, ăn ngon, tiểu muội làm có thế ăn không ngon sao? Hắc hắc, ba người che miệng cười ra cửa. Lại qua hai ngày, liền đến tống dập tham gia chung cực cuộc thi thi đình ngày này thi đình là từ hoàng đế tự mình chủ trì trường thi thiết lập tại thái hòa điện tống dập trước kia liền tiến cung từ hắn sau khi đi người cả nhà đều đi theo nơm nớp lo sợ cả ngày lẽ ra trước đó cũng trải qua to to nhỏ nhỏ mấy trận cuộc thi nhưng là đây là trọng yếu nhất một lần hơn nữa còn là thiên tử tự mình chủ trì đám người không khỏi đi theo mướt mồ hôi bọn hắn không phải không tin tống dập tài hoa mà là tống dập là lần đầu tiên tiến cung cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn từ thị nhất là khẩn trương đến lợi hại, nhiều lần lôi kéo Cố Tâm Nguyệt tay, lẩm bẩm nói, cũng không biết A Dập thi xong không, Cố Tâm Nguyệt nhìn một chút sắc trời bên ngoài, thấp giọng trấn an nói, cũng nhanh, nhị ca đã đi bên ngoài cửa cung chờ lấy, nói không chừng một hồi liền trở lại, vừa dứt lời, đã nhìn thấy một vòng thân ảnh quen thuộc đi đến, Cố Tâm Nguyệt nhìn thấy người tới chính là Tống Dập, trên mặt lập tức nụ cười tràn ra, hướng hắn hô câu, A Dập, ngươi trở về rồi. Tống dập nhìn thấy cố tâm nguyệt trên mặt chờ mong, kìm lòng không đặng ngoát ngoát môi, ừm, thi xong, chẳng qua một lát, trên mặt lại hiển hiện một tia do dự, dường như có lời gì muốn nói. Cố tâm nguyệt đáy lòng lột bột một tiếng, không phải là thi rớt rồi, từ thị cùng những người khác nhìn xem tống dập hơi có vẻ dáng vẻ mệt mỏi, cũng không hiểu trồi lên một vòng dự cảm không tốt. Từ thị đứng dậy giữ chặt tống dập tay, trấn an nói, a dập, kiểm tra không tốt cũng không quan hệ, trái phải đều kết thúc trước nghỉ ngơi một chút hứa thị mấy người cũng lập tức vây tới đi theo khuyên nhủ đúng vậy a à, thi xong cũng không cần nghỉ dù sao bất kể nói thế nào cũng là tiến sĩ đã rất tốt tống dập thấy mọi người đều là một mặt lo lắng mà nhìn mình lúc này mới ý thức được nguyên lai like đám người là hiểu lầm liền ngay cả vội mở miệng giải thích nói cuộc thi hẳn là không cái vấn đề lớn gì chẳng qua phải chờ tới hai ngày hậu truyện lưu đại điển bên trên khả năng tuyên bố kết quả đám người nghe xong lập tức nhẹ nhàng thở ra liền lại ngay sau đó nghe được hắn mở miệng nói hôm nay tại thái hòa điện bên trên cùng đi thiên tử có không ít vương tôn công tử nhưng là cũng không có nhìn thấy tiểu lục bóng dáng đám người nghe xong hóa ra là bởi vì cố tiểu lục sự tình mặc dù mọi người đều đầy cõi lòng chờ mong có thể nghe ngóng đến cố tiểu lục ở nơi nào nhưng là hoàng cung lớn như vậy thi đình chỉ có một ngày còn muốn chuyên tâm cuộc thi đám người nguyên bản không có ý định hôm nay sẽ có tin tức gì Chương 292, tiểu lục thân thế, cố lão đa liền mở miệng trấn an nói, không có việc gì, còn nhiều thời gian, về sau chúng ta ở kinh thành tóm lại có thể đánh tìm được tin tức, cố tâm nguyệt liên tục không ngừng gật đầu, đúng vậy a à, mà lại qua hai ngày không phải là muốn vào cung tham gia truyền lưu điển lễ, cho dù hai lần không thành, về sau nhập sĩ, chậm rãi đi tìm, nghe xong đám người nhao nhao khuyên, tống dập trên mặt vẻ mệt mỏi cũng lập tức biến mất hầu như không còn, được, lúc này đông cung. Lục viên đang có chút bệnh tật nằm tại trên giường, trong tay còn bưng lấy một quyển sách. Nguyên bản hôm nay hắn hẳn là muốn bồi cùng phụ hoàng cùng nhau tham gia thi đình chủ trì. Nhưng là vừa nghĩ tới dưỡng hôm nay cũng tới tham gia thi đình. Vạn nhất nếu là tại trên điện nhận ra hắn, lộ ra sơ hở gì coi như không tốt. Cho dù dưỡng người trầm ổn quen, chưa chừng vẫn là sẽ bị chuyện này cho chấn kinh đến. Nếu là ảnh hưởng hắn cuộc thi phát huy cũng là không tốt. Thế là, lục viên mới làm một màn như thế giả bệnh không có đi dù sao cũng không kém cái này một hai ngày đợi cho ân vinh yến kim bản một phát dựng thứ tự đã định hắn đến lúc đó liền cho hắn đến niềm vui bất ngờ cũng bớt đi để có tâm người sớm làm văn chương nghĩ đi nghĩ lại lục quyên trên tay sách liền quên lật vừa định đưa tay liền nghe ngoài cửa truyền đến thông báo hoàng thượng giá lâm lục quyên vội vàng ho khang vài tiếng đem sách ném ở một bên đang chuẩn bị đứng dậy hành lễ một đôi đại thủ liền rơi vào trên vai của hắn nguyên nhi đã thân thể khó chịu liền miễn lễ, nằm đi. Lục viên thẳng thẳng thân thể, mỉm cười nói, nhi thần cảm ơn phụ hoàng, phụ hoàng hôm nay làm sao tới rồi. Sùng cảnh đế gặp hắn một mặt mừng rỡ bộ dáng, trên mặt lâu dài quen có tàn khốc lập tức nhạt mấy phần, nghe nói ngươi hôm nay thân thể khó chịu, đặc biệt tới xem một chút, nhi thần đêm qua đọc sách nhất thời quên canh giờ, bất tri bất giác ngủ, lấy lạnh, chẳng qua hôm nay ăn hai bộ thuốc xuống dưới đã tốt. Lục viên cung kính nói, đêm qua là ai đang trực? chẳng lẽ ngươi ngủ cũng không biết mang xuống đánh ba mươi côn lục uyên vừa định cầu tình liền nghe được phụ hoàng trầm giọng nói không cần cầu tình những người này cũng nên gõ một cái vâng lục uyên ngoan ngoãn thả tay xuống đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia ánh sáng dù sao đều là người kia xếp vào ở bên cạnh hắn người chịu bỗng nhiên đánh cho hắn xả giận cũng không tệ sùng cảnh đế dường như cũng ý thức điểm này có chút bất tự nhiên đánh giá mình cái này lưu lạc bên ngoài hơn một năm nhi tử luôn cảm thấy giữa hai người dường như so trước đó còn muốn xa lạ một chút nhưng là vừa nhìn thấy gò má của hắn cùng trong trí nhớ yên nhi vậy mà càng thêm giống nhau không khỏi đáy mắt nổi lên một vòng nhu tình yên nhi là hắn hoàng hậu cho dù qua đời mười mấy năm cũng vẫn là hắn bắt việt quốc duy nhất hoàng hậu năm đó yên nhi tuần tự vì hắn sinh hạ đại hoàng tử cùng đại công chúa tình cảm của hai người một mực rất tốt nhưng ai biết lại tại sinh hạ uy nhi sau đó không lâu liền rời hắn mà đi lúc ấy hắn một lòng xa vào tại đau mất yên nhi trong bi thương không cách nào tự kềm chế cho dù đằng sau bình phục về sau cũng y nguyên đối cái này yên nhi bỏ tính mạng thay hắn sinh ra tới nhi tử thân cận không dậy lại về sau hắn lập hắn cùng yên nhi đại nhi tử vì thái tử ai biết sau đó không lâu thái tử cũng rời hắn mà đi ngay sau đó các lộ đại thần lại bắt đầu khuyên hắn lập thái tử mới ngay lúc đó đại thần chia hai phái một đường chủ trương lập dung quý phi sở sinh nhị hoàng tử chỉ vì hắn là còn thừa hoàng tử bên trong niên kỷ lớn nhất lại dung quý phi sau lưng cho quốc công phủ ở kinh thành thế lực càng lúc càng lớn một phái khác thì là chủ trương lập lục uyên vì thái tử dù sao hắn là hoàng hậu sở sinh lại sau lưng còn có phủ tướng quân chỗ dựa các lộ đại thần tranh chấp không ngớt sùng cảnh đế đau thương quá độ vô tâm lập trữ thế là cái này sự tình liền gác lại ai ngờ lục uyên lại tại cùng đi xuôi nam thời điểm đột nhiên gặp gỡ cường đạo lật thuyền rơi vào trong nước sống chết không rõ, thẳng đến năm ngoái thu mới tìm trở về. Chương 293, Tiểu Lục Điều Kiện, Lục Uyên sau khi trở về, sùng cảnh đế như lần nữa lấy được chí bảo, vốn cho là Yên Nhi khẳng định ở trên trời trách cứ hắn, trách hắn không có chiếu kháng tốt Uyên Nhi. Bây giờ Lục Uyên vừa về đến, hắn liền quyết định, lập tức lập Uyên Nhi vì thái tử, trên triều đình hạ xôn xao một mảnh. Chủ trương lập nhị hoàng tử vì thái tử tấu chương vẫn như cũ như là bông tuyết nhao nhao không ngừng mà hướng hắn vọt tới mấy ngày nay hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút dao động nghe thấy lục uyên rất nhỏ tiếng ho khang sùng cảnh đế mới đột nhiên lấy lại tinh thần trông thấy lục uyên trên mặt mấy phần tái nhợt bật thốt lên ngươi làm sao như vậy gầy có phải là cung nội đồ ăn không hợp khẩu vị không bằng ngày mai từ ta kia đổi hai cái ngự trù tới lục uyên tự hồ là không ngờ đến hắn xảy ra bất ngờ tri kỷ vội vàng che đậy che đậy đáy mắt kinh ngạc kỳ thật hắn là trước kia tại cố gia ăn đến quá tốt mạnh mẽ trở về thật còn có chút ăn không quen, lại thêm một mực nhớ người cố gia, còn muốn cả ngày vội vàng ứng phó cung nội người và sự việc, căn bản không có tâm tư ăn cơm thật ngon. Lục biên trầm tư một chút, liền mở miệng nói, đa tạ phụ hoàng, không cần, nhi thần bên ngoài lưu lạc hơn một năm, ngay từ đầu là dựa vào tại trong núi lớn ném ăn ăn mới sống tiếp được, về sau đến dân chúng tầm thường nhà cũng ăn được say sưa ngon lành, làm sao lại ghét bỏ cung nội cơm ngon áo đẹp chỉ là nhi thần cảm thấy bên ngoài dù kiên trì đọc sách, nhưng vẫn như cũ rơi xuống không ít công khóa, cho nên mới nghĩ thừa dịp hiện tại thật tốt bổ sung đến, về sau nhi thần sẽ chú ý, quả nhiên, sùng cảnh đế nghe được lục viên nâng lên tại trong núi lớn sinh hoạt, không khỏi nhíu mày, trái tim cũng có chút bị đau, từ khi uyên nhi sau khi trở về, hắn vẫn nghĩ đền bù, nhưng cũng không có hỏi cái này mấy trăm cả ngày lẫn đêm hắn bên ngoài là như thế nào sống sót, chỉ biết hắn về sau là bị một nhà người bình thường cho thu lưu, nơi nào nghĩ lại qua hắn được cứu trước đó trôi qua là dạng gì sinh hoạt sùng cảnh đế lập tức sinh ra muốn bù đắp tâm tình mở miệng hỏi ngươi có cái gì tâm nguyện cứ việc cùng phụ hoàng nói lục uyên ép ép muốn nhét lên khóe miệng cung kính nói nhi thần nơi này thật có một sự kiện muốn trưng cầu phụ hoàng đồng ý ngươi nói sùng cảnh đế thản nhiên nói vốn cho là hắn nhanh như vậy liền đưa ra tất nhiên là phải vì mình mưu đồ thứ gì ai biết lục uyên lại đầy cõi lòng mong đợi nói hôm qua thi đình vừa kết thúc, Nhi thần muốn để phụ hoàng hỗ trợ nhìn xem, có hay không người thích hợp có thể tới Đông Cung dạy ta đọc sách, sùng cảnh đế dường như không có dự kiến đến hắn sẽ nói như vậy, không khỏi dương mắt nhìn lại, gặp hắn một bộ nghiêm túc lại chân thành bộ dáng, quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu, vì Nhi đây là vì sao? Cung nội không phải đã thu xếp ba quá tam thiếu tới, lục viên khẽ vuốt cầm, giải thích nói, hoàn toàn chính xác, cung nội thái phó thái sư đều rất học rộng tài cao, chỉ là đều ở lâu kinh thành viên nhi trước đó lưu lạc dân gian lúc mới phát giác được vẻn vẹn chỉ có những cái này còn chưa đủ chỉ có đến từ dân gian mới có thể dạy nhi thần biết bách tính nỗi khổ hiểu rõ bách tính chi buồn ngủ nếu là như có thể gặp được đến từ dân gian có tài chi sĩ nhi thần nguyện ý bái hắn làm thầy chỉ là việc này hơi có chút không hợp lễ pháp phụ hoàng nếu là cảm thấy không ổn lời còn chưa nói hết liền bị sùng cảnh đế cắt đứt viên nhi quả thật lớn lên đều biết thay bách tính suy xét không hổ là Trẫm lập hạ thái tử, việc này quyết định như vậy, phụ hoàng chắc chắn vì muốn tốt cho ngươi tiện đem giữ cửa ải, chỉ là, cho dù là Tân khoa trạng nguyên, biên nhi lúc này bái thái sư cũng có chút hơi sớm, hoàn toàn chính xác không được quy củ, không bằng liền nhập đông cung làm văn chức đi. Tạ à phụ hoàng, sùng cảnh đế dặn dò một phen, liền đứng dậy rời đi. Chương 294, Trúng trạng nguyên, sau khi trở về, sùng cảnh đế liền lập tức phân phó để người đưa tới hôm nay bài thi. Nguyên bản hôm nay bài thi là từ chấm bài thi quan toàn bộ duyệt xong, mỗi người muốn đang thử cuốn lên họa đại biểu thứ bậc các loại ký hiệu, mà trong đó vẽ vòng tròn thì đại biểu cho đẳng cấp cao nhất thứ, đợi cho ngày mai tuyển ra 10 cái vẽ vòng tròn nhiều nhất bài thi, mới có thể giao cho hoàng đế thẩm duyệt cũng tuyển ra ba hạng đầu, nhưng là không nghĩ tới sùng cảnh đế muốn vội vã như vậy, đám người cũng không dám chậm trễ, liền ngay cả bận biểu cẩn thận từng ly từng tí tuyển ra vòng vòng nhiều nhất 10 cái thừa dịp bóng đêm đưa đến ngự thư phòng sùng cảnh đế từng cái nhìn qua bài thi trước mặt chỉ gặp hắn sắc mặt nghiêm túc càng xem lông mày nhào phải càng chặt bỗng nhiên đang lúc hắn ngay sau đó lại lật qua một tờ bài thi chỉ nhìn mấy giây lát trước mắt liền đột nhiên sáng lên nhíu chặt lông mày cũng lập tức giãn ra chỉ gặp hắn càng ngày càng kích động đến cuối cùng bưng lấy bài thi tay cũng có chút run nhẹ nhẹ một bên đại thái giám lý công công ngay tại nghi hoặc thời điểm liền nghe được hắn truyền lệnh liền ngay cả bận biểu phân phó người thừa dịp bóng đêm ra đi. Ngày thứ hai, sùng cảnh đế vừa rời giường, thừa dịp thay quần áo công phu liền hỏi lên một bên Lý Công Công. Lý Công Công đêm qua đã sai người tiến đến nghe ngóng, vào hôm nay sáng sớm liền đã cầm tới vị kia lệnh hoàng đế mắt khác đối đại học sinh tư liệu. Sùng cảnh đế nhàn nhạt nghe Lý Công Công báo cáo, đang nghe đối phương đến từ Thanh Châu Phủ, xuất thân nông gia, trước đó, đã trúng liền hai nguyên, không khỏi nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Xuất thân bần hàng, đến từ nông gia, tham gia khoa khảo trước đó đã nếm cả thế gian gian khổ. Nhưng là vậy mà có thể viết ra bực này đại khí bàn bạc văn chương. Lại tại chữ của hắn bên trong giữa các hàng bên trong hoàn toàn không cảm giác được đối thế đạo oán trách cùng không phóng khoáng. Chữ lời để lộ ra một cổ cơ trí hòa thanh tĩnh. Dạng này người mặc dù xuất thân hàng môn, nhưng là tầm mắt cũng không chút nào thấp hơn kinh thành những cái kia tài tử. Thậm chí càng so với bọn hắn hơn nhìn càng thêm thấu triệt bên trên nhưng đền đáp quốc gia xã tắc hạ có thế yên ổn lê dân bách tính dạng này người không chỉ có là uy nhi muốn tìm người cũng là hắn muốn tìm người nghĩ đến bài thi bên trên chữ chữ châu ngọc hắn bây giờ suy nghĩ một chút thật là có chút nhiệt huyết sôi trào nghĩ tới tối hôm qua uy nhi lần thứ nhất hướng hắn đưa ra thỉnh cầu liền trong lòng hiểu rõ hai ngày sau thái hòa điện các vị tham gia thi đình cống sĩ nhóm không một người vắng mặt ba gõ chính bái về sau đều đợi tại dưới thềm cuối người nghe gọi tên Đầu tiên báo chính là thứ nhất Trạng Nguyên một, cũng chính là Tân khoa Trạng Nguyên, văn võ bá quan đều mong mỏi, đợi Tống dập danh tự từ trong điện truyền đến các ở giữa, lại từ gian phòng truyền đến dưới thềm, đám người không khỏi nhao nhao ao ước ké mắt, Tống dập đang nghe mình lúc chỉ là có chút ngơ ngác một chút, cũng không có quá mức kinh ngạc, đợi nghe được mình bị phong đến Đông cung làm Thái tử thiếu sư, buông xuống con ngươi lúc này mới lộ ra khó được kinh ngạc, dựa theo dĩ vãng, cho dù là Trạng Nguyên nhiều lắm là cũng là tiên tiến hàn lâm viện từ một lục phẩm tu soạn làm lên vì sao hắn lại bị lập tức phân đến đông cung mặc dù đông cung chức vị phần lớn hư danh lệch nhiều thực quyền ít nhưng thái tử thái sư dù sao cũng là nhị phẩm thoáng một cái hoàn toàn chính xác để ở đây đám học sinh đều mắc choáng váng hẳn là năm nay triều đình dự định đặc biệt trúng tuyển nào như thế vừa đến người phía sau có phải là cũng có thể dịch chuyển về phía trước một chuyển rồi nghi hoặc mới không có dâng lên bao lâu ngay sau đó liền bị tiếp xuống tuyên h ba ba đánh mặt. Nguyên lai chỉ có trạng Nguyên Lan một người tài có đại ngộ này, những người khác, vẫn như cũ như thường lệ, gọi tên kết thúc, đám người lần nữa ba gõ chính bái, cung tiễn hoàng đế hồi cung. Sau đó liền do trạng Nguyên Lan đem người vị tiến sĩ, cùng vương công bách quan theo bản mà ra, không bao lâu, trường an ngoài cửa, đại kim bản liền treo lên thật cao, chương 295, đánh ngựa dạo phố, không bao lâu, trường an ngoài cửa liền bị vây phải chật như nêm cuối đám người nhao nhao nghị luận cái này không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện tân khoa trạng nguyên dù sao kinh thành nổi tiếng làm cho ra danh tự tài tử hoàn toàn chính xác có mấy cái như vậy nhưng là có rất ít người nghe qua tống dập cái tên này bình thường lão bách tính càng là chỉ chú ý ai trúng trạng nguyên trước đó sẽ thử thời điểm căn bản không có người chú ý trên bản đều có ai đột nhiên nghe nói kinh thành có như thế số một ngư nhân đám người không khỏi bắt đầu nhao nhao nghe ngóng trạng nguyên lang bối cảnh ngay sau đó liền nghe có người tại truyền người này là trúng liền tam nguyên buổi diễn cuộc thi đều là thứ nhất cũng có người nói người này mặc dù xuất thân hàng môn vừa tới kinh thành người nhà lại tại kinh thành mở sản khoái hạ lửa nóng nhất nồi lẩu cửa hàng cùng dưỡng sinh cửa hàng lại có người nói người này là hầu phủ ngoại tôn đã từng tận mắt nhìn thấy hầu phu nhân đi đi qua thân thích đối mặt như thế một vị thân thế truyền kỳ trạng nguyên lan Tất cả mọi người không khỏi tò mò, đều nghĩ đến vây lên tiếng đến thấy phong thái, thấy trạng nguyên lan bắt đầu đánh ngựa dạo phố, đám người liền như ông vỡ tổ theo sát dũng mãnh lao tới chính dương ngoài cửa. Cách gần đó, cái này mới nhìn thấy trạng nguyên lang khuôn mặt, chỉ gặp hắn mặt như ngọc, mặt mày như vẽ, trên thân cắm hoa khoác lụa hồng, phản phất là từ họa bên trong đi xuống tiên nhân, đám người không khỏi lại bắt đầu liên tục sợ hãi thang, trời. Cho tới bây giờ chưa thấy qua tuấn tú như vậy trạng nguyên lang một chén trà cho ta vị này trạng nguyên lang tất cả tin tức nơi nào đến phải tuấn tú như vậy công tử thật đáng tiếc nghe nói giống như đã thành hôn đừng đề cập có được hay không cưới hài tử đều hai sách về sau kinh thành liền phải nhiều một vị nhân vật truyền kỳ các ngươi còn không biết đi cái này trạng nguyên lang thế nhưng là lập tức bị hoàng thượng tự mình phong làm thái tử thiếu sư thái tử đây không phải là năm ngoái mùa đông vừa lập tân thái tử chật chật còn trẻ như vậy liền phải đi làm thái tử lão sư, đám người một bên nghị luận ầm ĩ, vừa đi theo trạng nguyên lan lớn ngựa dạo phố, tràn diện kia mười phần náo nhiệt, có ít người nhìn thực sự gần không thân, liền dứt khoát từ bỏ, quay đầu đi cố thị nồi lẩu cửa hàng, lúc này nồi lẩu cửa hàng, cố tâm nguyệt bọn người đang bận thu thập, nguyên bản định sớm đi thu cửa hàng đi bên ngoài nhìn xem tin tức, ai biết phần phật một tiếng, cửa hàng lập tức tràn vào đến không ít gương mặt lạ. Cố Tâm Nguyệt bọn người vội vàng ra tới xem xét, liền nghe có ít người đã tại nhau nhau lớn tiếng la lên, ai là tống dập nương tử, cố tâm nguyệt không giải thích được nhìn xem hưng phấn đến có chút quá mức đám người, nghi hoặc mở miệng nói, ta là, xin hỏi các ngươi tìm ta có việc, không có việc gì, hắc hắc, không nhìn thấy trạng nguyên lang, liền nghĩ đến xem trạng nguyên lang nương tử dung mạo ra sao, chật chật, cái này trạng nguyên lang nương tử dáng dấp thật là xinh đẹp, Quả nhiên là cùng chúng ta những cái này phàm phu tục tử không giống, mũi là mũi, mắt là mắt xem xét chính là có phúc khí trách không được có thể làm trạng nguyên lan nương tử đâu đúng vậy a à, mới vừa rồi là ai ở nơi đó nói người ta là hương giả thôn phụ có bản lĩnh đứng ra sau một lần a à uy ta nhìn đều là một đám không ăn được nho thì nói nho xanh nghe vậy những người khác cũng đi theo cười vang lên vốn đang không hiểu ra sao cố tâm nguyệt đang nghe đám người nghị luận không khỏi hô hấp trì trệ tống dập quả nhiên là thi đậu trạng nguyên mặc dù sớm đã biết kịch bản nhưng là bỗng nhiên một chút nghe được cái này tin vui, vẫn không khỏi vạn phần kích động, Tống Thanh Hoang cùng Hứa thị mấy người cũng kích động khóc, Cố lão đa cao hứng cầm ba con trai tay, kích động nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 296, hầu gia đến nhà nịnh bợ, Cố Tâm Nguyệt lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng chạy tới gian sau, không bao lâu, liền xách mấy bao đường ra tới, đa tạ mọi người đến đây báo tin vui, chúng ta xin mọi người ăn kẹo mừng. Đám người nghe xong có đường ăn, ngượng ngùng reo hò nở nụ cười vốn chỉ là hiếu kỳ tới xem một chút không nghĩ tới đối phương còn cho kẹo mừng ăn còn cảm tạ bọn hắn báo tin vui nhìn xem người ta cái này trạng nguyên phu nhân khí độ chính là không giống đợi kẹo mừng chia xong ngoài cửa đột nhiên truyền đến càng náo nhiệt tiếng vang người cố gia vội vàng ra cửa liền thấy xa xa cưỡi ngựa cao to tống dập chính mang theo hoa hồng chậm rãi hướng bọn họ đi tới chỉ một thoáng cửa hàng cổng cũng bị vây chật như nêm cuối nhìn xem chầm chậm đạp mã đờ mờ đi tới một thân hồng y tống dập cố tâm nguyệt trong đầu lập tức nhảy ra câu kia tiên y nộ mã thời niên thiếu không phụ cảnh xuân tươi đẹp đi lại biết thật tốt tống dập trải qua ngàn buồn cuối cùng từ hàng môn nhảy lên trở thành kinh thành nhân vật phong vân đám người chỉ biết kinh thành đột nhiên xuất hiện như thế một vị tài hoa hơn người lại tuấn mỹ trạng nguyên lan, ai có thể nghĩ tới hai năm trước bọn hắn còn đang vì sống sót chạy nạn đến trong núi sâu đi đâu Lúc này Tống Dập trong đám người chiếu sáng rạng rỡ, phản phất tự mang quang hoàng, không ngớt bên cạnh trời chiều đều bị hạ thấp xuống, Cố Tâm Nguyệt nhất thời nhìn mê mắt, thậm chí cảm thấy phải có chút không biết người trước mắt, vị này thật là mỗi ngày cho nàng đổ nước rửa chân chăn ấm nam nhân sao? Ngay tại nàng chớp mắt thời điểm, Tống Dập đã tại Cố Tâm Nguyệt trước mặt dừng lại, chính thâm tình nhìn xem nàng, sau đó hướng nàng chậm rãi xòe bàn tay ra, Cố Tâm Nguyệt giật mình một cái chớp mắt, lập tức bản năng nắm tay thả đi lên. Tống Dập dùng sức kéo một phát, trực tiếp đem người ôm trên lưng ngựa, đặt ở trước người mình, "Phu nhân, theo ta cùng nhau về nhà được chứ?" Đám người thấy Trạng Nguyên lan trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó, không khỏi nhao nhao đi theo ồn ào. Cố Tâm Nguyệt nghe thấy đám người cười vang, không khỏi xấu hổ cúi đầu. Tống Dập từng cái bái biệt người Cố gia, liền dẫn Cố Tâm Nguyệt đi về nhà. Vừa tới cổng, liền thấy Tống chính quan cùng Từ thị mang theo hai đứa bé tại cửa ra vào nhìn quanh vừa thấy được tống dập mang theo cố tâm nguyệt cưỡi ngựa trở về, hai đứa bé lập tức hưng phấn chạy lên trước, cha, cha, người một nhà ôm nhau vào cửa, buổi chiều, cố gia trong viện, ngay tại vô cùng náo nhiệt thiết lập tiệc rượu, mặc dù chỉ mời tần tranh cùng ngô phi vũ chờ họ hàng gần người, còn có một số tống dập đồng môn chờ, nhưng cũng đầy đầy đương đương ngồi ba bàn, ngay tại chuẩn bị khai tiệc thời điểm hầu phủ hầu gia mang theo hầu phu nhân, cùng Nguyễn Ngưng cũng đặc biệt tới chút, không chỉ có mang rất nhiều hạ lễ vừa lên đến, liền bắt đầu đối tống dập tiến hành một phen không chút nào keo kiệt tán dương. Cùng trước đó tống dập tới cửa lúc phản phất hai bộ gương mặt, đã đến nhà chút, cũng không có đem người cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý, cố tam thanh đành phải đứng dậy, không hứng lắm thu xếp bát đũa, đem hầu gia thu xếp tại chủ trên bàn, hầu phu nhân cùng từ viễn ngưng là nữ quyến, thì để lại cho từ thị tiếp khách, ăn uống linh đình ở giữa, hầu gia lại bắt đầu một vòng mới thổi phòng, khen xong tống dập, liền lại bắt đầu khen mình nữ nhi như thế nào như thế nào mới tốt, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Cố Tam Thanh nghe được lỗ tai muốn lên kén, bất mãn hừ lạnh một tiếng, dương mắt liền trông thấy cách đó không xa trên một cái bàn. Mọi thứ tinh thông từ đại tiểu thư chính len lén ngắm lấy phía bên mình, cố tam thanh dường như không ngờ tới nàng sẽ nhìn chầm chầm mình nhìn, không được tự nhiên bỏ qua một bên mặt, vùi đầu uống lên rượu tới. Hôm nay nhân vật chính tống dập thì là không mặn không nhạt ứng phó, thỉnh thoảng liếc nhìn cố tâm nguyệt bên này hận không thể có thế sớm đi kết thúc yến hội, chương 297, ban thưởng, cho đến bóng đêm dần dần dày, yến hội mới chậm rãi tán đi. Cố tâm nguyệt một ngày này cũng mệt mỏi phải quá sức, nhưng đại khái là bởi vì hưng phấn, tuyệt không cảm thấy mệt mỏi, đợi nàng thật tốt ngâm cái tắm nước nóng, toàn thân mỏi mệt biến mất hơn phân nữa, lúc này mới chuẩn bị đứng dậy về phòng ngủ đi ngủ, vừa vào nhà, liền trông thấy tống dập đã nằm tại giường êm bên trên không nhúc nhích tí nào cố tâm nguyệt cho là hắn mới uống nhiều mấy chén đoán chừng là có chút say đang chuẩn bị gọi hắn dậy thay quần áo đi ngủ ai biết mới vừa đi tới trước mặt hắn liền bị hắn ngủ nhang cho kinh diễm đến tống dập rất ít mặt màu đỏ trừ lần trước bổ sung động phòng hoa chút lần kia còn lại chính là lần này mà lần này là ngự tứ màu đỏ cẩm bào càng nổi bật lên hắn khí phách phong hoa trông rất đẹp mắt cố tâm nguyệt một bên nhìn xem một bên yên lặng ở trong lòng phạm hoa si nhất thời không khỏi nhìn mắt trợn tròn quá khứ, đang lúc nàng rơi vào mơ hồ thời điểm, trên giường người chậm rãi đến câu, "A à, Nguyệt cảm thấy ta hôm nay đẹp mắt không?" Cố Tâm Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, "Đẹp mắt." kia phu nhân muốn hay không lại cách gần chút, nhìn cẩn thận chút. Tống Dập nói, chậm rãi mở ra hắn kia con ngươi đen nhánh, Cố Tâm Nguyệt vừa định lui lại, liền bị hắn đột nhiên bắt tới, nhất thời trọng tâm bất ổn, cả người liền cúi đi lên, Cố Tâm Nguyệt dùng tay chống đỡ chống đỡ đã tỉnh, liền đi tẩy tẩy thôi, hôm nay mệt mỏi một ngày, sớm nghỉ ngơi một chút, A Nguyệt không phải thích ta mặc áo bào đỏ sao? Để ngươi nhìn nhiều một hồi, một hồi lại tẩy. Tống dập hé miệng cười nói, lập tức liền đem vùi đầu tại cần cổ của nàng, nữ nhân vừa tắm rửa qua hương thơm sen lẫn một cổ nhiệt khí thẳng tắt hướng hắn trong lỗ mũi chui, để hắn mười phần trầm mê, đột nhiên có chút không nở buông ra, liền mặt dày nói, A Nguyệt, cái này hơn một tháng vì chuẩn bị thi đình, ngươi thế nhưng là đã thật lâu không có để ta cận thân hiện tại cuối cùng kết thúc có phải là nên đền bù đền bù ta hả cố tâm nguyệt gặp hắn giống như là cái muốn đường ăn hài tử không khỏi nhịn không được treo gẹo nói hôm nay mệt mỏi một ngày ngươi còn đi được hay không thử xem chẳng phải sẽ biết rồi nói liền đưa ra một cái tay giật ra mình một thân áo bào đỏ một canh giờ sau cố tâm nguyệt đã mồ hôi nhỏ dọc nằm ở trên giường âm thầm hối hận nói cái này tắm là bạch tẩy kiểu xìu khoát tay cầu xin tha thứ phục phục ai ngờ tống dập lại giống như đàn ông đói ăn không biết vị a à, nguyệt gần đây một mực chiếu cố ta cũng vất vả vì ta hy sinh quá nhiều về sau liền đổi ta tới chiếu cố ngươi đi cố tâm nguyệt mơ mơ màng màng ừ một tiếng chỉ nghe thấy hắn ngay sau đó nói không bằng hiện tại đổi ta cho phu nhân ban thưởng đi nói liền lại cúi người đi lên cố tâm nguyệt đáy mắt đã là đỏ thành một mảnh hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái ngày mai không có việc làm Ừm, triều đình cho ta thả ba ngày nghỉ, ba ngày sau lại đi nhậm chức, cho nên chúng ta có nhiều thời gian, không nóng nảy. Ngày thứ hai, cố tâm nguyệt mở mắt ra, bên ngoài đã là sáng rõ, lại xoay người nhìn về phía một bên, tống dập đã không tại. Cố tâm nguyệt vuốt vuốt mỏi như eo, liền đứng dậy đi gian phòng bắt đầu rửa mặt, chờ thu thập xong ra ngoài, đã nhìn thấy mọi người đã chuẩn bị bắt đầu ăn điểm tâm. Tống dập hướng nàng duỗi duỗi tay, hé miệng cười nói, A à, Nguyệt, ngươi lên rồi mau tới đây cùng nhau ăn cơm. Cố Tâm Nguyệt thừa dịp đám người không sẵn sàng, len lén trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó tại bên cạnh hắn ngồi xuống, tống dập che đậy che đậy đáy mắt ý cười, thanh âm trở nên như thường, vừa vặn ngươi đến, hôm qua nhiều người, còn chưa kịp cùng các ngươi thật tốt nói, chương 298, đi Đông Cung. Tống chính quan bọn người hôm qua trong bữa tiệc nghe nói tống dập được bổ nhiệm sự tình, nhưng là hôm qua nhiều người liền chưa kịp thật tốt hỏi, hiện tại nghe tống dập kiểu nói này, liền vội vàng hỏi nói đúng hôm qua nghe bọn hắn nói ngươi là muốn đi đông cung làm việc cái gì thái tử thiếu sư tống dập nhẹ gật đầu giải thích nói ừm hôm qua trong cung xác thực đã định ra đến ba ngày sau ta liền bắt đầu mỗi ngày đi đông cung đang trực cố lão đa cùng hứa thị bọn người đối triều đình chức quan kiến thức nửa vời càng không biết đây là làm gì chỉ là nhìn vẻ mặt của mọi người tự hồ có chút không thể tưởng tượng nổi tống chính quan lại cẩn thận cùng mấy người giải thích một trận Cố lão đa cùng Hứa thị nhìn nhau, a da, hóa ra là đi làm thái tử lão sư a. Vậy cái này quan chẳng phải là rất lớn, Tống Dập lắc đầu cười nói, không có tưởng tượng lợi hại như vậy, phía trên lợi hại hơn ta còn có thật nhiều vị, chẳng qua thái tử thái sư xem như chính nhị phẩm, đã coi như là đặc biệt thu nhận, chỉ là từ thị gặp hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, liền truy vấn, chỉ là cái gì? Chẳng lẽ có vấn đề gì, cái này sự tình hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Bắc Việt quốc khai triều đến nay chưa hề đi ra an bài như vậy, không biết là dụng ý gì. Tống chính quan mở miệng trước nói: Khi thái tử năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cố tiểu võ hiếu kỳ nói: Nghe nói là cùng ngươi không chênh lệch nhiều, cụ thể không biết. Nghe nói là năm ngoái mùa đông mới lập thái tử. Tống dập trầm giọng nói: Các ngươi không cần lo lắng, ta tạm thời chỉ là đi giáo thái tử công khóa, cái khác một mực không cần hỏi đến. Mấy người nhẹ gật đầu có lẽ chỉ là hoàng thượng cảm thấy ngươi tài hoa hơn người, vừa lúc thái tử cũng chính cần một vị phu tử đâu, đám người mặc dù ở trong lòng nổi lên nghi hoặc, nhưng là cũng không tốt nói thêm nữa, chỉ có thể chờ đợi tống dập nhập cung lại nói. Sau ba ngày, tống dập mặt trong cung đưa tới quan phục, sáng sớm liền đi đông cung, trong cung phái tiểu trương thái giám dẫn tống dập đi văn hoa điện, tinh tế giao phó một phen về sau, lại dặn dò tống dập trong điện chờ, lúc này mới rời đi, vừa chờ không bao lâu, Tống dập liền thấy xa xa một vòng trẻ tuổi thiếu niên bóng người, tại mọi người chen chúc hạ đi về phía bên này, thân ảnh càng ngày càng gần, càng ngày càng quen thuộc, bọn người đến ngoài điện, tống dập lúc này mới nhận ra người vậy mà là tiểu lục, mặc dù trong lòng vạn phần chấn động, nhưng vẫn như cũ nhanh chóng điều chỉnh trên mặt thần sắc, lập tức liền hướng phía người kia chắp tay hành lễ, lục Nguyên nhìn thấy mặt trước đã lâu thân nhân, đè lên đáy lòng tràn ra kích động, nhẹ nhàng nắng vuốt trên tay ban chỉ hướng phía tống dập thản nhiên nói, tống thiếu sư miễn lễ, lập tức lại để cho thái giám từng cái thay đám người làm giới thiệu sơ lược, mới đi theo lục viên sau lưng phần lớn cũng coi là tống dập đồng liêu, tống dập từng cái gật đầu gặp qua, chuyện hôm nay vụ tương đối đơn giản, chỉ cần trước quen thuộc hiểu rõ trước đó vài ngày thái tử công khóa, đợi cho giờ thân vừa đến, lục tục ngo ngoe có đồng liêu bắt đầu đi làm về xuất cung, tống dập chậm rãi từ từ lưu đến cuối cùng, đối xử mọi người đều đi được không sai biệt lắm, buổi sáng lĩnh hắn tiến đến tiểu trương công công lúc này mới đi tới, tống thiếu sư, thái tử phân phó cho ngươi đi một chuyến thư phòng, thái tử nói mới thiếu sư giảng được có nhiều chỗ không phải rất rõ ràng, nghĩ mời thiếu sư đi qua tường giải, tống dập khẽ vuốt cầm, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì kinh ngạc, tốt, mời công công dẫn đường, đợi tống dập tiến thư phòng, liền trông thấy lớn như vậy thư phòng, Tiểu lục đang ngồi ở thượng thủ bưng lấy một quyển sách nghiêm túc nhìn xem, thấy trương công công đem người lĩnh đến, lúc này mới có chút đem đầu từ trong sách lệch một góc ra tới, được rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi. Thái tử mời người thụ giáo thời điểm một mực không thích có hạ nhân ở bên hầu hạ, tiểu trương công công bọn người không thể nghi ngờ có hắn, liền đều lui ra ngoài, lập tức đóng lại cửa thư phòng, đợi hạ nhân toàn bộ sau khi đi, lục nguyên lúc này mới thả ra trong tay thư quyển, lộ ra một vòng giảo hoạt nụ cười, dượng, kinh hỉ hay không ý không ngoài ý muốn, chương 299, tiểu lục trưởng thành, Tống dập hôm nay cả ngày đều dưới đáy lòng âm thầm kinh ngạc tại cố tiểu lục trưởng thành cùng biến hóa, rõ ràng chỉ có 12-13 tuổi, lại phản phất lập tức biến thành đại nhân, này sẽ không có người ngoài tại, gặp hắn rốt cục buông xuống trói buộc, lộ ra giống như ngày thường nụ cười ngây ngô, tống dập đột nhiên cảm thấy, trước đó cái kia cố tiểu lục dường như trở về, không khỏi câu môi cười nói, hoàn toàn chính xác bị ngươi dọa lợi hại hai lần, trước đó ngươi đột nhiên bị người mang đi lần kia, còn có chính là hôm nay lần này nhớ tới trước đó đi không từ giả, lục viên bỗng nhiên có chút khó chịu, lúc trước ta đột nhiên bị người mang đi, gia gia nãi nãi bọn hắn đoán chừng đều bị dọa sợ đi, có một chút, ngươi đi về sau, chúng ta thăm dò được ngươi là hướng kinh thành đến, chúng ta liền lập tức tới kinh thành, cũng một mực đang tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại ở đây, trách không được một mực tìm hiểu không đến bất luận cái gì tin tức. Tống dập giải thích nói, lục nguyên không khỏi cười khổ nói, dựng có chỗ không biết. Năm đó hắn đi theo xuôi nam thời điểm, thảm tao gia nhân hãm hại bị rơi vào trong nước, may mắn phải cố gia người một nhà cứu giúp. Mới đầu, hắn cũng là vì bảo vệ mình mới không có lộ ra thân phận chân thật của mình. Tăng thêm lúc ấy hắn hồi kinh cũng là đường chết một đầu, lúc này mới quyết định tạm thời quên mất thân phận của mình, đi theo cố gia qua gia đình bình thường sinh hoạt. Về sau bên cạnh bên ngoài quân tình báo nguy, phụ hoàng lại từ một lần nữa phong hắn cửu cửu vì trấn Tây đại tướng quân tiến về bên cạnh bên ngoài ngăn địch, hắn ngoại gia Diệp gia một lần nữa bị ủy thác trách nhiệm, triều đình hai cổ thế lực lúc này mới thoáng cân bằng chút, hắn cửu cửu mới bí mật phái người đem hắn tiếp trở về, không khỏi phức tạp, lúc ấy mới trực tiếp đem người mang đi, cũng không để lại đầu mối gì. Tống dập nghe xong lục viên thổ lộ hết, không khỏi có chút nhíu mày, cái này kinh thành thời gian chắc hẳn không dễ chịu a. À. nghe vậy, lục viên hốc mắt không khỏi có chút phím hồng, khổ sao, khi là khẳng định, nhưng là, ai bảo hắn sinh ra liền họ lục đâu, là vô tình nhất đế vương gia, sinh ở hoàn cảnh như vậy, mặc kệ ngươi bản ý nguyện ý hay không, đều không thể không tham dự vào đấu tranh bên trong. Lục viên bình bình khí tức, ra vẻ buông lỏng nói, hiện nay ta cũng không tính một người, về sau không phải còn có dượng ngươi sao, nói xong, hai người không khỏi đồng thời cười. Ngay sau đó, tống dập lại đem những ngày này trong nhà trong trong ngoài ngoài phát sinh sự tình, đơn giản cùng lục viên nói lượt, lục viên nghe được say sưa ngon lành đáy mắt không khỏi lộ ra một vòng ao ước, thật muốn đi gặp mọi người, cùng mọi người trò chuyện, còn có cố tiểu võ, hồi lâu không ăn cô cô làm cơm, thật nghĩ vô cùng, tống dập nhẹ gật đầu, trấn an nói, muốn ăn cũng đơn giản, lần sau ta để ngươi cô cô làm tốt, ta mang tới là được, có thể chứ. Lục viên kinh hỉ nói, có điều, dự ngươi nhất định phải cẩn thận trong cung này những người khác, nhãn tuyến khắp nơi đều là, đến lúc đó ngươi vụng trộn mang tới đi. Lúc trước Cửu Cửu đi tìm ta thời điểm phái đều là chúng ta Diệp gia ám vệ, cho nên cung nội cũng không biết là từ đâu tìm tới ta, cũng không biết cùng các ngươi quan hệ, cho nên bình thường trong cung, chúng ta vẫn là muốn phòng bị tốt hơn. Tống dập nhẹ gật đầu, trong lòng ta biết rõ, được, kia giữ ngươi mau mau trở về đi, hôm nay ngày đầu tiên tiến cung đang trực, cô cô bọn hắn đoán chừng đều đang mong đợi ngươi trở về, chậm thêm đoán chừng liền nên lo lắng. Tốt, vậy ta liền trở về. Bọn hắn nếu là biết tung tích của ngươi nhất định thật cao hứng. Được, nói xong, Tống Dập liền lại đổi một bộ như thường trầm ổn gương mặt, trực tiếp xuất cung. Chương 300, đám người biết được, chờ Tống Dập về đến trong nhà, quả nhiên thấy tất cả mọi người đang chờ hắn trở về. Trừ Ngọc Nương cùng Cố Tam Thanh đang nhìn cửa hàng đi không được, những người khác đã đến, phong phú đồ ăn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Thấy Tống Dập người trở về, mọi người vội vàng động chuẩn bị thu thập ăn cơm chiều cố tâm nguyệt giúp đỡ hắn cầm thường phục thay đổi đơn giản rửa mặt sau hai người lúc này mới đi nhà ăn ăn cơm chiều cơm ở giữa tống dập bị kẹp nhiều lần đồ ăn liền hoài cẩn cùng tử du cũng đều đang cho hắn gấp thức ăn cố tâm nguyệt nhìn đám người quan tâm không khỏi biểu môi cười nói hôm nay ngày đầu tiên đi cung nội đang trực tất cả mọi người nhắc tới một ngày liền sợ ngươi mệt mỏi đói hoặc là gặp được chuyện gì thế nào đông cung đang trực có mệt hay không tống dập thấy tất cả mọi người đã ăn đến không sai biệt lắm liền thả tay xuống bên trong đũa, ôm nhu nói, không mệt. Sau đó nghĩ đến cố tiểu lục sự tình, nhìn một chút trên bàn ba đứa hài tử, ngẫm lại tạm thời vẫn là không thể để cho bọn hắn biết. Liền hướng phía cố tiểu võ hỏi, tiểu võ ăn được rồi sao? Ăn được trước mang hoài cẩn cùng tử du đi tiền viện thư phòng biết luyện chữ, tối nay ta đi qua kiểm tra, lúc ta không có ở đây, đệ đệ muội muội ngươi nhiều căng dặn, ngày thường công khóa không thể rơi xuống. Cố tiểu võ vốn cho là dượng đi cung nội đang trực, về sau cũng không cần mỗi ngày bị nhìn xem luyện chữ không nghĩ tới dựng căn bản chưa quên cái này sự tình vừa nghĩ tới mình làm ca ca trách nhiệm trọng đại liền đành phải kiên trì đứng dậy vội vàng mang theo hoài cẩn cùng tử du đi thư phòng viết chữ ba đứa hài tử vừa đi sau tống dập đứng dậy đóng cửa phòng lúc này mới thở ra một hơi thấp giọng nói các ngươi đoán ta hôm nay tại đông cung gặp ai nghe vậy đám người không khỏi đều là sững sờ lập tức lại bắt đầu nhao nhao lắc đầu bọn hắn cái này mới từ Thanh Châu Phủ thật xa tới, cái này kinh thành trừ ngô phi vũ cùng tần tranh, những người khác cũng không biết nha, luôn không khả năng là cố tiểu lục đi. Tống dập không có ý định cùng mọi người làm trò bí hiểm, liền nhỏ giọng giải thích nói, là tiểu lục, nói đúng ra, hắn tên bây giờ gọi lục uyên, chính là năm ngoái mùa đông vừa lập thái tử, ta cũng là hôm nay đi đông cung, tự mình thấy thái tử sau mới phát hiện, tống dập tiếng nói vừa dứt, liền nghe mọi người đè nén tiếng kinh hô tiểu lục đứa bé kia làm sao có thể vậy mà là thái tử thật giả đây cũng quá khó có thể tin đúng vậy a à. ai có thể nghĩ tới đâu ôi lúc trước đứa bé kia xem xét chính là đại hộ nhân gia xuất thân chúng ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn là kinh thành cái nào đại hộ nhân gia hài tử chỉ là thật không nghĩ tới vậy mà có thể là thái tử wow trách không được chúng ta một mực không nghe được tin tức nguyên lai like thật là trong cung a Đám người kinh ngạc đàm phán hòa bình luận âm thanh, thật lâu không thể bình tĩnh. Một lát sau, Tống Dập mới tiếp tục đem tiểu lục tình huống cùng mọi người nói một tiếng, sau đó lại dặn dò, về sau tất cả mọi người quên cố tiểu lục cái tên này, không muốn ở trước mặt người ngoài nhất lên, chuyện này cũng tạm thời coi là không biết. Cố Đại Sơn nhẹ gật đầu, đích thật là, vì tốt cho hắn, cũng vì an toàn của chúng ta, về sau tất cả mọi người đương chi trước sự tình không tồn tại chỉ có điều tiểu võ đứa bé kia một mực tâm tâm niệm niệm đâu tống dập trầm tư một chút tiểu võ cũng đã lớn một hồi ta đơn độc cùng hắn nói tốt kỳ thật đây là việc vui mới là chí ít chúng ta biết tiểu lục là an toàn đúng là đạo lý này ban đêm cố tâm nguyệt nghe nói cố tiểu lục muốn ăn nàng làm ăn uống liền một đầu đâm vào phòng bếp suy nghĩ ngày mai để tống dập mang một ít thứ gì đi qua